Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện thập niên 70 ta là bà bà trọng sinh, tập 7 chương 36 thu hoạch không tồi, tác giả, hương tô lật, đêm khuya tĩnh lặng, tuy rằng mới không đến 9 giờ, nhưng là trên đường đã không có gì người, lạnh căm căm gió thổi qua mặt, chỉ cảm thấy này ban đêm cái phong đều sau ban ngày càng lạnh vèo một chút, bốn năm người đi theo một cái lão thái thái, rẽ trái rẽ phải, bước nhanh đi ở ngõ nhỏ, triệu quế hoa cũng ở trong đó, nàng cho chính mình làm một cái khẩu trang, mang ở trên mặt, vừa lúc có thể che đậy gương mặt. Cũng tỉnh người khác nhìn đến nàng diện mạo, nàng chạng vạn tới tìm liên bác gái thời điểm, liên bác gái nhìn chầm chầm nàng ước chừng nhìn có thể có 30 giây, phát ra, ngươi thật gà tặc, cảm khái, triệu quế hoa đi theo liên bác gái phía sau, cũng không quan sát bên người vài người, bên người vài người cũng là lén lút, chưa nói làm cái khẩu trang, nhưng là cũng là khăn quàng cổ chống đỡ mặt, loại sự tình này, có thể không lộ mặt liền không lộ mặt, mọi người đều không cho nhau xem, cũng không cho nhau hỏi thăm. Dù sao chính là đi theo liên bác gái đi, đi rồi mau một giờ. Triệu Quế Hoa ngạnh sinh sinh cảm giác chính mình đều ra mồ hôi, rốt cuộc đi tới một cái nhà máy. Bên này Nhi thật đúng là không gần, lại đi vừa đi cảm tình Nhi liền phải ra khỏi thành, liên bác gái, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nàng qua đi gõ cửa, thực mau ra tới một cái cụ ông, cụ ông thăm dò vừa thấy, gật gật đầu, hai người không biết nói thầm cái gì, Triệu Quế Hoa nắm chặt đã đến giờ chỗ nhìn nhìn, chung quanh có chút nhà dân, nàng đối này một mảnh Nhi không quen thuộc, càng cẩn thận chút lúc này liên bác gái cũng đã trở lại duỗi tay tiền triệu quế hoa chạy nhanh đem đã sớm chuẩn bị tốt một khối tiền giao cho liên bác gái liên bác gái đi thôi nàng thu tiền lúc này mới lãnh vài người đi vào triệu quế hoa đi theo liên bác gái phía sau liên bác gái đằng trước còn lại là vừa rồi cụ ông đoàn người khẽ sao khẽ quải tới rồi phía sau bên này là nhà kho cụ ông đẩy cửa ra duỗi tay như vậy một phủi đi nói này một mảnh nhi tùy tiện chọn địa phương khác không thể động một túi sáu mao cho các ngươi hai mươi phút. Lúc này trong đó một cái cao vốc nam nhân chạy nhanh thấp giọng hỏi, không phải nửa giờ sao? Cụ ông đôi mắt trừng nói, các ngươi đi vào tới không tính thời gian. Các ngươi giao tiền đi ra ngoài không tính thời gian. Hiểu hay không quy cũ? Cao vốc nam nhân còn tưởng nói điểm cái gì, lập tức bị liên bắt gái giữ chặt. Nàng nói, ngươi nhanh lên đi ngươi. Ngươi nếu là như vậy so đo, lần sau cũng đừng cùng ta cùng nhau tới lời này vừa ra, cao vóc nam nhân lập tức liền héo, vài người cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh vọt tới mảnh vải nhi kia một mảnh, triệu quế hoa thấy liên bác gái cũng ở trong đó, nàng kia động tác cũng thật không chậm, huy vũ sinh phong. Mấy cái các lão gia đều không đuổi kịp nàng đâu, này trong phòng sáng lên một trảng hai ngói tiểu đèn, kho hàng không nhỏ, hai ngói đèn âm thầm, không đỉnh chuyện gì, cũng liền miễn cưỡng có thể thấy rõ nàng đục lỗ nhi một nhìn liền hiểu được bọn họ cùng tới này mấy cái đều là đàn ông triệu quế hoa cũng mặc kệ những cái đó bay nhanh lẻn đến kia một mảnh nhi phế mảnh vải này đó hẳn là đều là làm quần áo cắt xuống dưới không thích hợp địa phương các loại nhan sắc đều có bất quá hiện tại cũng không phải là phô trương lãng phí thời điểm tài nguyên đều là thực khẩn trương cho nên mảnh vải cũng đều rất nhỏ thực hẹp muốn nhìn đến tảng lớn nhi đục lỗ nhi vừa thấy kia thật đúng là không có muốn cẩn thận lay triệu quế hoa trong lòng có điểm điểm mất mát bất quá vẫn là bay nhanh động tác một chút cũng không trì hoãn lập tức liền chôn vào mảnh vải đôi tìm kiếm lên này tiền tiêu nếu là không chạy nhanh có hại làm sao bây giờ nàng trang còn rất nhanh quét thấy liên bác gái cũng là cùng bọn họ giống nhau tại đây một đống vải lẻ nhi đào hảo hóa nàng cũng liền không chú ý liên bác gái triệu quế hoa trang phá lệ mau bất quá thời gian quá đến càng mau bọn họ vài người triệu quế hoa cùng cao vóc nam nhân hẳn là lần đầu tiên tới, xem như tay mới nhi, mặt khác vừa thấy liền không phải, triệu quế hoa liền phát hiện, khi mấy cái đều là không quá tế tìm kiếm liền chạy nhanh trang, nhưng thật ra cao vóc nam nhân chọn tinh tế, mắt thấy mọi người đều muốn trang không ít, hắn mới trang một chút. Triệu quế hoa cảm thấy chính mình trang rất nhanh, nhưng là trang cũng so người khác thiếu, nàng lập tức phản ứng lại đây, nếu chọn lựa kỹ càng, 20 phút nhưng trang bất mãn một túi chỉ sợ đến cuối cùng chỉ có thể chấp phá ăn mặc chỉ đồ cái chứa đầy là được cho nên triệu quế hoa ngay từ đầu liền không nhặt đặc biệt tế không sai biệt lắm liền chạy nhanh thu tỉnh cuối cùng lừa gạt trang càng mệt nàng là lần đầu tiên tới nhưng là đến cùng người học a à, cùng người học ăn cơm no cách ngôn nhi là hiểu rõ nhi triệu quế hoa nguyên bản nhặt liền không xem như cẩn thận lúc này càng thô ráp một ít bất quá liền này nàng còn nhìn nhiều người khác vài lần đâu này vừa thấy lại nhìn ra môn đạo, liên bác gái bọn họ mấy cái quen tay nhi, cơ bản không xem lớn nhỏ, cơ bản là lựa chọn tương đồng nhan sắc, như là liên bác gái, nàng hiện tại chọn tất cả đều là màu đỏ, mặc kệ lớn nhỏ, đều hô kéo phần phật hướng trong túi hoa lâu, có chút nhìn tế đến không được mảnh vải nhi, nàng cũng đều muốn, còn có một cái buồn không ra tiếng hôi khăn quàng cổ trắng mặt, đó là chỉ lựa chọn màu đen, cũng là cùng liên bác gái giống nhau, triệu quế hoa cũng không cân nhắc cân nhắc đó là về nhà chuyện sau đó nghi hiện tại đến là chạy nhanh hàng hóa chuyên chở nàng cũng tận lực bắt đầu tìm cùng cái nhan sắc quả nhiên như vậy là thực mau so với cao vóc mới trang một chút triệu quế hoa đều trang hơn phân nửa túi nàng này chính trang thình lình lay ra tới một khối bố không sai biệt lắm bí đỏ lớn nhỏ một sờ vẫn là vài khối dáng ở bên nhau triệu quế hoa chạy nhanh chứa vui rạo rực nhất lên khóe miệng nơi này thật đúng là có thể đào đến thứ tốt nàng tiếp tục lay còn đừng nói tuy rằng đại bộ phận đều là tiểu mảnh vải nhưng là cũng thật là có thể đào đến đại vải lẻ nhi nàng này trong chốc lát đều tìm được vài khối còn có vài khối đặc biệt mềm mại làm tiểu hài tự áo ba lỗ tiểu quần lót tốt nhất triệu quế hoa thực mau trang mắt thấy liền phải chứa đầy bất quá bao tải loại đồ vật này sao áp một áp chính là có thể ở trang nàng quyết đoán xuống phía dưới áp thời gian không sai biệt lắm các ngươi lại trang cái hai ba phút liền ra tới lão đầu nhi lại đây, hạ giọng nhắc nhở đại gia. A, à, ta còn không có trang nhiều ít a. À, cao vóc nam nhân quả thật là cái tay mới. hắn nói lời này nhưng không ai để ý đến hắn. mọi người đều bắt đầu bay nhanh vô khác biệt trang túi, trong đó một cái còn thượng chân, dùng sức giẫm trong túi bố, sau đó dùng sức tắt, hắn này hành vi ảnh hưởng những người khác. đại gia lập tức học lên, triệu quế hoa cũng là như thế. hảo hảo. lão đầu nhi nói, xuất hiện đi xuất hiện đi. Triệu Quế Hoa trang tràn đầy một túi, ngoạn ý nhi này dựa theo túi tính tiền, không nhiều lắm trang mới là ngốc tử đâu. Triệu Quế Hoa khiên túi cũng ra tới tính sổ, đem chuẩn bị tốt sáu mau tiền giao qua đi, bọn họ những người này, cao vóc trang ít nhất, bất quá cũng coi như là chứa đầy, liền tính cao vóc là cái tay mới, cũng biết lúc này chính là có bao nhiêu tính nhiều ít, mọi người đều là theo thứ tự giao tiền, sau đó đi theo liên bác gái bước nhanh ra xưởng khu, nhà máy đại môn. Lầm lập tức liền đóng lại, liên bác gái, cắt đi cắt, tán, nàng khiên túi, quay đầu nhi liền đi, vài người khác cũng là như thế, từng người tan vỡ nhi, triệu quế hoa bay nhanh đuổi kịp liên bác gái bước chân, đảo không phải nàng bám lấy liên bác gái, mà là nhà bọn họ cùng liên bác gái nhà bọn họ, khoảng cách không phải rất xa. Bọn họ vốn dĩ liền tiện đường. Mà liên bác gái đối này một mảnh nhi quen thuộc, hiểu đi đường tắt đi được mau, triệu quế hoa tự nhiên là đuổi kịp, đến nỗi những người khác, thường tới nhân gia cũng đều quen thuộc lộ, tự nhiên đi chính mình cảm thấy ổn thỏa, lại hoặc là, triệu quế hoa cân nhắc, đại gia không cùng nhau đi khả năng cũng là sợ bị người bắt được, người nhiều, liền tương đối thấy được sao, ngay cả cao vóc đều chính mình đi rồi, triệu quế hoa đuổi kịp liên bác gái, liên bác gái nói, đại muội tử, ngươi thực gà tặc sao, đây đều là nàng lần thứ hai nói như vậy. Triệu Quế Hoa đem lời này trở thành khen ngợi, nói, ta là người thành thật, liền tưởng chuyển điểm đồ vật cấp hài tử làm kiện quần áo lại không trông cậy vào cái này kiếm tiền nhưng không nghĩ nháo đến mọi người đều biết liên bác gái ngươi như vậy tưởng là được rồi bất quá a à. ha hả cái này ha hả có chút lời nói có ẩn ý triệu quế hoa sao liên bác gái thần thần bí bí rất nhiều từ ta nơi này đi lấy hóa lần đầu tiên đều chỉ là muốn cấp người trong nhà thấu điểm nguyên liệu khâu khâu vá vá chính là chuyển mở ra nhìn thấy thật sự liền dừng không được tới triệu quế hoa suy nghĩ một chút đảo cũng là như vậy cái đạo lý bất quá nàng vẫn là kiên định nói ta liền tính là ở cảm thấy hứng thú cũng chính là nhà mình dùng đầu cơ trục lợi cái kia ta không dám nàng là thật sự không dám này cùng bán cá nhưng không giống nhau cụ thể sao không giống nhau kỳ thật cũng không cần nói tỉ mỉ bởi vì này vật tư tính chất không giống nhau lại một cái năm trước thời điểm đại gia trù bị hàng tết ngay cả đầu cơ trục lợi văn phòng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt rốt cuộc a à, nhà ai không ăn ăn uống uống đâu nhưng là vải dệt bất đồng quá bất đồng triệu quế hoa nhà bọn họ có vài cái công nhân nàng không đáng mạo hiểm như vậy cấp trong nhà mất mặt không thấy hiện tại nàng liền bán cá đều không bán sao triệu quế hoa ngữ khí kiên định thực bất quá liên bác gái nhưng không tin như vậy chuyện này nàng chính là thấy được nhiều bất quá nàng nhưng thật ra nói giỡn nói ngươi không dám làm kia nhưng thật ra khá tốt tỉnh ta còn nhiều đối thủ cạnh tranh lời nói là nói như vậy nhưng là cũng là nói giỡn triệu quế hoa cười nói nếu là dùng đến hảo ta lại tìm ngươi ta không buôn bán nhưng là có thể tỉnh tiền làm gì không tỉnh tiểu tể tử xuyên cái gì thứ tốt cũng là lãng phí lời này thật là một chút cũng không kém liên bác gái gật đầu chính là như vậy cái đạo lý triệu quế hoa cùng liên bác gái ngàn xả đạm đông khản tây khảng nhưng thật ra cũng mau, chờ tới rồi hạnh hoa tách ra, triệu quế hoa về nhà thời điểm đã gần 10 điểm chung, bọn họ bên này nhi đại viện nhi từ trước đến nay là không khóa cửa, thời buổi này, tặc vẫn là rất ít, bằng không, cũng không thể lần trước ra một cái ăn trộm nhi, liền như vậy giống trống khua chiên bắt đầu tuần tra. Bọn họ không đóng cửa còn có một nguyên nhân là buổi tối không thiếu được có người ra tới thượng nhà xí, này nếu là mở cửa đóng cửa tới tới lui lui động tỉnh nhi, lão bạch gia là khẳng định chịu ảnh hưởng triệu quế hoa đề cái này bao tải rón ra rón rén về nhà nàng tay chân nhẹ nhàng đem cửa đóng lại liền nghe có người hỏi đã trở lại triệu quế hoa ngẩng ra ngay sau đó nói ngươi sao không ngủ ngày mai còn đi làm đâu trang lão yên nhi sâu kín thở dài một tiếng không có cách nói ngươi không trở lại ta nơi nào ngủ được ngươi này lá gan nga là càng thêm lớn ngươi nói này nếu là làm người gặp được nhưng sao chỉnh a à? lão bà tử a ngươi gần nhất nhưng rất lớn mật cuồng giả a triệu quế hoa đem bao tải buông nói lời này làm ngươi nói ta còn không phải là vì cái này gia hảo có thể tỉnh một chút luôn là tỉnh một chút càng tốt nàng cũng hiểu được trang lão yên nhi là lo lắng nàng hôm nay chuyện này nhi chỉ có bọn họ hai vợ chồng già biết không cùng mấy cái nhãi con nói không cần phải tỉnh mọi người đều đi theo lo lắng triệu quế hoa kỳ thật tiếng tràng mua vải lẽ chuyện này nhi không có gì nguy hiểm ngươi khi bọn hắn trong xưởng lãnh đạo không hiểu được cái này, nhưng là bọn họ này vải lẽ vô dụng, chỉ có thể càng tiện nghi xử lý cấp một ít mặt khác nhà máy, như là các ngươi xưởng máy móc cũng sẽ mua một ít sát máy móc, bất quá đều là nhà nước đối nhà nước, này có thể mấy cái tiền. Bọn họ như vậy ra bên ngoài bán, vẫn là thích hợp. Nói nữa, ngươi cho rằng ai đều có thể đi xem nhà kho A, bảo đảm là lãnh đạo gia thân thích, lời này thật là không giả trang lão yên nhi cũng là tán thành cái này lời nói nhưng là đi hắn nói ta cũng không phải lo lắng ngươi mua vải lẻ bị người ta nhà máy đè lại ta là lo lắng ngươi trở về làm người trở thành người xấu bắt lấy đêm hôm khuya khoắc khiêng một cái bao tải ở trên phố đi nhìn liền không phải cái gì người tốt triệu quế hoa cười nói ta đi theo liên bác gái đâu nàng làm này nhiều năm ngươi đương nàng là cái ngốc tử được rồi ngươi đừng nói nữa ta đối chuyện này hiểu rõ nhi tới nhìn xem ta hôm nay thu hoạch, ta đây là lần đầu tiên, còn không có cái gì kinh nghiệm, về sau lại có cơ hội như vậy khả năng sẽ càng tốt một ít, còn có lần sau, trang lão yên nhi, trong lòng phát khổ a, à, bất quá hắn vẫn là thực nể tình thò lại gần, nói, ta nhìn xem ngươi tuyển đây là gì dạng, triệu quế hoa, tổng cộng hoa một khối sáu đâu, ngươi nhìn nhìn, có đáng giá hay không, có đáng giá hay không, cái này thật khó mà nói. Bất quá liên bác gái muốn một khối tiền tiền trà nước, thật là không ít a à, nhưng là có đáng giá hay không đâu kia khẳng định vẫn là đáng giá liền tính là cấp hổ đầu đua ra hai điều quần xà lõm như vậy đều là đáng giá triệu quế hoa nghiêm túc tìm kiếm lên nói ngươi xem bên này đồ vật thật là không ít ta chính là lần đầu tiên đi vẫn là kinh nghiệm thiếu điểm bất quá ta cũng là có hảo thu hoạch nàng không hiểu được người khác tìm được nhiều ít thứ tốt nhưng là nàng cũng là thu hoạch không ít nàng thực mau liền tìm đến mấy khối nguyên liệu như vậy hẳn là lập tức cắt sai rồi nàng lúc ấy vừa thấy đến liền chạy nhanh nhét vào trong túi lúc này lấy ra tới nàng đại khái liều mạng một chút nói ngươi xem này bốn khối ghé vào cùng nhau là có thể cấp hổ đầu làm một kiện ngắn tay hải quân sam nàng nhìn dư lại nói tam khối nguyên liệu cũng có thể cấp tiểu yến tử làm một kiện này đào bảo đào cũng là rất quan trọng triệu quế hoa cao hứng mặt mày đều là tươi cười nói ngươi xem này không phải đáng giá một khối sáu hồi bổn nếu tất cả đều là mảnh vải tử hẳn là cũng không đến mức mệt nhưng là vẫn là có đại hóa làm người cao hứng a nàng đem này sọc xanh sen trắng nguyên liệu cuốn một quyển đặt ở một bên nói ngươi nhìn thật tốt trang lão yên nhi gật đầu xác thật hảo đáng giá nếu là đại nhân đi như vậy ghép nối nhìn liền thật sự là quá không thể diện nhưng là tiểu hài tử không chú ý như vậy nhiều lại một cái tiểu hài tử dùng nguyên liệu thiếu cho nên căn bản không rõ ràng liền tính là bình thường đi cửa hàng mua quần áo, kia cũng không phải một khối nguyên liệu làm chỉnh kiện nhi, cho nên cấp tiểu hài tử làm quần áo là thực thích hợp, càng nhỏ càng thích hợp, cơ hồ nhìn ra tới là nguyên liệu không đủ ghép nối, vừa lúc, có thể cấp tiểu yến tử nhiều làm hai kiện, hổ đầu quần áo, tiểu yến tử thật là nhặt không thường, hài tử đều không có vài món quần áo, hiện tại đều là tiểu hài tử nhặt trong nhà đại hài tử quần áo xuyên. Đại hài tử còn không thiếu được muốn xuyên gia trưởng sửa quần áo, thật sự toàn cấp hài tử mua tân, vì dạng gia đình có thể gánh nặng khởi A, ngay cả những cái đó đại viện nhi tử đệ, không ít nam hài tử cũng là ăn mặc cha mẹ sửa tiểu quân, quần đâu, như là nhà bọn họ như vậy, tiểu yến tử cùng hổ đầu kém 2 tuổi, khẳng định là muốn nhặt ca ca quần áo xuyên, bất quá hổ đầu là cái nam hài tử, nam hài tử đều thiếu đều da một ít, đến phiên tiểu yến tử thu về, có căn bản vô pháp nhi xuyên, cho nên tiểu yến tử quần áo liền tương đối thiếu nhưng thật ra hổ đầu quần áo không ít, cũng không phải quần áo mới nhiều, mà là trong nhà đại nhân quần áo vô pháp nhi lại xuyên, sẽ đổi thành tiểu y phục cho hắn xuyên, trong nhà đại nhân nhiều, này liền không thể tránh né, hắn quần áo sau muội muội nhiều một chút, đến nỗi nói vì sao không trực tiếp sửa cấp tiểu yến tử, này cũng không phải trọng nam kinh nữ, mà là có thể sửa lớn một chút, nhưng luyến tiếp sửa càng tiểu một chút, tổng cảm thấy đây là lãng phí A, lại nói, hổ đầu xuyên xong rồi tiểu yến tử còn có thể xuyên, cho nên đi, tiểu yến tử quần áo liền thật sự không nhiều lắm, triệu quế hoa, lúc này đây, tiểu yến tử nhưng thật ra nhiều điểm quần áo mới, tuy rằng là vải lẻ, nhưng là cũng là tân nguyên liệu, nàng nói, về sau không cần thế nào cũng phải làm hổ đầu xuyên xong lại mặc cho tiểu yến tử, ngươi xem hổ đầu xuyên xong tiểu yến tử còn có thể mặc sao, nàng toái toái niệm lên. Triệu Quế Hoa chính là một chút cũng không mệt nhọc, nàng đùa nghịch nguyên liệu, nói, ngươi trước ngủ ta đang xem xem nữ nhân gia đối với những việc này như chính là như vậy ham thích trang lão yên nhi ngươi không sợ phí điện triệu quế hoa sắc mặt cứng đờ khuất phục ở phía điện ác thế lực hạ yên lặng buông đồ vật nói kia vẫn là ngày mai ở thu thập đi ai làm nhà bọn họ không phải gia đình giàu có đâu bất quá hiện tại không phải gia đình giàu có cũng thực hảo thật muốn là gia đình giàu có kia cũng là muốn chơi xong triệu quế hoa tuy rằng quá qua ngày lành nhưng là cũng đã thực mau lại thích ứng này thập niên 70 thắt lưng buộc bụng, tỉnh tới tỉnh đi nhật tử, nàng tắt đèn thượng giường đất, nói, này nên tỉnh vẫn là muốn tỉnh, trang lão yên nhi gật đầu, phòng nội yên tĩnh, trang lão yên nhi hỏi, hổ đầu cùng tiểu yến tử đều đi học, ta cấp ra học phí không, triệu quế hoa hoành hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi làm cái gì mộng đâu. Không được, trang lão yên nhi thất giọng lão đại nhật tử quá được ngay đi, triệu quế hoa hừ một tiếng, nói, chắc cao ba ba cũng là tự tìm, như thế nào? Còn tưởng ta cho bọn hắn gánh vác. Tưởng đều không cần tưởng, lương Mỹ phân nàng đừng tưởng rằng chính mình nhất khôn khéo, chuyện này không thể nào. Lại nói, lão đại một tháng tiền lương thêm trợ cấp cũng gần 40, bọn họ phu thê mới giao 10 đồng tiền sinh hoạt phí, trong tay còn có 30 đâu, gánh nặng hài tử đi học không đủ sức, này không phải chê cười giống nhau sao? Vương Hương Tú một nhà năm người còn muốn xen vào ăn uống cũng không đến mươi thu vào a. Nếu là bọn họ thật sự quá khó khăn, ta này đương ba mẹ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là bọn họ hiện tại không tới cái kia phần thượng, hổ đầu cùng tiểu yến tử học phí đều mới một khối năm, không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, trang lão yên nhi nga một tiếng, ứng hảo, hắn là cái loại này toàn tâm toàn ý vì hài tử phấn đấu lão hoàng tính ngang bướng cách, bất quá tuy rằng là lão hoàng ngưu, rồi lại là một cái nghe lời lão Hoàng Ngưu. Nhà này, hắn là nhất nghe Triệu Quế Hoa, Triệu Quế Hoa nói một, hắn sẽ không nói nhị, nếu lão bà tử định ra tới, hắn cũng sẽ không nói cái gì phản đối ý kiến. Hơn nữa đi, hắn cảm thấy nhà mình lão bà tử nói giống như cũng là rất có đạo lý, Triệu Quế Hoa tâm tư đã không ở nơi này, ngược lại tất cả tại bao tải, nàng cân nhắc đi, mảnh vải cũng không quan hệ, có thể cấp kết nối trưởng thành điều váy liền áo, kỳ thật vẫn là rất đẹp kiếm lời, quả nhiên là kiếm lời. Triệu Quế Hoa lại tưởng, loại này vải lẽ làm thành quần áo mùa đông không được, nhưng là mùa hè thật sự thực có thể. Nàng lăn qua lộn lại cân nhắc, này trong chốc lát công phu liền nghĩ tới vài cái đẹp lại đơn giản kiểu dáng, trong bất tri bất giác, mơ mơ màng màng, Triệu Quế Hoa cũng không biết chính mình khi nào ngủ, đại khái là ngủ đến quá muộn, không có tới khởi làm cơm sáng. Làm không đi làm người, Lương Mỹ Phân nấu bắp ra tử, lại chưng bánh ngô nhi trang Chí hy còn có minh mỹ bọn họ còn không biết triệu quế hoa tối hôm qua đi ra ngoài đâu trang Chí hy bác quái nói ai ngươi nói trắng ra phấn đấu có phải hay không rất hố phân ăn phân thương đầu óc a à, hắn mấy ngày nay như thế nào luôn là vòng ở nhà vệ sinh công cộng phụ cận a à, không biết làm gì một người chờ sôi nổi nôn một tiếng triệu quế hoa càng là không chút khách khí ở nhi tử sau lưng thật mạnh chùy y hai hạ nói ta xem ngươi đầu óc mới là có vấn đề ăn cơm sáng đâu ngươi nói cái gì ngoạn ý nhi còn có để người hảo hảo ăn cái gì minh mỹ thật sâu gật đầu nói mẹ nói đúng người này nói ta cũng chưa ăn uống lời nói là nói như vậy nàng ăn còn không ít đâu mẹ ta gần nhất không thế nào vội quá mấy ngày đến lượt nghỉ một ngày chúng ta cùng nhau lên núi triệu quế hoa gật đầu thành tuy rằng nàng nhìn minh mỹ liền không phải thực hành bộ dáng nhưng là nếu nàng muốn đi cũng không gì nhưng ngăn đón coi như qua đi nhìn xem náo nhiệt kia hành minh mỹ thật mau ăn xong bối thượng tiểu túi sách, nói, ta đây đi làm, Minh Mỹ thật là đương đại nữ công người tiêu chuẩn hình tượng, hai chỉ bánh quai chèo biện nhi, một thân màu xanh đen áo bông, cùng sắc hệ quần, sạch sẽ nhanh nhẹn, trên người còn lại là quân lục sắc vì nhân dân phục vụ tiểu túi sách, triệu quế hoa ngẩng đầu xem xét Minh Mỹ liếc mắt một cái, nói, đi thôi, Minh Mỹ ai một tiếng, anh tư tác sẵn ra cửa, trang trí hy, chờ ta, chúng ta cùng nhau đi, Minh Mỹ, hảo tiểu hai vợ chồng nắm chặt hết thảy thời gian ở bên nhau trang trí hy nắm minh mỹ nói ta tái ngươi một đoạn nhi chờ tới rồi mở rộng chi nhánh giao lộ chúng ta lại cắt đi cắt minh mỹ hảo bạch phấn đấu vừa lúc ra tới nói u các ngươi này nị oai a à, hắn đặng thượng chính mình đại vĩnh cửu bay nhanh vượt qua trang trí hy trang trí hy ở phía sau cười kêu phấn đấu ca ngươi không đợi ngươi hảo bằng hữu a à. bạch phấn đấu thiếu chút nữa đặng không quay đầu lại hướng Trang Chí Hy sau một ngón giữa, nói, ngươi nhưng tâm miệng cho ta đi, Trang Chí Hy vô tội cười. Minh Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao đều cả ngày ghé vào cùng nhau, kết hôn được, Trang Chí Hy cười như không cười, nói, kia cũng đến nhân gia nguyện ý a, à, ta xem a, à, nhân gia chính là chơi hắn chơi, Trang Chí Hy nhưng thật ra một chút cũng bất đồng bạch phấn đấu, chính hắn vui hướng lên trên hướng, trách ai được, tự tìm, xứng đáng trang trí hy thật là có hắn lão nương độc miệng, mà lúc này, triệu quế hoa ăn xong rồi cơm liền chạy nhanh công đạo, lão đại tức phụ nhi, ngươi thu thập một chút, nàng vội vàng trở về chính mình phòng nhi, bắt đầu phiên phiên nhặt nhặt, tối hôm qua quá nóng nảy, đều không kịp nhìn kỹ, này vừa thấy thứ tốt thật thiếu a, à. lương mỹ phân này đầu nhi làm việc, trọng thăm dò ngắm liếc mắt một cái, này vừa thấy nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, triệu quế hoa, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cấp hài tử thay thế quần áo giặt sạch, lương mỹ phân, nga, nàng này tâm A, à, cùng miêu cào giống nhau, nhưng tò mò, nhưng là mắt thấy bà bà căn bản không để ý tới nàng, lương mỹ phân là cái gì cũng không thể nói, mấy ngày nay hổ đầu cùng tiểu yến tử đi học, trong nhà liền dư lại bọn họ mẹ chồng nàng dâu, bầu không khí này liền càng xấu hổ, lương mỹ phân yên lặng đi giặt quần áo, nghĩ chờ một chút vẫn là sát một sát cửa sổ đi, dù sao vẫn luôn làm việc. Bà bà luôn là không lời gì để nói. Kỳ thật như thế Lương Mỹ Phân suy nghĩ nhiều, Triệu Quế Hoa căn bản là không có chú ý nàng, nàng chỗ nào như vậy nhiều thời gian rỗi a, à. cùng với cùng người so đo những cái đó có không, nàng còn không bằng chạy nhanh chuyển điểm thứ tốt, làm nhật tử quá đến hảo một chút, đừng nhìn đây là Triệu Quế Hoa chính mình trang bao tải, nhưng là hiện tại tìm kiếm lên cũng vẫn là cùng đào bảo không sai biệt lắm, nha, nàng cao hứng kêu ra tới, lập tức kinh hỉ lên, nàng cuối cùng vì cường tắc toàn bộ tắc đến mảnh vải thế nhưng có một cái khối rất lớn nguyên liệu này một khối bố vẫn là quân lục sắc đâu hảo hảo một khối bố thế nhưng cuốn thành một cái trường điều ném vào vải vụn điều cùng nhau triệu quế hoa kinh hỉ triển khai này vừa thấy lại lại lần nữa hít hà một hơi này một khối bố thế nhưng có một mét nhiều chỉnh chỉnh tề tề vừa thấy chính là thực tốt vẫn là sợi tổng hợp đâu triệu quế hoa kích động tốt như vậy đồ vật như vậy liền ném ở phế mảnh vải nàng vuốt ve lên thực mau liền định ra tới. Này khối nguyên liệu, có thể là một kiện người trưởng thành ngắn tay áo sơ mi, vừa lúc, cho nàng gia lão đầu nhi làm một kiện, lão đầu nhi đã đã nhiều năm không có làm quần áo mới, nhà bọn họ không phân gia, người cũng không tính thiếu, này toàn gia ở cùng một chỗ, phàm là có điểm bố phiếu, đều cấp nhi tử làm, cháu trai cháu gái. Này đã nhiều năm, bọn họ hai vợ chồng già đều không có thêm nửa trang phục, tuy nói nhà xưởng là có quần áo lao động, nhưng là liền tính là mùa hè, quần áo lao động cũng là trường tụ, lại không phải cái gì đặc biệt lấy đến ra tay thể diện quần áo, làm việc xuyên y phục, khó tránh khỏi. Này vừa lúc có như vậy một khối bố, Triệu Quế Hoa kích động chạy nhanh thu hồi tới, này lại lần nữa tìm kiếm, liền cảm thấy chính mình tâm tình càng tốt. Nàng lúc này đây, liền hướng này mấy khối không tồi nguyên liệu, liền kiếm lời gấp 10 lần trở lên còn không ngừng. Quả nhiên người a, chính là muốn lớn mật. Nàng lại lần nữa sửa sang lại một bao tải mảnh vải, cũng không tính rất nhiều, không đến một buổi sáng, liền tất cả đều sửa sang lại ra tới. Triệu Quế Hoa nhìn mấy thứ này, cảm thấy Mỹ mãn gật đầu, nói, lão đại tức phụ nhi, lương Mỹ phân lập tức, ta ở, Triệu Quế Hoa, ngươi đi tiêu thụ dùng điểm mua điểm tuyến, màu trắng màu đen màu đỏ giống nhau muốn một trác, nhà, cho ngươi tiền, lương Mỹ phân, tuy rằng nội tâm thập phần mê mang, nhưng là nghe lời luôn là không có sai, lương Mỹ phân vội vội vàng vàng, Triệu Quế Hoa cũng đem nguyên liệu đều sửa sang lại thỏa phóng hảo, nàng đầu tiên là đem lam bạch sắc sọc nguyên liệu sửa sang lại ở bên nhau, tìm phấn viết đầu vẽ một cái đại khái, sau đó ở trong nhà cắt hảo, lúc này mới mang lên trong nhà nguyên lai tuyến, trực tiếp hướng hậu viện nhi đi, vương đại mụ mấy cái đang ngồi ở trước sau viện giao tiếp chỗ tán gẫu đâu, bọn họ này đó không đi làm lão nương nhóm, tiểu tức phụ nhi giống nhau đều là chấp vá ở bên nhau, thời tiết hơi chút có điểm ấm, đại gia liền ngồi ở trong sân. Ngươi truyền len sợi, ta đóng đế giày nhi, còn có vá áo, lại có thể làm việc nhi, lại có thể tán gẫu nhi, đỉnh đỉnh không tồi. Quế Hoa ngươi đây là Vương Đại Mụ, ai ta đang muốn tìm ngươi, mượn nhà ngươi máy may dùng dùng một chút. Đây là bọn họ phía trước liền nói quá. Vương Đại Mụ gật đầu, hành a, à, ta lãnh ngươi qua đi. Mặt khác mấy cái bác gái nhìn về phía Triệu Quế Hoa trong tay nguyên liệu, ánh mắt lóe lóe. Triệu Quế Hoa cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nói ta mang theo tuyến trực tiếp thay là được đúng không, vương đại mụ, ngươi xem ngươi này không phải khách khí. Liền một chút tuyến, triệu quế hoa, hẳn là, hiện tại từng nhà đều quá vô cùng, nàng cũng không thể chiếm tiện nghi, vương đại mụ cũng tò mò nhìn nàng nguyên liệu, nói, đây là, triệu quế hoa, đây là ta một cái lão tỉ muội nhi cho ta tìm tòi điểm phế vải lẻ, ta này nhìn ta đại nhân không thể làm, nhưng là hài tử có thể a à. Ta nghĩ cấp hai đứa nhỏ một người làm một kiện áo trên lưu trữ mùa hè xuyên ai này thật không sai vuốt rất mềm mại hài tử xuyên cũng thật thích hợp ai nói không phải đâu triệu quế hoa cũng cao hứng ta bản thân cũng không nghĩ tới vận khí không tồi bọn họ cùng nhau vào cửa lý phương cũng ở nhà nàng chạy nhanh chào hỏi triệu đại mụ ngươi lại đây a à, ta cho ngươi đảo điểm nước đi triệu quế hoa hại không cần ta tới làm việc ngươi không vội sống vương đại mụ cùng lý phương nương hai nhi cũng không nóng nảy đi nhìn triệu quế hoa bận việc triệu quế hoa thử thử máy may thực mau tìm về cảm giác nàng cái này tuổi tác lão thái thái không có sẽ không làm loại này việc bọn họ tuổi trẻ lúc ấy nhưng mua không nổi trang phục từng nhà đều là chính mình làm sẽ không cái gì hiếm lạ mới mẻ kiểu dáng nhưng là làm là đều sẽ dù sao tiểu hài tử bản thân cũng xuyên không được cái gì đặc biệt kiểu dáng triệu quế hoa đã lâu vô dụng máy may có điểm mới lạ nhưng là nhưng thật ra cũng không sợ lòi nhà hắn không có máy may mỗi lần đều là mượn, dùng không nhiều lắm, không thuần thục cũng là thực bình thường. Triệu Quế Hoa dẫm lên máy may, thực mau bận việc lên, mà lúc này Lương Mỹ Phân cũng mua tuyến đã trở lại. Nàng tiến sân, đã bị Tô Đại Mụ gọi lại, Tô Đại Mụ chạy nhanh truy vấn, Lương Mỹ Phân A, ngươi bà bà hình như là phải làm quần áo, đây là cho ngươi đệ tức phụ nhi, nàng là một khắc không châm ngòi đều cảm thấy ngủ không được, Lương Mỹ Phân, đệ tức phụ nhi. Nga, không phải thân đệ đệ, là nói nàng chị em dâu a à. nàng lắc đầu không nghe nói a à. bà bà chưa nói phải cho minh mỹ làm quần áo mới a à. liền tính là làm quần áo mới cũng không tới phiên minh mỹ a à. nàng như vậy nhiều quần áo mới toàn bộ trong nhà liền minh mỹ quần áo nhiều lương mỹ phân ghen ghét thực nhưng là lại không nghĩ đó là nhân gia minh mỹ từ nhà mẹ để mang lại đây bất quá đừng nhìn lương mỹ phân không hiểu chuyện nhi nhưng là người này nhưng thật ra không thế nào nói dối vẫn là có điểm thật sự nàng nói Điền tính là làm quần áo, hẳn là cũng là cho nhà ta hai cái tiểu nhãi con đi. Ta bà bà nói qua, chờ ấm áp điểm cho bọn hắn làm. Chuyện này Nhi không ta để tức phụ Nhi phần, đó là bởi vì nàng hỗ trợ trảo cá A. Cuối cùng một câu, nàng không có nói ra, sao cấp hài tử làm A, tiểu hài Nhi ăn mặc cái gì quần áo mới, chính là A. Đại nhân kia quần áo không thể xuyên sửa lại được, bọn họ đại nhân làm việc nhiều, có đôi khi đầu gối A, mông A còn có một ít vị trí đều sẽ có mài mòn chờ bổ cũng không ra gì thời điểm liền sửa cấp hài tử đây là nhất thích hợp trực tiếp cấp tiểu hài nhi làm quá lãng phí lương mỹ phân nhưng thật ra nói ta bà bà định ta không hiểu được lời này nàng không thể phát biểu ý kiến a à, đừng nói nhà hắn là nàng bà bà đương gia liền tính là không phải nàng bà bà đương gia nàng chiếm tiện nghi làm gì muốn nói cái này lời nói lại không phải sủng điên rồi chẳng lẽ thật là phải đợi này nguyên liệu không cho nhà hắn hài tử cấp chú em cùng Minh Mỹ nàng tưởng tượng liền cảm thấy nếu thật là như vậy mới là mệt đã chết nàng mới không đâu nhà ta chuyện gì đều là ta mẹ quyết định chúng ta chính là đi theo lão nhân đi nàng nói gì chúng ta liền làm gì lúc này nàng còn biết nói tốt nghe nói đâu vài người nghe xong cái này hai mặt nhìn nhau cho nhau đưa mắt ra hiệu thầm nghĩ này lương mỹ phân thật là được tiện nghi a à, nói chuyện đều dễ nghe Lương Mỹ Phân xác thật là được tiện nghi, dù sao chỉ cần là cho bọn họ này một phòng, nàng liền cao hứng, tuy rằng bà bà gì cũng chưa nói, nhưng là Lương Mỹ Phân cảm thấy, bà bà hẳn là cho nàng da nhảy con làm quần áo, rốt cuộc bà bà tuy rằng khắc nghiệt, nhưng là đảo cũng là cái giữ lời hứa người, so với Chu Lý thì loại này cả ngày mắng chữ người lại khắc nghiệt, nói chuyện còn lộn xộn bà bà, nàng bà bà hung cũng là thật sự hung, nhưng là một cái nước miếng một cái đinh, nói chuyện so nam nhân còn dùng được chút nàng nam nhân nói cho nàng mua đường nơi không nhất định là thật sự sẽ mua nhưng là bà bà nói ăn thịt chính là thật sự ăn thịt nói ăn cá chính là thật sự ăn cá ta bà bà là ở vương đại mụ gia ta qua đi nhìn xem lương mỹ phân nhịn không được chạy nhanh qua đi xem tình huống triệu quế hoa nhìn đến nàng lại đây nói về nhà làm cơm trưa đi lương mỹ phân bị một câu đỉnh đi trở về lương mỹ phân nga một tiếng còn không có vào cửa liền yên lặng lại đi rồi. Vương đại mụ cười nói, "Ngươi con dâu này nhi nhưng thật ra nghe lời, cái này lời nói, Triệu Quế Hoa chính mình đều không nhận." Nàng cười nói, "Ngươi cảm thấy phải không, Vương đại mụ, quá khứ liền qua đi đem." Triệu Quế Hoa kỳ thật cũng không có đặc biệt để ý này một cái công tác, bởi vì nàng biết xã hội về sau phát triển, nhưng là nàng không thể không tỏ thái độ, rốt cuộc lương mỹ phân là đặng cái mũi lên mặt loại hình. Nàng không ăn được lời nói nhưng là ngươi hung một chút, nàng nhưng thật ra có thể túng như cẩu không gây sự, vì gia hòa vạn sự hưng, cái này ác bà bà, nàng đều đương định rồi, kỳ thật nàng cũng thực không dễ dàng hảo sao. Tiểu hài tử ngắn tay sam, làm thực mau, triệu quế hoa thực mau liền làm tốt, nàng vốn dĩ chính là cắt hảo mới ra cửa, này máy may chính là so tay phùng mau, nàng làm tốt, trung trung quần áo, nói, các ngươi xem như thế nào, thật không sai, Lý Phương cười nói, Người cái này quần áo rất giống cá đảo chi tử bên trong tiểu nhân vật chính xuyên áo thủy thủ đâu, bởi vì cái này điện ảnh, mấy năm nay, bọn họ 49 thành tiểu hài nhi, mỗi đến mùa hè đều rất nhiều xuyên như vậy sọc xanh sen trắng áo thủy thủ, ta cái này so với kia cái còn đơn giản điểm, ta nghĩ tiểu hài nhi sao, chính là mát mẻ là được, cho nên ta cái này tiểu viên lãnh lớn một chút, kỳ thật là vì nhưng vải dệt tới, là, cổ áo quá cao hài tử cũng che đến hoảng lúc này vương đại mụ cũng đã nhìn ra nói ngươi đây là cấp tiểu huynh muội hai cái một người làm một kiện nhi a à, ngươi cũng thật bỏ được triệu quế hoa cười nói ta ăn ngay nói thật ha ta liền như vậy điểm nguyên liệu làm hai kiện đại điểm cũng không đủ dứt khoát làm hai kiện vừa lúc ai cũng không hâm mộ ai trước kia mỗi lần cấp hổ đầu sữa quần áo tiểu yến tử đều hâm mộ không muốn không muốn tiểu nha đầu a à, cũng không thể quá bạc đãi nữ hoa nhi này dưỡng quá bạc đãi trưởng thành liền dễ dàng bị tiểu tử thúi dùng một chút ân huệ nhỏ bắt cóc khó mà làm được ai u ngươi đây là nơi nào tới đạo lý a à, triệu quế hoa ta nói chính là lời nói thật ngươi cẩn thận phẩm nhất phẩm có phải hay không như vậy hồi sự nhi vương đại mụ cùng lý phương mẹ con hai cái suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý bật cười triệu quế hoa này việc làm xong rồi nói ta đây về trước buổi chiều lại đến nương dùng dùng một chút ha nàng chính mình cũng có chút ngượng ngùng nói còn kém cái quần cọc vương đại mụ hành a à, ngươi xem ngươi khách khí gì cứ việc lại đây triệu quế hoa gật đầu ứng hảo lúc này mới sách theo làm tốt quần áo về nhà tiếng gia môn lương mỹ phân lập tức nhìn thẳng triệu quế hoa tay muốn nói lại thôi triệu quế hoa trợn trắng mắt nói có cái gì tưởng nói liền nói nhà cho ngươi lương mỹ phân a à, nàng kinh ngạc nhìn về phía bà bà kích động cho 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 ta triệu quế hoa ngươi tưởng cái gì chuyện tốt đâu, đây là cấp hai đứa nhỏ, một người một kiện, ngươi trước phóng, chờ một chút ta còn muốn cho bọn hắn làm quần đùi, chờ làm tốt, ngươi đều tẩy một chút lại thu hồi tới. Chờ thiên ấm áp cấp hài tử thay, lương mỹ phân, này mới làm tẩy cái gì, triệu quế hoa trừng mắt, làm ngươi tẩy liền tẩy, ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Không tẩy cũng đừng muốn, nàng cũng hiểu được hiện tại người tân làm quần áo là quả quyết sẽ không tẩy, rốt cuộc, quần áo tẩy nhiều cũng liền càng thêm cũ lên hiện tại nhưng không thể so nhiều năm sau quần áo là thực quý giá đã lâu không thể mua một kiện có người mấy năm đều sẽ không mua tự nhiên là cẩn thận nhưng là triệu quế hoa cảm nhận được đến không được này nguyên liệu là từ kho hàng lay thật sự không sạch sẽ tiểu hài tử cũng không thể xuyên như vậy nàng nói ngươi cũng không cần sốt ruột chờ làm xong khác quần áo cùng nhau hảo lương mỹ phân động tác mau trước mặt mấy ngày hạ bụng nhi con thỏ giống nhau thực mau đem quần áo thu hồi tới, nàng chạy nhanh nói, nghe ngài, triệu quế hoa cũng không giải thích cái gì, nói, ta làm ngươi mua tuyến, ngươi đặt ở trên tủ đi, lương mỹ phân gật đầu, triệu quế hoa gật đầu, vào buồn trong, triệu quế hoa tiến phòng, lương mỹ phân lúc này mới triển khai quần áo xem, nàng cũng là nhìn ra được tới, cái này lớn một chút chính là bốn miếng vải cùng nhau làm, bất quá thoạt nhìn một chút cũng không khó coi. Vẫn là thực tốt, liền tính là bán trang phục, trung gian cũng không có khả năng không có đường nối nhi lại xem khuê nữ cái này nàng thật sâu cảm thấy cấp tiểu yến tử làm quần áo mới lãng phí bất quá đi dù sao không cần tiền là cho chính mình này một phòng làm đây là kiếm được đại đại kiếm được nàng nhưng một chút cũng không cự tuyệt lương mỹ phân đắc ý vào dạt chạy nhanh cấp quần áo thu hồi tới hừ nổi lên tiểu khúc nhi nàng bà bà quả nhiên là nói chuyện giữ lời nói là sẽ cho nàng hài tử làm quần áo liền thật sự làm tuy rằng vớt cá bán tiền nàng cũng xác thật càng muốn đòi tiền nhưng là tưởng cũng biết bà bà sẽ không cho nàng nàng thở dài một tiếng cảm thấy thực không thể lý giải như thế nào liền không thể minh bạch nàng tưởng ở nhà mẹ để muốn cái mặt tâm tình đâu nàng khó a à, khổ a à. lương mỹ phân tâm tư lại chuyển đi rồi triệu quế hoa lúc này đã cắt hảo tiểu quần đùi nàng lúc này đã phát hiện đồng dạng sắc hệ chỗ tốt rồi thật sự có thể thấu lúc ấy ở kho hàng không cảm thấy hiện tại mua về nhà phát hiện kỳ thật nguyên liệu vẫn là rất khoan, ít nhất đối tiểu hài tử tới nói là như thế này, triệu quế hoa, liền rất kích động, nàng lấy ra mấy khối mềm một nguyên liệu, chính mình cân nhắc một chút, phát giác có thể cho hai cái tiểu hài nhi một người làm hai điều tiểu quần lót, còn có thể làm hai điều áo ba lỗ đâu, triệu quế hoa, lần này thu hoạch, liền rất sản, chương 37 muốn tới tân nhân, tác giả, hương tô lật. Triệu Quế Hoa ngày này đều bận việc thực, Nàng cấp hổ đầu cùng tiểu yến tử một người làm một thân trang phục hè. Áo thủy thủ nửa tay áo cùng màu lam quần xà lõn, nam qua nhi nữ qua nhi đều là giống nhau, trừ cái này ra, hai cái tiểu hài nhi còn một người thu hoạch hai kiện ngực cùng hai điều tiểu quần lót, nam qua xuyên quần tương đối phí, triệu quế hoa còn nhiều hổ đầu làm một cái tám phần quần. Này vài món, hoặc nhìn đều không thể so mua kém, tuy rằng cũng liều mạng, nhưng là đều là đại nơi nguyên liệu cho nên căn bản không thể tưởng được là bởi vì vải dệt không đủ. Làm xong này vài món, trừ bỏ kia một khối sợi tổng hợp, liền không có đặc biệt đại khối nguyên liệu. Bất quá triệu quế hoa còn lại là tìm một đoàn tử màu đỏ mang tiểu toái hoa mảnh vải, không sai biệt lắm mỗi một cái đều có bàn tay khoan. Triệu quế hoa tính toán đua thành hai điều hoành điều váy liền áo cấp tiểu yến tử xuyên, bất quá đây là cái tinh tế việc, đến có phải hay không một ngày hai ngày là có thể đuổi ra tới, lại nói dù sao cũng không có đến mùa hè, triệu quế hoa nhưng thật ra không vội, hổ đầu cùng tiểu yến tử cổng tiểu túi sách tan học trở về, vừa thấy rửa sạch sẽ ở trong sân đón gió phấp với quần áo mới, cao hứng tại chỗ nhảy nhảy bắn, hổ đầu kinh hỉ nói, là ta quần áo mới, là ta sao, triệu quế hoa bật cười, nói, đúng vậy, ngươi xem, bên này này vài món đều là của ngươi, bên cạnh chính là ngươi muội muội hổ đầu vỗ tay, hảo gia, hắn sẽ đếm đếm, chính mình đếm đếm, nói, ta sao muội muội nhiều một cái quần. Tiểu Yến tử đi theo ca ca bên người lắc lư, nàng so ca ca cao hứng, nàng quần áo mới so ca ca thiếu nha. Tiểu cô nương vỗ tay nhỏ như lộc cộc tại chỗ nhảy, vui vui vẻ vẻ, tiểu Yến tử có quần áo mới lạc, tuy rằng thiếu một kiện, nhưng là tiểu cô nương một chút cũng không để ý, bởi vì rất nhiều thời điểm, nàng liền có đều không có, triệu quế hoa xoa xoa tiểu nha đầu biếm tóc, thật là cái tiểu hoàng mau nha đầu, nàng nói, ngươi so ca ca nhiều, ai? tiểu huynh muội hai cái đều ngốc ngốc nhìn nải nải tiểu yến tử thật sâu hoài nghi nải nải là hống nàng không biết đếm nhi nàng đều có thể đếm tới mười nga này nhưng không gạt được nàng triệu quế hoa xem nàng cái này hoài nghi đôi mắt nhỏ nhi cười lợi hại hơn nói ngươi còn có hai điều váy liền áo không có làm xong đâu nải cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a à. như vậy vừa nói tiểu yến tử liền đã hiểu nàng lập tức trợn to mắt khiếp sợ hai điều váy váy triệu quế hoa gật đầu đúng vậy hai điều váy liền áo hiện tại thiên còn lãnh chờ ấm áp ngươi liền thu được tiểu yến tử lập tức liền cảm thấy chính mình hạnh phúc đều phải mạo phao phao nàng say nải giống nhau nhẹ nhàng lắc lư dựa vào ca ca trên người nói hai điều ta muốn lại hai điều tân váy liền áo nói xong tiểu nha đầu chạy nhanh nghiêm mềm mềm mại mại hỏi là cho ta không phải cấp ca ca trước xuyên sao nghe được lời này triệu quế hoa có vài phần chua xót một bên hổ đầu đỏ mặt nói nam hài tử không thể xuyên váy, khẳng định là cho ngươi, tiểu yến tử khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Cùng ca ca không giống nhau, ca ca là thẹn thùng, nàng là hưng phấn, tiểu cô nương tay nhỏ nghi dảo ở bên nhau, nói, hảo bổng nga, triệu quế hoa nhớ một phen tiểu nha đầu khuôn mặt, nói, sau này ca ca ngươi có, ngươi cũng có, tiểu yến tử liệt khai miệng nhỏ cười, triệu quế hoa một tay kia ôm lấy hổ đầu, nói, hổ đầu quần áo sau so muội muội nhiều, cho nên lúc này đây nhiều cấp muội muội làm, chờ về sau hổ đầu quần áo thiếu cũng cấp hổ đầu nhiều làm hổ đầu hảo hắn lớn tiếng nói ta biết đến hắn quá mấy tháng liền phải học tiểu học hắn chính là thực hiểu chuyện triệu quế hoa gật đầu các ngươi đều thực ngoan chỉ cần ngoan ngoãn nải thương các ngươi hổ đầu lớn tiếng ta sẽ ngoan tiểu yến tử cũng không yếu thế lớn tiếng ta cũng sẽ tiểu yến tử càng ngoan triệu quế hoa các ngươi đều là hảo hài tử hai cái tiểu hài nhi được khen ngợi đều giàu dạt đắc ý thực mau tiểu hai anh em tiện tay nắm tay cùng đi chơi triệu quế hoa da tẩy quần áo treo ở bên ngoài lượng đâu tự nhiên mỗi người đều thấy được cô đại mụ nhìn nhìn hâm mộ nói nhà ngươi thật đúng là bỏ được cấp hài tử làm nhiều thế này quần áo triệu quế hoa này đó quần áo còn chưa đủ ta đại nhân một kiện nhi đâu kỳ thật như thế nào đều là đủ nhưng là lại không thể đua ở bên nhau đi triệu quế hoa ta đây liền là tìm tòi một ít vải dệt đại nhân làm đi cũng không đủ Đơn giản đều cấp hài tử làm. Vừa lúc hài tử cũng không như thế nào xuyên quần áo mới. Cũng làm hài tử cao hứng một chút, lời này Triệu Quế Hoa nhưng thật ra nói thật thật sự, đảo không phải nàng nhiều khiêm tốn, kỳ thật Triệu Quế Hoa vẫn là cái rất ái khoe khoang người, nhưng là nàng nhiều ít cũng là cái trải qua quá chuyện này, cũng hiểu được có chút lời nói cũng không phải là có thể nói bậy, Nhật Tử quá đến người tốt tất cả đều biết, cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt nghi. Ai biết có hay không nhân đố kỵ đâu. Giống như là trước một đoạn thời gian nháo ăn trộm nhi, bọn họ này toàn bộ phố nhiều ít cái đại viện nhi, mỗi cái đại viện nhi lại là nhiều ít gia đâu, như thế nào liền cố tình tới chu lý thị nhà bọn họ, còn không phải bởi vì nàng cả ngày khoác lác nói nhà mình là cái gì, nhà giàu số một, có đôi khi cũng không thể quá khoác lác, kỳ thật ta là tưởng cho ta gia lão đầu nhi làm, nhà ta lão đầu nhi đều bốn, năm năm không có làm quần áo mới, nhưng là này nguyên liệu đều không đủ nàng đem lời nói trước lượt hạ, nói, ta chờ tích cốc một tích cốc, năm nay mùa hè khẳng định phải cho nhà của chúng ta lão đầu nhi làm một kiện tân, ngươi nhưng thật ra biết đau lòng nhà ngươi lão đầu nhi, nhà ta cũng là giống nhau a, à, không giống nhà ngươi lâu như vậy, nhưng là cũng hai ba năm không có làm tân, vương đại mụ cảm khái, nhà ta hai cái tiểu tử thả có thể hoắc hoắc đâu, lý vĩ vĩ lý quân quân hai cái nam hoa nhi, tự nhiên càng có thể gặp rắc rối. Khi quần nói quát một cái khẩu tử liền quát một cái khẩu tử. Thật là không có cách, đại gia đề tài thực mau chuyển dời đến hài tử trên người, Tô đại mù ánh mắt lóe lóe, nói: "Triệu Quế Hoa, ngươi cùng ai tìm tòi a, à? có thể hay không cho ta tìm tòi điểm? Ngươi xem nhà ta cuộc sống này cũng quá không dễ dàng." Ba cái tiểu tử cũng là quá bướng bỉnh. Đúng là thiếu bố phiếu thời điểm, nàng cũng đã nhìn ra, Triệu Quế Hoa xác thật hẳn là không có đại lưu tử. Nhưng là này nơi phát ra sao, nàng vẫn là muốn hỏi một chút. Triệu Quế Hoa, ta một cái lão tỉ muội, nàng đã không có, nhân gia cũng là may áo phục dư lại tới. Triệu Quế Hoa nhưng không tính toán đem liên bác gái đề cử cấp tô đại mụ, đảo không phải nói chỉ nghĩ chính mình nắm lấy như vậy cái con đường, mà là nàng cảm thấy tô đại mụ không thế nào phúc hậu. Nàng nhưng thật ra không nhất định có thể nói đi ra ngoài, nhưng là khẳng định là phải mọi việc đều kéo lên nàng. Nói câu khó nghe, này liền cùng cái kẹo mạch nha giống nhau, nhưng phàm là hơi chút dính điểm biên đi nhi, ném lên liền rất khó hơn nữa nàng một bộ tay không thể đề vai không thể khiên bộ dáng đảo thời điểm lại không chừng ra cái gì chuyện xấu đâu đúng là bởi vậy triệu quế hoa ngay từ đầu liền ngăn chặn loại này ý tưởng nàng cười nói như vậy chuyện này chỗ nào có thể vẫn luôn có a đang nói liền xem hậu viện hứa đại tẩu hùng hùng hổ hổ vào cửa triệu quế hoa ngươi đây là sao hứa đại tẩu khí hống hống nói thím ngươi không biết bạch phấn đấu cái kia bẹp con bê, đầu óc có tật xấu không biết vì sao ở V C chung quanh chuyển động đâu làm đến ta thượng V C đều không yên tâm người nói hắn có phải hay không nhìn lén a à, ai u cũng không dám nói như vậy nói như vậy chính là muốn người xấu thanh danh không đến mức thật sự không đến mức hắn nếu thật sự đối tượng nhìn lén cũng sẽ không ban ngày ban mặt a à, ngươi chính là hiểu lầm hắn tô đại mụ trước tiên nhảy ra vì bạch phấn đấu giải thích này đảo không phải bởi vì nàng cùng bạch phấn đấu quan hệ thật tốt, mà là bạch phấn đấu là các nàng gia kho máu đâu, nàng cũng không thể làm bạch phấn đấu lạc cái như vậy thanh danh, như vậy thanh danh là phải bị coi như lưu manh bắt đi, nếu bắt đi, khi công tác khả năng liền phải ném, người này cái gì đều có thể ném, chính là không thể ném công tác, nếu thật sự ném công tác, nhà bọn họ còn có thể dựa vào ai, bạch lão đầu tranh nhưng không có con của hắn nhiều, lại nói thêm một cái người không hảo sao nàng sốt ruột vì bạch phấn đấu giải thích, hứa tẩu tử biểu môi, ngay sau đó nói, tô đại mụ, ta hiểu được ngươi người hảo, nhưng là ngươi không biết, hắn đã ở đâu chuyển động vài thiên, thật là sầu chết người, ta này mỗi lần thượng vê đúc C đều không yên tâm, hứa tẩu tử trong lòng không cao hứng, tự nhiên cũng muốn nói ra, các ngươi liền không gặp được hắn, triệu quế hoa, ta gặp được quá, không hiểu được hắn làm gì, hỏi hắn cũng chưa nói, đời trước, không nghe nói hắn còn có ở C chung quanh chuyển động đồn đãi A, thật là một sớm bất đồng, rất nhiều thời điểm liền hoàn toàn bất đồng. Chu Lý Thị, ta cũng gặp được quá, ta xem tiểu tử này chính là cái biến thái, nên thông tri trong xưởng, tìm xưởng bảo vệ khoa cho hắn bắt lại. Chu Lý Thị chính là không thích bạch phấn đấu, hận không thể dẫm chết hắn, không đến mức nói như thế, ta cảm thấy hắn không phải là người như vậy, chính hắn chính là bảo vệ khoa A, ngươi làm chính hắn trảo chính mình. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, Vương đại mụ tự hồ biết điểm cái gì, nàng ánh mắt lóe lóe, nói, chờ ta nói nói hắn đi, hắn không ý xấu, chính là đầu óc không tốt, nàng như vậy vừa nói, đại gia cũng liền không phản đối. Rốt cuộc, Vương đại mụ là cái quản viện như sao, hơn nữa thực rõ ràng, Vương đại mụ nhiều ít biết một chút gì đó. Triệu Quế Hoa cũng nhìn thoáng qua Vương đại mụ, vừa chuyển đầu, tầm mắt dừng ở nhà mình tẩy tốt trên quần áo. Thình lình Triệu Quế Hoa lập tức bắt được cái gì, phong kiến mê tín. nàng thình lình liền nhớ tới liên bác gái, nàng chính là lại đây chuyển động rất nhiều lần, còn làm trò nàng mặt nói qua về đúc xê có không sạch sẽ đồ vật, lúc ấy Triệu Quế Hoa không có hứng thú, đề tài này liền kết thúc, nếu, Bạch Phấn Đấu cũng nghe quá cái này đề tài, tin đâu, rốt cuộc, người này ngày đó nhưng rơi vào về đúc xê hai lần, nói không chừng so người khác nhiều vài phần tin tưởng đâu, tuy rằng không hiểu được cụ thể chuyện gì vậy nhưng là triệu quế hoa thật sâu cảm thấy, bạch phấn đấu luôn là trộm trở về ở Xê chung quanh chuyển động, khẳng định không phải vì cái gì nhìn lén, 89 phần 10 là muốn làm cái gì phong kiến mê tín cụ thể như thế nào làm, nàng không rõ ràng lắm, nhưng là cái này khả năng tính là phi thường đại, này khẳng định cũng là vương đại mụ không nghĩ nói duyên cớ, bởi vì truyền bá này đó, bạch phấn đấu thanh danh liền tệ hơn, nói không chừng trong xưởng còn sẽ truy cứu. Cho nên vương đại mụ không nói, nàng người này ở điểm này vẫn là rất phúc hậu triệu quế hoa nghĩ thông suốt đứng dậy nói về nhà nấu cơm thời điểm không còn sớm cũng nên nấu cơm ngày này thiên thật là thế nhưng bận việc kia cũng không phải là nhà ta lão nhân còn cảm thấy ta ở nhà chuyện gì cũng không có thả hảo cũng không nhìn xem trong nhà nhiều ít việc đâu chính là a à, ngươi xem lúc này liền hâm mộ chu đại mụ gì cũng không cần làm chờ con dâu trở về liền thành còn không phải sao cô đại mụ cũng thường xuyên không nấu cơm nhưng là nàng trang hảo nhưng phàm là làm điểm việc liền làm ở mặt thượng cho nên đại gia ngược lại đều có một loại tô đại mụ thực cần mẫn ảo giác mọi người đều cảm thấy nàng thực cần mẫn nhưng là thân thể không tốt cho nên rất nhiều việc nặng nhi làm không được nhưng là người là cái cần mẫn người chu lý thị liền không được cũng sẽ không kinh doanh nhân thiết quả thực là ham ăn biến làm đại danh từ chu lý thị cũng không cảm thấy đại gia nói như vậy có cái gì ngược lại là đắc ý nói các ngươi đắn đo không được con dâu là các ngươi không được a à. khi con dâu nhi vào gia môn còn có không làm việc nhi không làm việc nhi chính là không lập hảo quy cũ ha hả ha hả có người tán đồng có người không tán đồng lúc này đều giới cười cười đủ rồi tan vỡ nhi về nhà nấu cơm triệu quế hoa cũng về nhà bởi vì hôm nay nhà mình nhi tử nữ nhi đều được quần áo lương mỹ phân tung ta tung tăng hưng phấn đến không được triệu quế hoa tùy tiện làm điểm đi ngươi chưng bánh ngô ta hầm cái đồ ăn, hai người cùng nhau, luôn là mau rất nhiều. Hôm nay chạng vạn, trang trí hy tan tầm liền bôn giao thông công cộng khách vận trạm, hắn lại tới đón hắn tức phụ nhi lạp, hắn tức phụ nhi tan tầm so với hắn vãn, hắn bình thường thời gian tan tầm đi qua đi đều tới kịp. Trang trí hy cũng không có làm xe buýt, trực tiếp đi qua đi, đi rồi gần 40 phút, nhưng thật ra không thế nào mệt, xuân hàng thiên nhi. Hắn ngược lại cảm thấy đi một chút trên người mang theo chút nóng hổi khí nhi, ấm áp cho nên trang trí hy đều là đi bộ hắn theo đường phố hướng khách vận trạm đi mắt thấy liền phải đến khách vận trạm hắn đột nhiên dừng bước chân nhìn về phía đường phố một khắc sườn trang trí hy do dự một chút quải công nhi trực tiếp đi qua đường cái theo đi lên hảo xảo bất xảo thế nhưng làm hắn thấy một cái người quen chu quần chu quần tan tầm không trở về nhà đi đến bên này trang trí hy vẫn là có điểm lòng hiếu kỳ hắn yên lặng theo đi lên liền thấy chu quần đi vào một cái nhà khách trang trí hy nhướng mày dương mắt xem, trong lòng cân nhắc lên, Chu Quần là người địa phương, hắn có chỗ ở, cho nên không có khả năng có người cho hắn thay thư giới thiệu, làm hắn tới bản địa nhà khách trụ, không có thư giới thiệu, nhân gia nhà khách cũng không có khả năng làm hắn ở trọ, như vậy, hắn tới làm gì? Đó chính là cùng hắn cùng nhau người là có thư giới thiệu ở nơi này, trang trí hy ỷ ở trên tường, nhìn nhà khách đại môn không thả lỏng, muốn nói lên, hắn cũng thật là nhàn, không có việc gì làm chạy nơi này theo dõi nhưng là có vấn đề sao không có trang trí hy cảm thấy tò mò chi tâm người đều có chi a à. hắn dựa vào trên tường không trong chốc lát thình lình lại thấy một cái người quen nghi vậy không cần nhiều lời tới cái này không phải người khác đúng là vương hương tú vương hương tú lúc này đã đem quần áo lao động thay thế mặc một cái bình thường áo trên nàng vội vàng vào nhà khách trang trí hy nhưng thật ra một chút cũng không kỳ quái này em đẹp không có việc gì chạy đến khoảng cách trong nhà rất xa nhà khách tưởng cũng biết không phải cái gì chuyện tốt gặp được tình huống như vậy dùng điểm đầu óc đều phân biệt rõ ràng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào ân không cần đầu óc phân tích cũng một chút là có thể đoán được cái thất thất bát bát a trang trí hy cảm thấy lúc này thật nên gọi khương lô tới nhìn một cái bất quá có lẽ khương lô nhìn cũng không cảm thấy chu quần có vấn đề càng nhiều khả năng là nàng hận không thể giết vương hương tú nhưng là lại cảm thấy chu quần nhất vô tội. Một trận gió thổi qua, trang trí hy cảm thấy này chạng vạn vẫn là rất lạnh, kỳ thật đã sớm lập xuân, hiện tại đều ba tháng, giữa trưa thời điểm vẫn là có đại thái dương, nhưng là chạng vạn không thành, vẫn là rất lạnh. Trang trí hy xoa xoa tay, đột nhiên liền bật cười, hắn thật đúng là nhàn A, tuy rằng muốn xem bát quái, nhưng là cũng không cần cùng cái trong cửa cẩu dường như ở chỗ này chờ xem, dù sao, không cần chờ cũng là cái tình huống như thế nào hắn này không phải nhàn như vậy nghĩ trang trí hy lắc đầu sao xuống tay xoay người không nhìn bác quái sao vì thời điểm cũng không thiếu này lạnh buốt thiên vẫn là tiếp hắn tức phụ nhi càng quan trọng trang trí hy thực mau đi rồi nhưng là nếu hắn không đi kỳ thật cũng là thực mau liền thấy chu quần cùng vương hương tú phân biệt ra tới bọn họ hai cái chính là thực mau này không vương hương tú đã ở mặt quần áo chu quần nằm ở trên giường lười biến mà nói, cái gì cấp, vương hương tú thủ sẵn y khấu, nói, như thế nào không vội. Ta còn phải về nhà nấu cơm đâu, ta lại không phải nam nhân, về nhà là có thể ăn có sẵn, nhà ta việc cũng không ít, ta bà bà thân thể lại không tốt, ngươi đều hiểu được, chu quần không tỏ ý kiến suy một tiếng, nàng quay đầu lại nhìn chu quần liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, nơi này không quan hệ đi, chu quần, không quan hệ, ta nói tốt. Hắn liếc vương hương tú, nói, nếu như vậy lo lắng ngươi đừng tới a à, vương hương tú đô miệng không lương tâm chu quần cười nhạo một tiếng nói ngươi có lương tâm ngươi có lương tâm đừng cùng bạch phấn đấu giảo hợp ở bên nhau a à. đừng cho là ta không biết bạch phấn đấu đã biết nữ quỷ đồn đãi là ngươi nói cho hắn đi mẹ nó cho hắn chuẩn bị chó đen huyết trừ tà hắn trừ bỏ uống lên một ít cũng mang ở trên người đâu này không khiến cho vương hương tú phát hiện người này cẩn thận hỏi vì cái gì quay đầu liền nói cho bạch phấn đấu hắn đã sớm đoán được bạch phấn đấu luôn là ở bên kia chuyển động khẳng định là đổ cái kia bà cốt hắn khẳng định cũng tưởng trừ tà bất quá chính mình tìm không thấy con đường thôi cho nên mới mỗi ngày trộn bỏ bê công việc trở về tìm người bất quá vận khí không tốt vẫn luôn không gặp được thôi người khác không hiểu được là chuyện như thế nào nhưng là chu quần đoán được hắn cười lạnh ta nhưng thật ra không biết các ngươi cảm tình tốt như vậy như thế nào ngươi sẽ không sợ hắn biết chúng ta chi gian quan hệ vương hương tú tiến lên nhẹ nhàng dựa vào chu quần trên người nói ngươi nói cái gì đâu ở lòng ta tự nhiên là ngươi càng quan trọng hắn tính cái gì a à, chính là hắn một cái ngón chân cái nhi đều không bằng ngươi nhưng là ta dưỡng ba cái hài tử đâu nếu không có hắn giúp đỡ ta nhật tử như thế nào quá nếu là như thế này ta tự nhiên không thể làm hắn xảy ra chuyện nếu hắn thật là có cái cái gì ta còn có thể trông cậy vào ai? trông cậy vào ngươi cái này oan gia dưỡng ta, ta chính mình cũng không dám tưởng đâu. Chu Quần ha hả một tiếng, nói, ta không có khả năng ly hôn, ta không coi trọng tiền, nhưng là ly hôn quá không thể diện. Hắn dương mắt, ta tưởng ở nhà máy phát triển, nơi nào có thể làm chính mình mất thể diện? Vương Hương tú mềm một nói, ta biết đến a, à, ta cũng không có nói ngươi cái gì, cho nên a, à, ngươi cũng không cần luôn là nói trắng ra phấn đấu, ngươi biết đến ta đối hắn vốn dĩ cũng không có gì cảm tình giảng thật nàng là thật sự chướng mắt bạch phấn đấu bạch phấn đấu không phải không tốt chính là hảo lại có ích lợi gì người lại xấu lại bổn còn không cơ linh đầu óc một cây gân nàng vương hương tú tại như vậy cũng không đến mức tìm như vậy một người nam nhân nàng nói ở lòng ta ngươi càng tốt chu quần xem ánh mắt của nàng đắc ý bật cười đào tiền nói cầm mua điểm lương thực đi vương hương tú nhẹ giọng ai một tiếng nhu nhu nhìn chu quần nói vẫn là ngươi có bản lĩnh ta liền biết đi theo ngươi sẽ không sai nàng cầm tiền liền không muốn nhiều đãi thực mau nói ta đây đi trước miễn cho bị người phát hiện chúng ta tách ra đi chu quần xua xua tay vương hương tú thực mau ra cửa nàng tả hữu nhìn xem xác nhận không người thực mau xuống lầu dưới lầu quầy người cúi đầu mắt biết tai ngơ vương hương tú thực mau đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa nàng liền phi một tiếng thấp giọng mắng cái gì rắc rưỡi ngoạn ý nhi, đương lão nương nhìn trúng ngươi, không phải xem ngươi còn có điểm tiền, ta cũng chướng mắt ngươi, ngươi liền bạch phấn đấu còn không bằng. Bạch phấn đấu ít nhất không giống ngươi như vậy cái ngụy quân tử như vậy dối trá, Vương Hương Tú sờ sờ tới tay năm đồng tiền, cảm thấy bước chân đều có lực nhi, nhanh chóng hướng ra đi, nếu không phải xem ngươi ra tay hào phóng, lão nương mới không hầu hạ ngươi, phóng cái rắm công phu đều bạch hạt ta đi xa như vậy bất quá nghĩ đến năm đồng tiền có thể mua không ít đồ vật, nàng cũng lộ ra cười mặt, lần này không lỗ, một tháng chỉ cần có như vậy một lần, nàng liền đủ trợ cấp không ít, này nhưng gần nàng một phần năm tiền lương. Lại tỉnh một tỉnh, một tháng đồ ăn tiền cũng là đủ, nàng liền hiếm lạ chu quần này ngốc hào phóng bộ dáng, vương hương tú không bỏ được tùng xe buýt, chạy chậm hướng ra đi, nàng đi rồi một khoảng cách, chu quần cũng đi ra, hắn nhưng thật ra không nóng nảy, này nam nhân nhật tử chính là so nữ nhân hảo quá. Cũng không cần làm cơm, hắn chậm rì rì hướng ra đi, trang trí hy nơi nào nghĩ vậy hai người mau thành như vậy, hắn kỳ thật cũng chưa đi bao xa, nhân gia cũng liền tan vỡ nhi, hắn đi vào giao thông công cộng khách vận trạm, cũng không đi vào, ngồi ở cổng đám người. Cổng đại thúc họ chu, chu đại thúc cho hắn đảo một ly nước ấm, nói, người tiểu tử này đối tức phụ nhi nhưng thật ra không tồi, này tới đón người, ngươi là độc nhất phần, kỳ thật trang trí hy tới cũng không nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên lại đây, nhưng là cùng những người khác so sánh với khẳng định vẫn là nhiều, trang trí hy cười tủm tỉm, nói ngọt nói, hiện tại thiên đoạn, các ngươi tan tầm trời đã tối rồi, ta tức phụ nhi như vậy đẹp, ta nơi nào yên tâm. Ta tới đón nàng, lòng ta cũng kiên định một chút, Chu đại thúc ha hả cười, thầm nghĩ ngươi cũng thật có thể hạt bẻ. Liền ngươi tức phụ nhi ngươi sao có thể sẽ sợ gặp được người xấu bọn họ khách vận trạm ai không hiểu được minh mỹ đó là đệ nhất đem hảo thủ nhi mấy cái đại lão gia chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ các ngươi xưởng máy móc vội không vội a à, trang trí hy như là một cái đệ tử tốt giống nhau lịch sự văn nhã nói phân xưởng bên kia khẳng định rất bận bất quá ta bên này không vội ta ở phòng y tế chính là thu phí hắn cười nói chúng ta phòng y tế đều là tiểu việt không vội phòng y tế cũng khá tốt ngươi là đại phu không phải thu phí Trang Chí Hy cảm thấy mọi người đều không nghe người ta nói lời nói, hắn rõ ràng là nói qua, bất quá đại gia giống như đều không đi tâm, đều là cảm thấy ở phòng y tế công tác liền nhất định là hiểu y thuật, kỳ thật căn bản bằng không. Trang Chí Hy, kỳ thật ta, Chí Hy ca, Trang Chí Hy đang nói, liền nghe được Thanh Thúy tiếng kêu, hắn thăm dò vừa thấy liền thấy tiếng trạm một chiếc trên xe dò ra một cái đầu, đúng là Minh Mỹ, Minh Mỹ đối hắn vẫy vẫy tay, nói, Chí Hy ca, chờ ta nga trang trí hy cười nói hảo xe tiến trạm minh mỹ thực mau tới phía sau office building chạy không sai biệt lắm thời gian tiến trạm mấy cái xe buýt tài xế cùng tiếp viên hàng không đều bật cười mấy cái đã kết hôn phụ nữ làm mặt quỷ ý bảo mọi người xem trang trí hy trang trí hy người này lớn lên hảo kia vẫn là có điểm bài mặt này vợ chồng son cảm tình chính là hảo còn không phải sao nhà ta cái kia từ ta đi làm liền không có tiếp nhận ta ngươi cũng không có nhân gia minh mỹ lớn lên đẹp à đại gia mồm năm miệng mười nói nói cười cười còn chưa đi gần office building minh mỹ đều đã chạy ra một cái đại tỷ trêu đùa u ngươi như thế mau minh mỹ thẹn thùng đỏ hồng mặt ngay sau đó dỗi nói ta đây nam nhân ở bên ngoài chờ ta a à. bọn họ chính là hợp pháp tiểu phu thê đâu nàng thực mau chạy vội tới cổng trang trí hi cười đi ra ngươi xe đâu minh mỹ nga đối ta đã quên nàng chạy nhanh đi xe đạp xe lều đem chính mình xe đẩy ra trang trí hy lái xe chở minh mỹ nhanh như chớp nhi liền quải đi ra ngoài minh mỹ ôm hắn eo nói ngươi như thế nào có tới đón ta a à? trang trí hy ta không có việc gì a à? không phải nói tốt không có việc gì liền tới tiếp ngươi minh mỹ hờn dỗi cười kiều tiếu ừ một tiếng nàng nói kia không phải rất mệt trang trí hy không mệt ta vui thấy ngươi một chút cũng không mệt hai người đều bật cười xe đang muốn quẹo vào nhi nghe được mặt sau có người đuổi theo ra tới hô to tiểu minh tiểu minh Mỹ, trang trí hy chân dài lập tức chi ở xe, ngừng lại, hai vợ chồng cùng nhau quay đầu lại, liền thấy một cái lão đầu nhi thở hồng hộc đuổi theo. Minh Mỹ nhảy xuống xe, chủ nhiệm, chủ nhiệm đại thở dốc, nói, ngươi này chạy cũng quá nhanh, kia cái gì, mẹ ngươi làm ta cùng ngươi nói, làm ngươi hôm nay tan tầm về nhà mẹ để một chuyến, bọn họ hai nhà trụ lầu trên lầu dưới, ngày thường mang cái lời nói như gì đó cũng phương tiện, hắn thiếu chút nữa liền không đuổi kịp, Minh Mỹ. Ai? Nga, hảo, chủ nhiệm xua xua tay, được rồi, ta buổi sáng đã quên theo như ngươi nói. Ai ta đi, này truy ngươi cho ta xuyển, chạy nhanh đi thôi, Minh Mỹ, hảo, Minh Mỹ vỗ vỗ trang trí hy phía sau lưng, nói, đi, về nhà, trang trí hy, hồi cái kia gia, Minh Mỹ hờn dỗi, đương nhiên là hồi nhà ngươi, trở về nói một tiếng chúng ta lại về nhà mẹ đẻ a, à, bằng không như vậy vãng một cái qua lại. Chúng ta cũng không có công đạo bà bà lo lắng chúng ta làm sao bây giờ trang chí hy hành tiểu phu thê thực mau cùng nhau lái xe về nhà trang chí hy ai ta hôm nay lại đến trên đường gặp được chu quần hắn cùng vương hương tú hai người cùng nhau một trước một sau vào lữ quán ta cùng ngư giảng trang chí hy nói lên minh mỹ đôi mắt trừng tròn xoe nói bọn họ thật đúng là ngư bức trang chí hy ai nói không phải đâu bạch phấn đấu a à, thật là bạch mù minh mỹ một chút cũng không đồng tình hắn nói tự tìm, nàng người này chính là thực kết cái ác như kẻ thù, liền hướng bạch phấn đấu vô duyên vô cớ tưởng ở VWC đánh lén nhà hắn chí Hi Ca, Minh Mỹ liền đối bạch phấn đấu không có gì ấn tượng tốt, nàng hỏi, ngươi đồng tình hắn, trang chí Hi, ta nhàn Ta này không phải xem náo nhiệt sao, Minh Mỹ phục một tiếng bật cười, tiểu hai vợ chồng như vậy toái toái niệm một đường về nhà, bọn họ về đến nhà không tính sớm, từng nhà đều đã ăn cơm. Trang Chí Hy cùng Minh Mỹ cùng vào cửa, Trang Chí Hi ồn ào, "Mẹ, ta nhìn đến lượng ở cửa quần áo mới, ta ta là của ta." Hổ Đầu chạy nhanh nói cho tiểu thúc, "Là ta quần áo mới, còn có ta." Nãy Thanh nãi ký tiểu muội muội tiểu yến tử, Trang Chí Hi cười nói, "Này cũng thật không tồi." "Từ đâu ra nguyên liệu a, à? nhà ta bố phiếu không phải dùng xong rồi?" Triệu Quế Hoa ngẩng đầu, "Ai cần ngươi lo?" Trang Chí Hi một giây câm miệng, "Lão nương nhưng không dễ chọc." Trang lão yên nhi mở miệng, ăn cơm đi hảo ba mẹ chờ một chút ta cùng minh mỹ muốn đi một chuyến ta mẹ vợ chỗ nào không hiểu được chuyện gì ta mẹ vợ chi sẽ làm chúng ta qua đi một chuyến trang chí hy nói lên triệu quế hoa gật đầu đi thôi nàng tự hồ nghĩ tới cái gì nhìn về phía trang chí hy trang chí hy ân đột nhiên bị theo dõi chạy nhanh nghiêm ngồi xong triệu quế hoa ngươi giao tế tương đối quản gặp được các ngươi đơn vị ai có máy may phiếu muốn ra tay liền thương lượng một chút bắt lấy tới trang chí hy ngọa tàu người khác cũng động tác nhất trí nhìn về phía triệu quế hoa không nghĩ tin tưởng này quả thực không phải bọn họ lão nương a à, bọn họ lão nương chính là thực có thể tính toán sinh hoạt này gần nhất là sao lại tưởng mua xe đạp lại tưởng mua máy may này có bao nhiêu tiền tháng tạo a à? mọi người đều dạy ra nhìn triệu quế hoa triệu quế hoa nhướng mày các ngươi có ý kiến trang chí hy phản ứng nhiều mau a à, khi đương nhiên không có Lương Mỹ Phân cũng kiếp sợ nhìn bà bà, bà bà đây là tán bao nhiêu tiền a? À, bất quá thực mau, Lương Mỹ Phân liền ở trong lòng lắc đầu, bà bà hẳn là không có đặc biệt nhiều tiền. Nhà hắn tiến tiền là hiểu rõ nhi, tuy rằng Lương Mỹ Phân hồ đồ, nhưng là Lương Mỹ Phân cũng là số lượng không nhiều lắm cao trung sinh viên tốt nghiệp trong nhà ra ra vào vào trướng, nàng nhiều ít là có thể đoán được một chút. Bà bà trong tay có tiền, nhưng là rồi lại tuyệt không phải rất có tiền tuy nói phía trước bán cá cũng coi như là kiếm được một bút khoản thu nhập thêm nhưng là lúc ấy nhà bọn họ thay đổi không ít thịt cho nên tiền mặt đánh giá cũng không có rất nhiều lương mỹ phân mê mang nhìn bà bà không hiểu được bà bà đây là muốn làm gì nhưng thật ra minh mỹ gật đầu thực tán đồng bà bà cách làm nàng nói sớm mua sớm dùng sớm hưởng thụ kỳ thật khá tốt này cũng không phải là minh mỹ vuốt môn ngựa mà là minh mỹ đánh tiểu nhi thói quen đừng nhìn nàng tồn không ít tiền riêng nhưng kỳ thật a à, nàng hoa cũng nhiều không có biện pháp làm nữ nhi sinh hoạt thói quen khó tránh khỏi là có điểm giống thân mụ minh mỹ nàng mẹ lại là giống nàng bà ngoại muốn nói lên minh mỹ nàng ông ngoại lúc trước chính là kim phô đại sư phụ ở ba bốn mươi niên đại cái này việc chính là thực quý giá thu vào cũng tương đương không thấp sớm nhất thời điểm minh mỹ ông ngoại bà ngoại cũng là cần kiệm quản gia hảo hảo sinh hoạt bất quá lúc ấy thế đạo loạn liền tính là cần kiệm quản gia liền tính là muốn quá ngày lành. Chính là ông trời cũng chưa chắc cấp cơ hội, Minh Mỹ đại cửu chính là ở 78 tuổi thời điểm không, bởi vì chuyện này nhi, nàng ông ngoại bà ngoại bị đã kích, từ đó về sau, liền không tích cấp tiền, này hai vợ chồng cũng đã nhìn ra, này có tiền A, nên hoa liền hoa, bằng không người không có, tiền không tốn, cũng là chuyện thương tâm, Minh Mỹ nàng mụ mụ là lão tam, nàng còn có một cái nhị cửu, đại nhi tử không có. Hai vợ chồng già cũng cùng trước kia không giống nhau. Nhà hắn Nhật Tử, ăn kia chính là so ở nông thôn địa chủ gia còn hảo, người bình thường gia nam oa nhi cũng so nữ oa nhi chịu coi trọng, nhưng là Minh Mỹ mẹ liền chưa từng có nhặt quá ca ca quần áo cũ, này hai vợ chồng một cái ở Kim Phô làm đại sư phụ, một cái ở Kim Phô làm tiểu nhị, hai vợ chồng kiếm lời liền ăn ăn uống uống, thịt cũng ăn, quần áo cũng mua đến. Tuy rằng không giống khác đại sư phụ như vậy trong nhà có phòng có đất, nhưng là bọn họ toàn gia kia chính là thân thể lần bổng nhi. Này có thể không bổng sao, nhà người khác đều phải ăn mặc cần kiệm, nhà bọn họ thịt cá, tiểu hài tử trưởng thành ăn ngon cùng không tốt, kia chính là kém rất nhiều. Theo lý thuyết, như vậy sinh hoạt kia thật đúng là có hôm nay không ngày mai, xong con bê, bất quá ai từng tưởng, vận khí việc này nhi, thật là rất khó nói, giải phóng. Nhà bọn họ ngược lại là bởi vì vô phòng vô mà, không đến gia sản, định rồi cái bần nông thành phần, phải biết rằng minh mỹ ông ngoại năm đó những cái đó đồng hành nhưng phàm là có điểm tiền đều phải mua phòng mua đất tốt nhất cũng chính là trong đó nông thành phần thượng nhiều ít liền không bằng bần nông nhà hắn khen ngược thật là gì cũng không có định rồi cái bần nông cũng là khó nói gặp gỡ bởi vì một môn tay nghề minh mỹ nàng ông ngoại phân tới rồi nhà máy thủ công người còn phân phòng cho nên minh mỹ ông ngoại bà ngoại liền thường nói làm người a à, quan trọng nhất là vui vui vẻ vẻ ăn ngon uống tốt sớm tiêu tiền sớm hưởng thụ đúng là bởi vì cái này minh mỹ bà ngoại mất thời điểm cả nhà đều cảm thấy lão thái thái cả đời này cũng không lỗ minh mỹ nàng mẹ nhiều ít là thực chịu cha mẹ ảnh hưởng minh mỹ tuy rằng không cùng ông ngoại bà ngoại bên người lớn lên thấy cũng chưa gặp qua vài lần nhưng là nàng chịu nàng mụ mụ ảnh hưởng a cho nên hiện tại nhắc tới cái này minh mỹ là thực tán đồng lại nói nàng trong mộng quá chút năm tiền sức mua liền sẽ càng thêm nhỏ khi một khi đã như vậy hiện tại sớm hưởng thụ không phải rất đúng đây là hiện tại không hảo tiêu tiền mua đâu bằng không nàng đều muốn dùng chính mình tiền riêng mua cái kim vòng cổ xuống mỹ một chút đâu minh mỹ đôi mắt sáng ngời nàng thực tán đồng bà bà cái nhìn triệu quế hoa gật đầu nói ta cảm thấy cũng là có chuyện như vậy nhi chúng ta tuổi còn nhỏ đâu không cần sớm như vậy liền cân nhắc tích cóc dưỡng lão tiền nhưng thật ra không bằng cấp trong nhà thêm vào điểm đồ vật sử dụng tới cũng phương tiện bằng không ngươi nói luôn là mượn nhân gia này nhiều không có phương tiện hơn nữa đi mượn nhiều nhà ai không phiền a à. khi chính là quý giá đồ vật minh mỹ gật đầu ta mẹ cũng luôn là cùng ta nói như vậy cho nên nhà ta sớm liền mua máy may triệu quế hoa nhà ngươi cũng mua radio đi minh mỹ gật đầu mua hảo chút năm triệu quế hoa sao sao một chút miệng nhi cảm thán radio a trang lão yên nhi chiếc đổ lạch cạch một chút rớt kinh ngạc đến ngay người nhìn triệu quế hoa không thể tin được nàng này còn tưởng mua tam đại kiện tam đại kiện xe đạp máy may đồng hồ đây là thể diện nhân gia kết hôn thời điểm chuẩn bị nhưng là bọn họ như vậy không vì kết hôn nhân gia nhắc tới mua sắm tam đại kiện nhi nhưng không có gì đồng hồ cái này lựa chọn kia một cái khác nó chính là radio bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhà mình còn có thể mua nổi tam đại kiện nhi trang lão yên nhi cảm thấy tâm can nhi run trong nhà tiền đủ sao muốn nói trong nhà một đinh điểm tiền tiết kiệm cũng không có, trang lão yên nhi suy nghĩ một chút liền cảm thấy dọa người, bất quá hắn vẫn thường là cái hũ nút, lại là cái bánh lỗ tai, liền tính là có ý tưởng cũng không dám nói. Hắn vội vàng nhặt lên chiếc đũa, xấu hổ cười, triệu quế hoa nhưng thật ra không lưu tâm cái này, nàng nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, nói, nếu mua máy may, liền không có tiền mua radio. Lại tích cốc hai năm đi. Đủ là đủ, thật chặt ba trang lão yên nhi cuối cùng là đem tâm buông xuống lương mỹ phân đáng sợ bà bà gần nhất càng thêm không đàng hoàng minh mỹ mất mát còn tưởng rằng trong nhà có thể mua radio đâu bất quá radio phiếu cũng không hảo làm liền tính tưởng mua cũng không phải một chốc có thể mua được đâu như là hiện tại chính là tuy rằng bà bà tưởng mua máy may nhưng là này máy may phiếu khi nào có thể gặp phải liền khó nói chợ đen nhi nhưng thật ra có nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tưởng tìm tòi điểm ăn đó là cần thiết nhưng là tìm tòi phiếu định mức đảo không phải hơn nữa giống nhau loại này phiếu định mức đều véo ở cố định lái buông trong tay minh mỹ hiểu được triệu quế hoa cũng hiểu được những người này nhưng đều không đơn giản nàng nhắc nhở nói ngươi liền ở nhà máy hỏi một câu đừng đi cái gì chợ đen nhi trang trí hy gật đầu này ta hiểu được chợ đen nhi ngoạn ý nhi này đại gia sẽ đi nhưng là rồi lại không phải như vậy thường xuyên đi, mua đồ vật cũng là có chú ý. Rốt cuộc bọn họ là giai cấp công nhân, thật là bị người tóm được, ảnh hưởng công tác liền không hảo. Trang trí hy cùng Minh Mỹ thực mau cơm nước xong, vợ chồng son lúc này mới cùng nhau ra cửa, hai người vừa ra khỏi cửa, liền gặp được Vương Hương Tú, nàng ở trong sân giặt quần áo, đại lãnh thiên, nàng cũng đem tay áo vãn cao cao, lộ ra trắng tinh cánh tay, nàng dương mắt nhìn về phía tiểu phu thê, cười cười, nhiệt tình chào hỏi đây là muốn đi ra ngoài a à? minh mỹ cũng vui sướng đáp lại ta hồi một chuyến nhà mẹ đẻ tiểu hai vợ chồng lái xe ra cửa vương hương tú biểu môi nàng mỗi năm liền ăn tết đều không nhất định hồi một chuyến nhà mẹ đẻ cái này minh mỹ nhưng thật ra lâu lâu hồi như vậy nữ nhân cũng không phải là cái gì hảo nữ nhân này trang gia nhìn lợi hại kỳ thật còn không phải phủng cao dẫm thấp này nếu là thay đổi lương mỹ phân ngươi xem bọn họ còn có thể làm nàng như vậy thường xuyên trở về nàng biểu môi nghĩ nghĩ quay đầu hướng bạch gia đi đến phấn đấu a à, tú tỷ giặt quần áo ngươi có quần áo muốn tẩy sao a à, ngươi 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 mau mặc vào mau mặc vào bạch phấn đấu xấu hổ thực kêu tú tỷ ngươi trước đi ra ngoài ngươi trước đi ra ngoài a à? thật là sao không gõ cửa này tiểu nhạc đệm may mắn không có người thấy bằng không không thiếu được truyền ra cái gì không tốt bất quá bạch phấn đấu là ước gì có thể cùng tú tỷ có điểm đồn đãi hắn kỳ thật trong lòng a à, cũng không như vậy để ý nam nhân sao hơi chút ổn định một chút lấy lại tinh thần liền có điểm đắc ý môn tuy rằng đóng lại bạch phấn đấu lại còn nói nhảm tú tỷ a à, ngươi muốn nhìn ta cũng không phải không được làm gì đột nhiên liền vọt vào tới ngươi nói ta này nếu là một kêu nhân gia còn không đem ngươi trở thành kia gì bắt lại phi lại là nói bậy vương hương tú trong thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng nhưng là sắc mặt như thường tú tỷ ngươi nói ngươi ngươi còn không biết ta hắn do dự một chút không thẳng thắn tâm tư có chút lời nói nói toạt liền không hảo hắn hắc hắc cười sờ sờ đầu nói ngươi nên là hiểu được không nói thẳng vương hương tú nơi nào không hiểu được cùng hắn nhị chăng tú tỷ cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau nhưng là khó a à, ta nơi nào xứng đôi ngươi kia sao không xứng với ngươi tốt như vậy vương hương tú mất mát nhu nhược đáng thương ta nơi nào đều không xứng với ngươi vẫn là cái đại tiểu hỏa tử đâu ta là cái gì một cái mang theo ba cái nhi tử quả phụ ta nơi nào xứng đôi ngươi nàng thanh âm mang theo khổ sở hai người nị oai lại không biết đối diện trang gia mấy con mắt đều ghé vào cửa sổ phía trên xem náo nhiệt đâu triệu quế hoa cũng không ngoại lệ nàng tấm tắc này nói gì đâu ngươi xem bạch phấn đấu ánh mắt nhi đều kéo sợi nhi khẳng định là câu dẫn lương mỹ phân cũng là chướng mắt nàng nói ta đều thấy không ngừng một lần, cũng không hiểu được cái này vương hương tú rốt cuộc là có nghĩ cùng bạch phấn đấu hảo ai nha? ngươi nói bọn họ như thế nào không lớn điểm thanh a này đều nghe không thấy, nhân gia nói chuyện riêng tư, có thể làm ngươi nghe thấy. ngươi này không phải nằm mơ, chiếu ngươi nói như vậy, dứt khoát đại loa quảng bá được. nhân gia cũng cổng người, lúc này lương mỹ phân liền cảm khái, ngươi nói cổng người cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy a mọi người đều không hạt, thật là không biết bạch gia hai phụ tử nghĩ như thế nào, ta liền chưa thấy qua loại này xuẩn cha, chính mình như vậy còn muốn mang theo nhi tử, nàng đang nói, nhìn bà bà đột nhiên ngây dại, nàng nhấp môi, thật cẩn thận nói, bà bà, đây là nói gì, bà bà như thế nào đột nhiên ngây dại, triệu quế hoa ngây người không phải bởi vì bên, mà là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến Minh Mỹ là vì cái gì về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng Minh Mỹ còn không có trở về đâu, nhưng là, Triệu Quế Hoa biết, bọn họ trong viện, muốn tới một cái thần nhân. Triệu Quế Hoa nhấp môi, đột nhiên liền bật cười, nói, về sau, càng náo nhiệt, minh mỹ nàng ông ngoại, muốn tới. Chương 38 Mưu hãn lão nhân Lam Tứ Hải, tác giả, Hương Tô Lật, Minh Mỹ cùng trang trí viễn tay cầm tay cùng nhau lên lầu, đen nhánh đem hỏa, dù sao cũng không ai thấy. Vợ chồng son không kiên nể gì, Minh Mỹ kinh ngạc thực, vừa đi vừa nói chuyện, không hiểu được ta mẹ sốt ruột kêu ta về nhà là làm gì liền tính là nhà hắn phá lệ đau nữ nhi cùng nhà người khác không quá giống nhau nhưng nàng mụ mụ ở nàng hôm trước cũng nói qua kết hôn xác thật cũng không hảo thường trở về bằng không hàng xóm muốn nói nhàn thoại minh mỹ không hiểu được này có cái gì nhưng nói xấu nhưng là cũng chính là như vậy nếu xuất giá nữ nhi luôn là về nhà khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít không tốt nghị luận minh mỹ mẹ là không nghĩ nữ nhi bị người nói như vậy cho nên kết hôn trước cũng đề điển quá Minh Mỹ đúng là bởi vì như vậy Minh Mỹ mới kinh ngạc đâu ba mẹ ta đã về rồi Minh Mỹ thanh âm thanh thúy các ngươi tri kỷ tiểu áo bông đã trở lại như vậy một kêu Minh Ba ba lập tức ra tới mở cửa cao hứng thật sự ngoan nếp đã trở lại chạy nhanh tiến vào tiểu phu thê vừa vào cửa liền nhìn đến một vị tinh thần phấn chấn lão đầu nhi ngồi ở trên sofa lão nhân da một tiếng sơ mi trắng bên ngoài bộ tim gà lãnh áo lông tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng là đơn một bộ mắt kính, hoặc nhìn vẫn là thực học cứu khí. Minh Mỹ, Trang Chí Hy, Minh Mỹ ba tại đây người trước mặt đều mặc kệ trực tiếp ngồi xuống, ngược lại là lôi kéo nữ nhi nói, ngươi xem, ngươi mau nhìn xem, đây là ai? Minh Mỹ ngắn mũi ngay người nhi lúc sau kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, ông ngoại, lão gia tử gật gật đầu, quét về phía Trang Chí Hy, Trang Chí Hy lập tức nói ngọt mở miệng, ông ngoại, làm người sao? Quan trọng nhất chính là sẽ vuốt môn ngựa, Trang Chí Hy lập tức nói, ông ngoại, ngài đây là từ nơi khác lại đây đi. Khi nào đến? Có mệt hay không? Ta tới cấp ngài ấn một chút, ta mát xa bản lĩnh vẫn là có thể. Trang Chí Hy chạy nhanh tiến đến lão gia tử phía sau, lão gia tử gật đầu, nói, u, ngươi tiểu tử này, vẫn là có thể sao? Trang Chí Hy, đó là, ta nếu là không được, cũng không xứng với ngài ngoại tôn nữ nhi, ngài nói đúng đi, này vì xứng đôi minh mỹ, ta cũng đến hảo hảo nỗ lực tiến bộ ta cái này mát xa tay nghề chính là cùng trung y thế gia cao thủ học hiện tại học đều học không đến đâu ngài liền nhìn ân huệ đi trang trí hy lời này không khoác lác thủ nghệ của hắn là cùng bọn họ phòng y tế lão đại tỷ học bất quá hiện tại cái này tình thế nhưng không ai sẽ nói chính mình là cái gì trung y thế gia tuy nói lão đại tỷ thành phần hảo cũng không trêu chọc tới cái gì phiền toái nhưng là thật đúng là một chút cũng không dám đề an an phận phận ở phòng y tế cho người ta xem cái đau đầu nhức óc. Nhưng là trước hai năm những lời này đó, nói đều không nói, trang trí hy, ngài xem ta tay nghề thế nào. a nha, ngài nếu là tìm hai nguyệt tới thì tốt rồi, vừa lúc có thể đuổi kịp ta cùng Minh Mỹ hỷ yến, còn có thể ăn cái tịch, lão gia tử đuôi lông mày nhi một chọn, nói, ta là kém một bữa cơm người, trang trí hy lập tức, kia khẳng định không phải a à. Ngài này vừa thấy liền gì cũng không thiếu nhưng là này không phải tâm ý sao? Ngài nói đúng đi, trang trí hy lập tức vũ lên, này thật đúng là làm minh gia người đều tương đương vô ngữ, bất quá thực mau, minh ba ba liền cảm thấy có vài phần thỏa đáng, hắn một cái 49 thành tháo các lão gia, nhất sẽ không chính là cùng nhạc phụ ở chung, nhà người khác nhạc phụ đều là có thể cùng nhau uống cái tiểu rượu, nhà hắn nhạc phụ. Không đề cập tới cũng thế, tóm lại, minh ba ba chính là lần đầu tiên xem trang trí hy như vậy thuận mắt, Tuy nói này đầu heo cũng nhà mình cải thì, nhưng là này đầu heo cũng không phải cái gì dùng cũng không có, người này miệng lưỡi trơn tru, có đôi khi đảo cũng thành ưu điểm. Minh Mỹ cười hì hì thò lại gần, nói: "Ông ngoại, sao ngươi lại tới đây nha?" Nàng Tả Hữu nhìn xem, nói: "Ngài chưa cho ta mang lễ vật nha." Minh Thành mắt thấy muội muội cái này sủng hình dáng, nheo mắt, đang muốn cấp muội muội giải thích một chút, liền nghe lão gia tự nói: "Ai ô ô, ngươi thật đúng là cái hiếu thuận oa nhi." thật là hiếu thuận, quá hiếu thuận, Minh ba ba che mặt, tới tới, hắn cha vợ âm dương quái khí đi tới, Minh Mỹ nhưng thật ra không để bụng, cười thanh khách, hắc hắc, ta vốn dĩ liền rất hiếu thuận lạp, nàng còn theo nói đi, nàng dỗi nói, ta cũng không biết ngài lại đây, nếu biết, ta khẳng định cho ngài mua đồ ăn ngon, ngày mai ta liền đi cho ngài mua đạo hương thôn điểm tâm, ta đủ ý tứ đi, lão đầu nhi xem xét tiểu nha đầu liếc mắt một cái, nói, này còn kém không nhiều lắm hắn duỗi tay chỉ một chút cách đó không xa một cái túi du lịch nói bên trong là ta mang đồ vật ăn lấy ra tới phân minh mỹ ai nàng còn toái toái niệm ông ngoại ngươi chừng nào thì đến a à, này như thế nào một ngày ăn còn không có lấy ra tới lão đầu nhi ai u đồ vật liền đặt ở nơi đó một đám cũng không biết có phải hay không chướng mắt ta lão già này hỏi cũng không hỏi ta này hà tất chủ động mở miệng minh mỹ phục một tiếng cười ra tới nói ông ngoại Ngài xem ngài nói nói gì vậy, bọn họ rõ ràng là rất sợ ngài, mới không hỏi ngài. Đúng rồi, ngài lần này tới có thể nhiều ở vài ngày đi, ta mỗi ngày trở về xem ngài, nếu không nói, này hai vợ chồng luôn có chỗ tương tự, Minh Mỹ cùng Trang Chí Hy đều là, này tiểu hai vợ chồng, nhiều ít đều có điểm xả ngưu thêm tự quen thuộc nhi, nhiệt tình người thái độ ở trên người. Lão gia tử xem xét liếc mắt một cái nữ nhi con rể, lại xem ngoại tôn nữ nhi, nói: kia nhưng thật ra không cần mỗi ngày tới xem ta, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Minh Mụ Mụ trách móc, Minh Mỹ Mụ Mụ từ phòng bếp ra tới, nói, ngươi ông ngoại lần này tới, không đi rồi, Minh Mỹ, ai, nàng càng thêm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn ông ngoại, lão đầu nhi hơi hơi mỉm cười, Minh Mỹ mẹ tiếp tục nói, ngươi ông ngoại đều đến 49 thành công tác, ngươi nói xảo bất xảo, liền ở xưởng máy móc tiền tiến, ngươi ông ngoại hôm nay đã đi trong xưởng đưa tin qua cũng phân hảo chỗ ở, minh mỹ, trang trí hy, còn có chuyện này, trang trí hy nhìn lão gia tử hoa râm đầu tóc, lâm vào nồng đậm mê mang bên trong, lão nhân gia tuổi tác, cũng nên về hưu đi. Này như thế nào còn đi làm đâu, bất quá cũng không chờ trang trí hy nghi hoặc lâu lắm, liền nghe hắn mẹ vợ nói, ngươi ông ngoại lần này lại đây, là cho xưởng máy móc dạy đồ đệ, nga nga, kia ông ngoại là ở tại trong nhà sao. Minh Mỹ tò mò hỏi lên, lão gia tử khoát tay, nói, ta ở tại bên này làm gì? Ta chính là có chính mình sinh hoạt, ở nơi này, bọn họ nhiều ảnh hưởng ta. Ta đã làm xưởng máy móc cho ta an bài chỗ ở, liền rất xảo, vừa lúc an bài ở các ngư sân, Minh Mỹ đang chuẩn bị uống miếng nước, lập tức phun tới, phốc, lão gia tử lập tức hỏi, ai u, ngươi đây là không chào đón, Minh Mỹ chạy nhanh, không có không có, ta thực hoan nghênh, ta chính là hảo kinh nhạc, nàng gãi gãi đầu, mê mang nói, chính là chúng ta cái kia sân, giống như không có phòng trống A, trang trí hy, thật là có, hắn rốt cuộc là so minh Mỹ biết đến, hắn nói, liền trước sau viện nhi hàm tiếp cái kia mặt bên không phải liền có một gian phòng, bởi vì chỉ có một gian, diện tích còn tương đối tiểu, cho nên vẫn luôn không hảo phân, nhà máy cũng liền không có xử lý, mấy năm nay đều là khóa môn, kỳ thật này gian phòng, vài gia đều coi trọng, cầm đầu chính là chu lý thị nhà bọn họ. Cái này phòng ở ở chu lý thị phòng ở bên cạnh, nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đem cái này phòng ở chiếm làm của riêng. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần chu quần có hài tử, liền lấy không đủ trụ vì từ sinh này gian phòng. Mặc dù là nhà máy không đồng ý, nàng cũng muốn cấp chiếm thượng cho nàng đại tôn tử trụ, nhưng là này kế hoạch cũng cũng chỉ là kế hoạch, nhà nàng chu quần, đến nay không có hài tử, nàng liền cái lấy cớ đều không có, trang trí hy, là một cái tiểu phòng đơn sao, lão gia tử gật đầu, đúng là, hắn nói, ta ngày mai liền sẽ dọn qua đi, trang trí hy lập tức nói, cái kia phòng ở lâu dài không có người trụ, yêu cầu hảo hảo quét tước, ta qua đi cho ngài quét tước một chút, cửa sổ gì đó cũng đến hảo hảo tu một tu, lão gia tự lắc đầu, không cần, ta đều có đồ đệ, trang trí hy, ai, lão gia tử mang theo cao nhân phạm nhi, ta tới bên này chính là cho người ta dạy đồ đệ, làm đồ đệ không cho sư phó làm việc, còn như thế nào kêu đồ đệ. Chuyện này nhi, các ngươi không cần trộn lẫn, hắn xem một cái ngoại tôn nữ nhi còn có ngoại tôn nữ tế, trắng ra nói, tuy rằng chúng ta là ở tại một cái viện nhi, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi không cần dễ dàng quấy rầy ta, minh gia người, trang trí hy, ai u, lão nhân này còn rất có cá tính, lão đầu nhi quả nhiên rất có cá tính, hắn nói, ta lão đầu nhi có chính mình sinh hoạt, các ngươi mấy cái suy nhãi con, không có việc gì đều không cần dễ dàng tới tìm ta, hắn điểm chỉ ra người nhà, lại chỉ ra Mỹ tiểu phu thê, chúng ta tuy rằng ở tại một cái sân, nhưng là ngươi là ngươi, ta là ta, Minh Mỹ méo máu, lão gia tử, được rồi, không có việc gì các ngươi có thể triệt, Minh Mỹ cùng Trang Chí Hy, cảm tình nhi trước tiên đem bọn họ kêu lên tới, chính là vì thông tri một chút bọn họ, Minh Mỹ nhẹ nhàng Nga một tiếng, đi thời điểm mang lên cho các ngươi điểm tâm, tam phần, Minh Mỹ, Nga, Minh Mỹ tiểu phu thê tới thời điểm còn hưng phấn, này còn chưa nói bao lâu nói đâu, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Minh ba ba, đi thôi, ta đưa đưa các ngươi, trang trí hy nhướng mày, đây chính là chưa từng có quá. Quả nhiên mọi người nhìn thấy cha vợ đều là không như vậy có nắm chắc, cường tráng như Minh ba, cũng là giống nhau. Minh ba ba đưa nữ nhi con rể ra tới, nói, trời đã tối rồi, các ngươi hai cái đi ta không yên tâm, đi, ta đưa các ngươi một đoạn nhi, này rõ ràng là không nghĩ về nhà. Minh Mỹ tặc hề hề cười, nói, ba, ngươi rất sợ ta ông ngoại à. Minh Ba liếc liếc mắt một cái nữ nhi, nói, vậy ngươi hỏi một chút ngươi nam nhân có sợ không ta, trang trí hy lập tức, ta đương nhiên không sợ ngài, tuy rằng ngài thái độ có điểm hung, nhưng là ta biết ngài chính là như vậy cái tính cách, ta làm gì sẽ sợ hãi, lại nói ta cũng không có làm cái gì không tốt sự tình, ta biết ba là thực xem trọng ta, hắn còn hướng về phía nhạc phụ chất chất mắt, Minh Ba Ba, Minh Ba Ba khóe miệng run rẩy, cảm thấy cái này con rể thật là da mặt dày bất quá lúc này bất chấp so đo con rể hắn cân nhắc chính là hắn lão nhạc phụ a minh ba ba thật sâu thở dài minh mỹ bật cười nói ba ngươi không đến mức như vậy lo lắng sốt ruột đi minh ba ba thật trắng ra ta sợ ngươi ông ngoại gây chuyện nhi minh mỹ sao có thể a ông ngoại như vậy đại niên kỹ lại nói ông ngoại cũng không phải sẽ đánh nhau người a nhà nàng có thể động thủ đều là nàng ba bên này thân thích minh ba thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái cảm thấy nữ nhi quả nhiên là cùng nàng ông ngoại ở chung thiếu liền không hiểu biết lão nhân gia bản chất a hắn thật sâu thở dài một hơi nói người ông ngoại gây chuyện công lực người bình thường có thể so không thượng trang trí hi nhìn lão nhạc phụ phiền muộn thành như vậy cảm thấy cái này ông ngoại khả năng thật đúng là có một chút năng lực ở trên người hắn chủ động dò hỏi ba ông ngoại năm nay bao lớn tuổi a lớn như vậy tuổi còn có thể đi phân xưởng công tác sao Minh ba ba lúc này nhưng không cùng con rể vòng vo, đảo cây đậu giống nhau, người ông ngoại năm nay 71, hắn trước hai năm liền về hưu, vẫn luôn bị nhà xưởng mời trở lại dạy đồ đệ. Này không phải gần nhất kinh thành bên này xưởng máy móc muốn tìm một cái tay nghề tinh tế sư phụ già lại đây mang một chút tân nhân, trong xưởng nghĩ tới nghỉ lui, liền đem này việc an bài cho ngươi ông ngoại, này nhà máy sư phụ già khẳng định không ngừng một cái, kỹ thuật người có quyền, đi đến nơi nào đều nổi tiếng chính là người bình thường gia đều dìu già dắt trẻ, cả nhà đều thống nhất an bài thật sự không có phương tiện, cũng thực gian nan. Nhưng là này lão gia tử liền bất đồng, hắn tuy rằng ở bản địa có một cái nhi tử, nhưng là không cùng nhi tử trụ, hơn nữa, hắn còn có một cái nữ nhi ở 49 thành, cho nên cho hắn an bài lại đây, tương đối tới nói là thực chọn người thích hợp. Lão gia tử tuy rằng số tuổi lớn một chút, nhưng là hắn lại đây là bồi dưỡng công nhân, không cần đại lượng tinh tế công tác, cho nên cái này tuổi tác không ảnh hưởng trong xưởng vốn dĩ cũng thực do dự muốn hay không phái ngươi ông ngoại lại đây vẫn là ngươi ông ngoại chính mình cảm thấy hành kia cửu cửu đâu minh mỹ hỏi nhà bọn họ liền ở kim lăng bên kia minh ba ba gật đầu ngươi lại không phải không biết ngươi ông ngoại hắn nhưng không vui cùng tiểu bối nhi cùng nhau trụ ngươi cửu cửu thật đúng là ngươi ông ngoại thân nhi tử cùng hắn một cái đức hạnh phụ tử hai cái đều không hắn thình lình phản ứng lại đây này cũng không thể nói nhạc phụ nói bậy a, à, hắn ho khan một tiếng, xấu hổ nói, dù sao ngươi ông ngoại không phải cùng các ngươi nói giỡn, liền tính là ở tại một cái viện nhi, các ngươi cũng tận lực đừng quấy rầy nhân gia, Minh Mỹ, Nga, Trang Chí Hy, liền rất tò mò, Minh Ba Ba này một đường cấp nữ nhi cùng con rể đưa về gia, đi đến đầu hẻm, Minh Ba Ba lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ vào đầu ngõ nhà vệ sinh công cộng nói, là cái này đem chính là cái này nhà vệ sinh công cộng có người rơi vào đi đi, trang trí hy, đúng vậy, liền cái này, chúng ta sơn lập tức rơi vào đi ba cái đâu, bùng bùng, ai u uy, cái kia phân hoa nhi a, à? thật là ít nhiều chúng ta trong viện quản viện nhi vương đại mụ tổ chức đại gia nghĩ cách cứu viện, bọn họ thật đúng là không sợ vất vả, ngài không hiểu được, tới gần đằng trước, không có một cái may mắn thoát khỏi, tất cả đều bắn một thân. Cũng may lúc ấy ta cùng ta mẹ gà tặc, trốn đến mau, chúng ta đứng xa lúc này mới may mắn thoát nạn đó là sao rất a à? là bùm bùm vẫn là quan quát quan quát minh ba ba vẫn là rất tò mò này chuyện này trách không được minh ba ba a à. này đừng nói là minh ba ba thay đổi bất luận cái gì một người cũng không phải là đều đến hỏi thăm hỏi thăm rốt cuộc này sống lớn như vậy số tuổi chưa thấy qua như vậy chuyện này a à. bọn họ gì thời điểm thấy quá có người rơi vào nhà vệ sinh công cộng a à. hoàn toàn không có a à. Minh Ba Ba thật sâu tiếc núi, đáng tiếc chúng ta không ở nơi này, bỏ lỡ a. À, Minh Ba Ba, bất quá sau này có chuyện như vậy nhi, các ngươi cũng đến nhiều ít ngăn đón điểm ngươi ông ngoại, cũng đừng làm cho hắn tiến lên, hắn tuổi tác không nhỏ, này nếu là đi theo rơi vào đi nhưng không hảo vớt, Minh Mỹ, khóe miệng nàng run rẩy, nói, ba, ngươi này suy xét cũng quá dài xa đi, Minh Ba Ba Minh hướng đông đồng chí nghiêm túc nói, kia có gì xa. Các ngươi này có người rớt vê đúc xê sự tích đều truyền tới thông huyện. Ta lo lắng nhiều cũng không gì không đúng, trang trí hy miễn cười, không truyền tới thiên tân vệ, liền không tồi, minh mỹ, hai người các ngươi người nào a à, được rồi, ba, chúng ta tới rồi. Ta liền không tiếp đón ngươi đi vào làm khách, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh về nhà đi, lời này nếu là con rể nói, minh hướng đông chỉ định nếu không cao hứng, nhưng là nữ nhi nói, minh hướng đông liền gật gật đầu nói, thành, hai bên cáo từ. Minh Mỹ cùng Trang Chí Hy cùng nhau về nhà, Trang Chí Hy nói, sau này ngươi ông ngoại ở tại trong viện, ta thật đúng là không sang bên A. Minh Mỹ dương mắt nhìn Trang Chí Hy một chút, nói, ta ông ngoại không phải nói nói, hắn là thật sự không muốn bị chúng ta quấy rầy. Ngươi xem ta ông ngoại cùng ta cửu cửu đều ở Kim Lăng, kia đều là các trụ cát. Ta ông ngoại nói ta cửu cửu ảnh hưởng hắn tìm đối tượng, Trang Chí Hy một cái lão đảo, thiếu chút nữa quan ngã. Minh Mỹ, thật đắc nàng mắt to nhấp nháy nhấp nháy, nói chính là nói thật, trang trí hy. Ngươi ông ngoại có điểm ý tứ, bất quá lời nói vừa chuyển, hắn nhưng thật ra có điểm không yên tâm, chỉ chỉ tô gia, lại chỉ chỉ chu gia, nói, nơi này có hai cái lão quả phụ đâu. Ngươi ông ngoại không thể làm chuyện này đi, Minh Mỹ gãi đầu, có điểm chần chờ, nhưng là lại có điểm tiểu tin tưởng, hẳn là, không thể đi. Ta ông ngoại thích tuổi trẻ, trang trí hy, này lão nhân gia, Thật đúng là nam nhân bản sắc A, à. bọn họ trở về có điểm vãn, người trong nhà đều nghỉ ngơi, Trang Chí Hy cùng Minh Mỹ hai cái cũng trực tiếp trở về phòng, thực mau trong phòng độ ấm liền cao lên. Trang Chí Hy cũng không sợ mệt, cuốn lấy Minh Mỹ không bỏ, Minh Mỹ rầm rì, một móng vuốt cào ở hắn bối thượng, Trang Chí Hy tư lạc một tiếng, cũng không giận, chính là cười. Hồi lâu lúc sau, Minh Mỹ lười biến nằm ngay đơ, nói, ta đều mệt mỏi, luôn là như vậy ta đi làm cũng chưa kính nhi. Trang trí Hy lúc này đang ở dùng khăn tay cấp tức phụ nhi cái trán lau mồ hôi, hắn nói, ngươi không phải người tập võ. Người tập võ không phải hẳn là thể lực thực hảo, minh mỹ mặt đỏ, này liền hai việc khác nhau nhi hảo sao, nàng lẩm bẩm lầm bầm, nhà người khác cũng chưa như vậy tần, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết, những cái đó kết hôn đại tỷ trộn nói chuyện, nàng cũng là đều có nghe lén a. À. Trang trí Hy xoa bóp nàng mặt phấn trứng nhi, nói, chúng ta mới vừa kết hôn a, à, đương nhiên cùng người khác không giống nhau, hắn nhẹ giọng cười, ngay sau đó đem khăn tay ném ở một bên, nói, ngươi xem ta trả giá tương đối nhiều, ta đều không mệt, ngươi như thế nào còn mệt thành như vậy a. À? Tấm tắt, Minh Mỹ hừ một tiếng, lười đến cùng hắn bẻ xả, nàng chân đặng vừa dẫm người, nói, ngươi tránh ra, ta muốn ngủ, Trang Chí Hy cười kéo đèn, từ kết hôn, Trang Chí Hy cùng Minh Mỹ liền cáo biệt dậy sớm, bọn họ cái này đại viện nhi bọn họ phu thê xem như khởi nhất vãn, mỗi ngày đều là như thế, trang trí hy không để bụng, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Hai vợ chồng cơ hồ mỗi ngày đều là không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra cửa. Bất quá hôm nay trang trí hy nhưng thật ra rất kinh ngạc, hắn cười nói, đại ca ngươi chừng nào thì trở về a? À? trang trí viễn lần này đi công tác thời gian lâu rồi điểm. Trang trí viễn, ta tối hôm qua trở về, ta trở về thời điểm các ngươi đi đệ muội nhà mẹ đẻ. Nga đúng rồi, ta cho các ngươi mang điểm địa phương đặc sắc điểm tâm, các ngươi nếm thử, trang trí hy cười, gần nhất nhà ta là cùng điểm tâm làm thượng, ngươi lúc này tới mang điểm tâm, minh mỹ ông ngoại lại đây mang cũng là điểm tâm, đệ muội ông ngoại, trang trí hy đơn giản đem ngày hôm qua quá khứ tình huống nói một chút, ngay sau đó cười nói, các ngươi nói xảo bất xảo. Hắn cũng phân ở chúng ta cái này viện nhi, nghe được lời này, trang trí viễn hai vợ chồng sắc mặt đều có điểm tiểu vi diệu bất quá triệu quế hoa nhưng thật ra bình tĩnh nàng nói phân liền phân bái cho nhau cũng có thể cho nhau chiếu cố một chút dừng một chút nàng lại nói lại nói nhân gia còn không nhất định nguyện ý làm chúng ta chiếu cố trang trí hy kinh ngạc nhìn mẹ nó nói bị ngươi đoán đúng rồi ai minh mỹ ông ngoại thật đúng là nói không có việc gì đừng quấy rầy hắn trang lão yên nhi nhưng thật ra nói ngươi nếu là nói như vậy ta biết đến chúng ta xưởng máy móc tới một cái tay nghề đặc biệt tốt sư phụ già là nhà máy chuyên môn từ Kim Lăng mời đi theo dạy người, không nghĩ tới thế nhưng là Minh Mỹ ông ngoại, Minh Mỹ cười tủm tỉm, ta ông ngoại người thật tốt, trang gia người đều cười, thần sắc khác nhau. Bất quá không quan tâm đại gia nghĩ như thế nào, có cái gì ý tưởng, nhưng thật ra một đám thực mau đi làm, trang gia chỉ để lại hai mẹ chồng nàng dâu. Lương Mỹ phân tâm tình áp lực thực, nàng cảm thấy đệ muội nhà mẹ đẻ ông ngoại ở gần đây, đối nàng lại là một cái rất lớn tệ đoan chính là đây là nhà máy an bài, nàng lại có biện pháp nào đâu, nàng sâu kính thở dài, đang ở lúc này, liền nghe được trong viện truyền đến ầm ỉ thanh âm, trang gia hai mẹ chồng nàng dâu lập tức ra cửa, liền thấy mấy cái ăn mặc xưởng máy móc quần áo lao động các lão gia đi theo một cái lão đầu nhi, mà lão nhân bên người còn lại là đường phố làm trần chủ nhiệm, không riêng gì nhà bọn họ, nhà khác cũng đều ra tới, chu Lý Thị dẫn đầu đặt câu hỏi, trần chủ nhiệm, đây là, trần chủ nhiệm, các ngươi nhà máy đem các ngươi viện nhi này gian phòng trống an bài cấp vị này sư phụ già, ta lãnh hắn lại đây xem một chút, lời vừa nói ra, chu Lý Thị lập tức sắc mặt liền thay đổi, thập phần không vui, chất vấn, này phòng ở sao có thể tùy tùy tiện tiện cấp người ngoài. Nhà ta còn muốn đâu, không được, không có ta đồng ý, ai đều không thể dọn đi vào, Trần chủ nhiệm cũng kéo xuống mặt, nói, chu Đại Mụ, nơi này khi nào tùy vào ngươi nói chuyện. Ngươi xem như hàng, Ngươi còn có thể làm nhà máy chủ. Ngươi muốn liền cho ngươi. Ngươi mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Tránh ra, ngươi nếu là dám ở nơi này quấy rối, chúng ta liền đi tìm các ngươi nhà máy hảo hảo nói nói chuyện. Người này trước mặt ngoại nhân rơi xuống Trần Chủ Nhiệm mặt mũi, Trần Chủ Nhiệm tự nhiên sẽ không cho nàng cái gì hòa nhã nhi. Nếu là giống nhau công nhân, Trần Chủ Nhiệm còn không nhất định như vậy sinh khí. Vị này sư phụ già là chuyên môn từ Kim Lăng mời đi theo là vì trong xưởng bồi dưỡng đại sư phụ này liền thực bất đồng trần chủ nhiệm căn bản không để ý tới chu đại mụ nói chính là này một gian niên đại có điểm xa xăm phòng ở cũ một ít các ngươi mấy cái đồ đệ đều ở giúp đỡ cấp dọn dẹp dọn dẹp nàng tiếp tục nói còn không có hỏi như thế nào xưng hô ngài lão đầu nhi lam tứ hải ngươi kêu ta lão lam là được trần chủ nhiệm cười cái này họ còn rất đặc biệt lam lão đầu gật đầu nói xác thật không nhiều lắm bất quá nhưng thật ra cũng còn hảo sư phó chúng ta cho ngày thu thập một chút chúng ta sớm một chút thu thập hay là ảnh hưởng ngày buổi tối nghỉ ngơi cái này niên đại là thực tôn sư trọng đạo tuy nói bọn họ là hôm qua mới định ra tới sư phó nhưng là càng là như vậy đại gia còn càng là phải hảo hảo biểu hiện này biểu hiện thật nhiều học một chút khi đối kỹ thuật tăng lên vẫn là rất hữu dụng mọi người đều hiểu được lão nhân này đừng nhìn tuổi không nhỏ nhưng là khẳng định là thật sự có tài bằng không cũng sẽ không bị an bài lại đây. Năm cái các lão gia lập tức mở cửa, vừa mở ra môn, liền cảm giác được một mảnh cho bụi ập vào trước mặt. Lam lão đầu mỉm cười, sạch sẽ, nơi này thật đúng là quá sạch sẽ. Trần chủ nhiệm, Lam lão đầu chắp tay sau lưng đánh giá một chút, căn phòng này không sai biệt lắm gần 30 bình, hắn đôi mắt chính là thước, tạp xem liền biết, tuyệt đối không có 30. Bất quá cũng không sai biệt lắm, người bình thường gia ở không đủ nhưng là hắn một cái độc thân lão đầu nhi ở là tuyệt đối đủ rồi hắn khẽ gật đầu nói các ngươi mấy cái động thủ đi cả ngày cho ta quét tước một lần cái này cửa sổ không được cho ta một lần nữa đổi cái khung cửa sổ cũng đổi cái pha lê bên này làm một cái tiểu khoảng cách không cần làm thành cao một mét nhiều là được làm khoang một chút ta cũng có thể phóng cái ly nước gì đó mặt khác cái này tường cũng đến cho ta soát một lần nước sơn hắn chỉ huy lên Mấy cái đồ đệ yên lặng trong lòng phát khổ, này làm việc không gì, sửa sang lại phòng ở cũng nên, nhưng là này có mấy chỗ tiền đều không ít, bọn họ cũng đau lòng. Bất quá liền tính là đau lòng, cũng đến cắn răng gánh vác, đây chính là ở sư phó trước mặt lộ mặt chuyện này, bất quá liền ở đại gia trong lòng khổ thời điểm, lão gia tử từ trong túi móc ra một cái lam bạch ô vuông khăn tay, điểm ra tới 20 đồng tiền, nói, cái này các ngươi trước cầm, nhiều lui thiếu bổ hắn mua mấy thứ này đều là nghỉ ngơi chỉnh đốn nhà ở nhưng thật ra không cần phiếu định mức sư phụ này chỗ nào có thể làm ngài lấy tiền chúng ta làm đồ đệ lam lão đầu duỗi tay ngăn lại nói nếu ta là sư phụ chính là ta định đoạt các ngươi lập tức cho ta xử lý này phòng ở chu lý thị không phục lại mở miệng này phòng ở nhà ta lam lão đầu quay đầu lại nói u đây là nơi nào tới một cái chính trực vô tư không hề tư tâm lão thái thái a à, a à, ha hả Chu Lý Thị. Nàng lập tức không hiểu được nói cái gì, Trần chủ nhiệm, Trần chủ nhiệm ở ngắn mũi tiếp xúc rốt cuộc đã nhìn ra, lão nhân này vẫn là cái âm dương quái khí, Triệu Quế Hoa ở cách đó không xa nhìn, cũng bật cười, nàng chủ động tiến lên, nói, ngài chính là Lam Đại Thúc đi. Ta là Minh Mỹ bà bà Triệu Quế Hoa, ngươi kêu ta tiểu triệu là được, nàng chỉ một chút bên người con dâu cả, nói, đây là ta con dâu cả nhi, là Minh Mỹ chị em dâu trong vị người đều ở chỗ này xem náo nhiệt đâu nhưng thật ra có điểm không rõ sao nơi chốn đều đề nhà hắn tiểu nhi tức phụ nhi đâu chẳng lẽ là minh mỹ thân thích mọi người đều cân nhắc đâu liền nghe lam lão đầu nói nga nguyên lai ngươi chính là cái kia tương đương ôn nhu bà bà a ngươi hảo ngươi hảo triệu quế hoa hành đi có đời trước trải qua đã thói quen liền xem lão đầu nhi tiếp tục nói ngươi chính là cái kia một chút tư tâm cũng không có chị em dâu a ngươi hảo ngươi hảo, lương mỹ phân. Đại thúc ngài hảo, luôn là cảm thấy nơi nào quái quái, đừng nói người này nói chuyện có trách hay không. Này xưng hô liền rất quái, triệu quế hoa, ta kêu đại thúc ngươi cũng kêu đại thúc, ngươi cùng ta một cái bối phận, lương mỹ phân, không đúng không đúng, triệu quế hoa quyết đoán, đây là minh mỹ ông ngoại, về sau ngươi cũng đi theo kêu ông ngoại đi, lương mỹ phân. Nga, cũng chỉ có thể như vậy kêu, bằng không trực tiếp kêu gia gia, kia cũng là có điểm quái nàng chủ động ông ngoại ngươi xem ta này giúp ngươi làm điểm gì đi ta làm việc hành làm lão đầu không cần ngươi cũng không phải ta thân ngoại tôn nữ nhi không cần cho ta làm việc ta thân ngoại tôn nữ nhi đều không cần tới cấp ta làm việc huống chi ngươi này thật là chưa nói mấy câu đại gia liền đã nhìn ra cái này lão đầu nhi nhìn liền không phải giống nhau lão đầu nhi nhiều ít mang theo điểm thứ đầu nhi ở trên người Lam lão đầu dương mắt hướng về phía trước nhìn nhìn, nói, này phòng ở mưa dột sao, Trần chủ nhiệm chạy nhanh nói, cái này nhưng thật ra thật đúng là không rõ ràng lắm, ngần ấy năm vẫn luôn không ai trụ, vẫn là nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút càng tốt, Lam lão đầu, thành, tu đi, đại gia len ken len ken liền bắt đầu làm lên, bọn họ này đó hàng xóm cũng đều là nhà mấy người, có người nhận ra tới, cái này lão đầu nhi đồ đệ không phải tam phân xưởng đại sư phụ. Nghe nói là tứ cấp công này chạy nơi này cấp lão đầu nhi làm đồ đệ thanh âm nho nhỏ cơ hồ mắt biết tai ngơ một cái khác nhỏ giọng ta nghe nhà ta lão đầu nhi nói trong xưởng từ nơi khác tìm tới một cái đại sư phụ không giáo tay mới nhi chọn chính là rất có kỹ thuật bốn ngũ cấp công a à, đi lên chính là bốn ngũ cấp công đúng vậy nghe nói là cái lão năng lực đại sư phụ về hưu phía trước đều là công nhân bậc tám ta cũng nghe nói nghe nói lão đầu nhi không văn hóa bằng không đều có thể bình làm công trình sư, đại gia mồm năm miệng mười, không dám lớn tiếng, triệu quế hoa khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ bọn họ trong viện bác quái nơi phát ra vẫn là thực trọng thấp sao, ông thông gia vừa tới, mấy tin tức này liền truyền ra tới. Bất quá nhưng thật ra cũng không kỳ quái, hắn hẳn là ngày hôm qua liền đưa tin qua, một ngày lên men xuống dưới, nên biết đến nhiều ít cũng là biết đến, thật là không nghĩ tới, đó là lão trang gia tiểu nhi tức phụ nhi ông ngoại về sau lương mỹ phân càng khó chịu khi khẳng định a à, ta xem a à, trang gia chưa chừng cũng khó chịu lão nhân này nhìn liền không hảo ở chung âm dương quái khí thật đúng là nhưng triệu quế hoa cũng lợi hại a à. nàng không thể có hại lợi hại không lợi hại nhân gia còn chiếm một cái bối phận a à. ngươi xem này bác quái thực mau liền đốt tới trên người nàng triệu quế hoa mặc kệ những cái đó nàng nói làm đại thúc ngươi bên này hôm nay việc làm không xong giữa trưa nhà các ngươi người cùng chúng ta cùng nhau kết nhóm nhi ăn một bữa cơm ngươi xem thành không lam lão đầu gật đầu có thể ta cho ngươi phiếu gạo triệu quế hoa không cần đều là thân thích nói một bữa cơm không đến mức nếu ngươi nếu là mỗi ngày ăn ta đây thật đúng là liền thu lam lão đầu việc nào ra việc đó chúng ta người nhiều liền như vậy định rồi ta cấp phiếu cơm ngươi làm thịt đồ ăn triệu quế hoa thành lam lão đầu gật gật đầu nói phiền toái ngươi triệu quế hoa cười cười nói không gì nàng là biết đến lão nhân này nói không phiền toái người chính là thật sự không phiền toái người đời trước chính là như vậy bọn họ tuy rằng ở tại một cái trong viện nhưng là thật đúng là không chiếu cố cái này lão nhân cái này lão nhân tương đương không thích người khác quấy nhiễu hắn sinh hoạt lam lão đầu phân phó tiểu đồ đệ ngươi đi một chuyến vận chuyển đội người nhà viện ta xe đạp còn có hành lý đều ở bên kia Ngươi đi tìm ta khuê nữ Lam Linh, sau đó cấp đề qua tới, Lam lão đầu nhỏ nhất đồ đệ cũng ba mươi mấy, hắn gật đầu cười nói, "Thành, Lam lão đầu, Triệu nha đầu a, Triệu Quế Hoa, ai, Lam đại thúc, ngươi có chuyện gì? Lam lão đầu, ngươi nơi này có nhận thức cái gì bà mối sao?" Triệu Quế Hoa, này cùng đời trước giống nhau kịch bản, nàng vô ngữ thực, bất quá lại vừa chuyển niệm, bật cười, "Có đôi khi người sống tùy tính điểm, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu nhi." ít nhất bản thân là thoải mái nàng cười nói có đây là chúng ta viện nhi quản viện nhi vương đại mụ nàng ngày thường cũng cho chúng ta phụ cận tiểu tử đại cô nương giới thiệu cái đối tượng gì đó ngài nếu có yêu cầu tìm nàng chính thích hợp khẳng định có thể cho ngài tìm cái thư thái vương đại mụ này vừa tới liền phải tìm đối tượng này con mẹ nó lão nhân này gì người a à? nàng miễn cưỡng nói đại thúc ngươi muốn tìm cái lão bạn nhi lam lão đầu gật đầu đúng vậy ta này một người quá không thú vị vương đại mụ yên lặng nhìn về phía triệu quế hoa triệu quế hoa đại thúc lão bạn nhi đi rồi mười đã nhiều năm lam lão đầu nhi nhướng mày tâm nói ngoại tôn nữ nhi này bà bà đối hắn còn có điểm hiểu biết a à. hắn nói kia chọn ngày chi bằng nhầm ngày liền hôm nay đi giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm ta tới nói một chút ta tình huống ta muốn tìm gì dạng vương đại mụ nga lớn như vậy số tuổi lão đầu nhi nhưng không hảo tìm đối tượng a à nàng này sao giới thiệu a à, người bình thường gia quả phụ muốn lại tìm cũng là tuổi trẻ thời điểm tìm số tuổi lớn lúc sau giống nhau đều không có lại tìm cũng là không nghĩ cấp nhi nữ mất mặt cho nên nhị hôn không khó tìm nhưng là tuổi này nhị hôn nhưng không hảo tìm nàng cái này việc, không hảo làm a à. lúc này vương đại mụ còn không thể tưởng được lão nhân này tuy rằng âm dương quái khí nhưng là vẫn là thực được hoan nghênh nện ở nàng trong tay tìm không thấy tức phụ nhi như cũ vẫn là chỉ có bạch phấn đấu một cái vĩnh viễn chỉ có bạch phấn đấu một cái nàng nói kia hành ta nghe ngài thì thầm thì thầm yêu cầu sư phó ngài này vừa tới liền phải tìm tức phụ nhi a thật là có tính tình khờ trực tiếp liền hỏi ra tới lam lão đầu hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng gật đầu nói kia đương nhiên ai quy định lão nhân phải lãnh nồi lãnh bếp lãnh túi ngủ có cái sư mẫu chiếu cố ta các ngươi cũng có thể yên tâm không phải a này trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nói như thế nào hảo là đúng không lam lão đầu gật đầu vậy hành lam lão đầu chắp tay sau lưng nói ta chuyển một vòng nhìn một cái trần chủ nhiệm cười nói khi ngài xem xem đi nhưng thật ra triệu quế hoa làm thân thích chủ động nói lam đại thúc ta cho ngài giới thiệu giới thiệu lam đại thúc lắc đầu nói không cần ta chính mình nhìn xem liền có thể ai đúng rồi nghe nói các ngươi bên này có cái tương đương không tồi nhà vệ sinh công cộng, là đầu hẻm cái kia sao, một đám người, ngài thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, triệu quế hoa, chính là cái kia, bất quá ngài qua đi cẩn thận một chút, có người ngã xuống quá, làm lão đầu, ta không phải như vậy cùng giả người, hắn cảm thán này 49 thành nhân dân chính là không giống nhau, cùng chúng ta kim lăng hoàn toàn bất đồng, chúng ta kim lăng liền không có như vậy chuyện này, đây là mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt a à, hắn rất là cảm thán chính mình vì cái gì không sớm chút nhật tử lại đây nhưng thật ra sinh sôi bỏ lỡ như vậy một hồi tuần còn đừng nói này cùng hắn con rể ý tưởng liền không mưu mà hợp hắn đang muốn đi chu lý thị lại nhảy ra tới cái này phòng ở nàng còn tưởng bẻ xả trần chủ nhiệm thật là khí cực lớn tiếng quát lớn chu đại mụ ngươi ở như vậy càng quấy ta liền phải đi các ngươi xưởng máy móc tìm chu quần ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhà hắn cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau, kia không được, ngươi nếu là dám đi tìm ta nhi tử, ta liền treo cổ ở cửa nhà ngươi. Chu đại mụ tuy rằng sợ hãi trần chủ nhiệm, nhưng là phòng ở dụ hoặc quá lớn, thế cho nên nàng hiện tại nhìn trần chủ nhiệm, đều cảm thấy đây là nàng chướng ngại vật, nàng hung tợn, đây là nhà ta, đây là nhà ta. Ngươi liền tính là trụ tiến vào, ta cũng cho ngươi đuổi đi, dựa vào cái gì cấp một ngoại nhân? Đây là ta, là ta cho ta đại tôn tử chuẩn bị, ngươi chỗ nào có tôn tử A, cũng thật có thể tưởng. Không biết ai nhỏ giọng nói thầm một câu, này một câu lập tức khiến cho chu Lý Thị phá vỡ, nàng rống to, khi dễ người lạp, khi dễ quả phụ lạp. chu Lý Thị ngao ngao kêu lên, Lam lão đầu nhìn nàng ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu duỗi chân nhi, tan lương tâm A, các ngươi này đó sát ngàn đao A, các ngươi đoạt ta phòng ở, các ngươi này đó đáng chết a à, lam lão đầu nhướng mày nói ngươi muốn đuổi đi ta hắn cười cười nói hành mọi người đều dừng lại mấy cái đồ để trên tay việc đều dừng lại trong đó một cái vén tay áo này ác độc lão chủ chứa ta phiến chết nàng sư phụ ngươi không cần sợ nàng nàng xem như cái thứ gì lam lão đầu không cần động thủ các ngươi ai đều không được nhúc nhích trần chủ nhiệm nàng trong lòng nhảy dựng liền cảm thấy lão nhân này tuyệt đối không dễ chọc không đợi nàng phản ứng lão đầu nhi cũng đã ngồi xuống bắt đầu hút thuốc chu lý thì thấy hắn tựa hồ bị chính mình bắt chẹt càng là kiêu ngạo lên ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở viện nhi có thân thích là có thể muốn làm gì thì làm cái này phòng ở là của ta cần thiết là của ta ai cũng chiếm không đi nếu ai chiếm đi rồi ta liền chết ở hắn gia môn khẩu các ngươi dám khi dễ ta lão thái thái ta nhi tử chính là trong xưởng thất cấp khoa điện công các ngươi các ngươi cái gì đột nhiên một tiếng quát lớn một trung niên nhân xuất hiện ở cửa hắn phía sau còn theo vài người này vừa thấy chính là xưởng bảo vệ khoa lam lão đầu vỗ vỗ trên người không tồn tại khói bụi đứng dậy nói trương phó xưởng trưởng ngươi xem nhà máy tìm ta tới bồi dưỡng tân nhân ta ngàn dặm xa xôi không nói hai lời liền tới rồi phân phòng ở thời điểm ta cũng nói địa phương điểm nhỏ đều không có việc gì nhi dù sao ta liền một cái lão đầu nhi liền tính lại tìm cái lão bạn nhi cũng liền hai người không cần rất lớn địa phương ta cũng coi như là tận tâm tận lực vì nhà máy suy nghĩ đi trương phó xưởng trưởng gật đầu hắn nghiêm túc ngài lão đồng chí giác ngộ cao chúng ta đặc biệt cảm tạ ngài bọn họ nhà máy tân thượng một cái sinh sản tuyến đồ nghịch kia đều là hoàng kim cái này việc không chỉ có yêu cầu kỹ thuật còn phải nhân phẩm không thành vấn đề chính là này đồ nghịch kim kiện nhi đại sư phụ thành phần không thành vấn đề nhưng quá ít rốt cuộc nhà nghèo đùa nghịch không đến cái này, lại nói cái này kỹ thuật cũng khó được, như vậy đại sư phụ, đó là thập phần thưa thất. càng đừng nói này lão đồng chí là không đến 10 tuổi liền ở kim phô học đồ, hai mươi mấy liền thành đại sư phụ, xem như thập phần có thiên phú cái loại này, nhân gia làm vài thập niên, tay nghề đó là không lời gì để nói, còn vui dạy người, bọn họ có thể thỉnh đến như vậy đại sư phụ lại đây, thực không dễ dàng. Cái này đại sư phụ còn chuyện này thiếu yêu cầu thấp, gia đình cũng không cần trong xưởng phụ trách đây là nhiều thích hợp người đúng là bởi vậy trong xưởng đó là lấy như vậy đại sư phụ đương cái bảo vừa thấy có người ở bên này gây sự hắn là khí đầu đều ong ong sư phụ già là chúng ta công tác làm không tốt cho ngài thêm phiền toái lam tứ hải kia hành chúng ta lại đến nói nói ta vẫn luôn cũng chưa cho trong xưởng thêm cái gì phiền toái cũng coi như là dễ nói chuyện nhưng là trong xưởng cho ta an bài này phòng ở như thế nào cứ như vậy các ngươi không đến như vậy khi dễ người đi cố ý cho ta ra oai phủ đầu a à, trương phó xưởng trưởng sắc mặt đều thay đổi lập tức giải thích sư phụ già ngài hiểu lầm ta chúng ta tuyệt đối không có như vậy ý tứ chuyện này nhi là chúng ta làm không tốt nhưng là ngài tin tưởng ta ta nhất định cho ngài hảo hảo giải quyết tuyệt đối không cho ngài chịu một chút ủy khuất trương phó xưởng trưởng hiện tại xem chu lý thị thật là cảm thấy cái này lão thái thái quả thực chính là của xã hội u ác tính trương phó xưởng trưởng nói nhưng thật ra làm lam tứ hải sắc mặt hảo điểm bất quá vẫn là lạnh mặt nói được không lớn không lớn ta không sao cả nhưng là ta còn không có trụ liền có người đoạt phòng còn muốn treo cổ ở cửa nhà ta xin hỏi đây là tân xã hội sao địa chủ đều không như vậy khi dễ người đi ngươi nhìn xem nàng này còn chưa thế nào liền bắt đầu la lối khóc lóc này đều không cần sư phụ già nói trương phó xưởng trưởng vừa rồi vừa đến liền nhìn đến này lão thái thái la lối khóc lóc trong lòng hận a à, này cho bọn hắn nhà máy bôi đen bọn họ nhà máy có như vậy người nhà kia thật là nhà máy điểm đen cấp nhà máy mất mặt xấu hổ hắn không nói hai lời nói thẳng trước cho người ta đưa tới bảo vệ khoa chu lý thị a à, nàng la lối khóc lóc này nhất chiêu trước nay đều là thực dùng tốt nhưng là trăm triệu không nghĩ tới này hoặc thiết lư nàng không thể tin tưởng thực nói các ngươi muốn bắt ta, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lúc này nàng còn không có phản ứng lại đây, chính mình ở nhân gia trước mặt không tính cái gì. Trương phó xưởng trưởng, ngươi có ý định cướp đoạt phòng ốc, đã là phạm tội. Mang đi, các ngươi dám? Ta nhi tử chính là trong xưởng khoa điện công, thất cấp, là khả tạo chi tài, các ngươi như vậy, ta nhi tử sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta nhi tử thượng vị, xem hắn không thu thập các ngươi các ngươi một đám chính là trong cửa cẩu chu lý thị không lưu tâm lam tứ hải xưng hô trương phó xưởng trưởng nàng nhìn những người này đều ăn mặc bảo vệ khoa trang phục tự nhiên liền cho rằng tất cả đều là bảo vệ khoa ta nhi tử chính là cùng xưởng trưởng quan hệ hảo không tha cho các ngươi này đó trong cửa cẩu trương phó xưởng trưởng khí không được a à, mà mấy cái bảo vệ khoa cũng khí phát trung thật đúng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lão thái thái thật là không lấy bọn họ đương hồi sự nhi a à xem cho nàng lộng qua đi như thế nào thu thập nàng, mắng bọn họ là trong cửa cẩu, cẩu cũng có thể cắn chết nàng, trương phó xưởng trưởng cười lạnh, mang đi, sát ngàn đao, các ngươi này đó sát ngàn đao đáng chết, ta không tha cho các ngươi, ta nhi tử không tha cho các ngươi. Này phòng ở là của ta, ngươi cái lão bất tử, ngươi đoạt ta phòng ở, chờ ta trở lại phi hảo hảo thu thập ngươi, ngươi cho ta chờ, ngươi chờ, Chu lý thị ngao ngao kêu to, toàn bộ phố đều nghe được nàng gào rống, ngươi cái người lùng. Ngươi chờ ta không tạp nhà ngươi pha lê, ngươi chờ, ngươi chờ, trương phó xưởng trưởng là cái vóc dáng nhỏ, hận nhất chính là người khác nói hắn lùng, lúc này khí mặt đỏ bừng, người đều run rẩy. nếu không phải muốn bận tâm mặt mũi, thật là có thể đi lên phía người, lúc này không riêng gì bọn họ sân, khác sân cũng ra tới xem náo nhiệt, đây là sao, khi không phải trương phó xưởng trưởng. Này lão chủ chứa làm gì a? À? liền xưởng lãnh đạo đều mắng, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, chung quanh hàng xóm, một mảnh ồ lên, triệu quế hoa toàn bộ hành trình không tham dự, nhưng là cũng thiệt tình cảm khái, mặc kệ khi nào, phòng ở đều khiến người điên cùng A, à. chương 39 giới thiệu đối tượng, tác giả, hương tô lật, hết thảy đều là vì phòng ở, này thật là vĩnh cửu bất biến đạo lý, mặc dù là hơn 50 năm sau, như cũ là như thế. Triệu Quế Hoa nhưng thật ra có thể minh bạch Chu Lý thì mất đúng mực nổi điên, nhưng là minh bạch về minh bạch, nàng là không thể lý giải, những người khác cũng không thể lý giải, nếu làm ồn ào đồ vật chính là nàng, như vậy như thế nào không đi cố cung nháo đâu, cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi, tưởng cái gì hảo mỹ chuyện này đâu, quả thực là nằm mơ, bất quá đại gia nhưng thật ra không nghĩ tới, trương phó xưởng trưởng sẽ qua tới. Nhưng là thực rõ ràng, làm lão đầu nhi là biết đến, bằng không cũng không phải như vậy cái thái độ đại gia lại lần nữa ở trong lòng cấp cái này lão đầu nhi đề cao một cấp bậc không dễ chọc trương phó xưởng trưởng cùng đi lam lão đầu nhi lưu lại nơi này chỉ huy vài người làm việc đại gia làm việc liền càng ra sức như là tô đại mụ như vậy biết làm việc còn chủ động cho bọn hắn dọn ghế đổ nước kia thật đúng là tương đương có nhãn lực kính nhi cũng may một gian phòng cũng không phải rất lớn người lại nhiều thu thập đặc biệt mau triệu quế hoa lại đây xem xét liếc mắt một cái thực khẳng định kết luận các ngươi hôm nay soát tường, buổi tối khẳng định làm không được, hôm nay dọn không được, nhanh nhất cũng đến mai kia, ngài lão nhân gia là ở nhà của chúng ta chấp vá một ngày vẫn là hồi ngươi khuê nữ bên kia, làm thân thích, Triệu Quế Hoa nhưng thật ra thực tùy ý, nàng nói, ngươi nếu như đi ngươi khuê nữ bên kia trụ, ngươi mấy thứ này đều đặt ở nhà ta, tạm thời không cần đặt ở bên này, bằng không ném liền khó nói, Lam Tứ Hải Thiên nhãn nhìn Triệu Quế Hoa liếc mắt một cái, lập tức liền hiểu rõ triệu quế hoa ý tứ trong lời nói, viện này có nhân thủ chân không sạch sẽ, hắn gật gật đầu, nói, hành, trước tha các ngươi gia, ta đi ta khuê nữ bên kia trụ, trương phó xưởng trưởng cũng có chút ngượng ngùng, bọn họ cho người ta phân phối phòng ốc, không chỉ có có ác lân, phòng ở còn rất không ra gì, hắn chủ động nói, ngài tu chỉnh phòng ở phí dụng, đến nhà máy ra, đây là chúng ta công tác không đúng chỗ. Lần này nhất định cho ngài làm thỏa đáng, làm tứ hải nhưng thật ra không để bụng xua xua tay nói không cần con người của ta không chú ý này đó đừng làm cho những cái đó chó điên lại đây ảnh hưởng ta sinh hoạt là được mặt khác con người của ta sinh hoạt thượng là có chính mình thói quen không cần người khác nhiều hỗ trợ hợp quy tắc trương phó xưởng trưởng bật cười nói thành đều đỉnh ngài hàng xóm chuyện này như chúng ta nhất định cho ngài an bài thỏa đáng lời nói là nói như vậy nhưng kỳ thật nên ra tiền bọn họ vẫn là sẽ ra lại không có nhiều ít, hà tất làm nhân tâm tồn khúc mắt đâu. Kỳ thật ban đầu thời điểm, bọn họ không tưởng cấp Lam Sư Phó an bài ở bên này, đây cũng là xảo, vừa lúc Lam Sư Phó ngoại tôn nữ nhi ở tại bên này, bọn họ cũng là bôn tiểu bối nhi có thể chiếu cố một chút lão nhân gia tâm tư, cho nên mới an bài tới rồi bên này. Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng còn có cái không biết xấu hổ bác gái, trương phó xưởng trưởng thập phần chán ghét chu Lý Thị, không chỉ là bởi vì chu lý thì ảnh hưởng hắn công tác còn có hắn mắng chính mình là cái người lùn thật là làm hắn tương đương phẫn nộ làm trò chú lùn không nói lùn hắn cho rằng đây là người cơ bản tố chất nhưng là không nghĩ tới người này lại là như vậy không đem hắn coi như một hồi sự hơn nữa kia lời trong lời ngoài ý tứ cái kia thổi phòng giống như chu quần so với hắn lợi hại dường như này liền làm trương phó xưởng trưởng càng không hài lòng trương phó xưởng trưởng ta bên này có nhiều thế này đồ đệ đâu ngài không cần ở bên này bồi ta ngài vội ngài đương lãnh đạo việc cũng là không ít lam lão đầu khách khí nói ta bên này có thể chiếu cố hảo tự mình nếu ta điểm này chuyện này đều hợp quy tắc không rõ nào không biết xấu hổ ở chỗ này làm đại sư phụ giáo người khác trương phó xưởng trưởng nở nụ cười ngài lão nhân gia là cái năng lực lam lão đầu giống nhau giống nhau cả nước đệ tam trương phó xưởng trưởng phốc nên nói không nói ở bọn họ đại viện nghi người tới nói lam lão đầu thoạt nhìn cũng thật không phải cái gì hiền hòa hảo ở chung người nhưng là đối với trương phó xưởng trưởng còn có trong xưởng lãnh đạo tới nói lam tứ hải lão đồng chí là rất phúc hậu thực chú ý hắn không có yêu cầu trong xưởng có bất luận cái gì phá lệ đãi ngộ ngay cả dừng chân bắt đầu không quá vui sướng cũng không có quá mức so đo cho nên trương phó xưởng trưởng đối vị này sư phụ già ấn tượng thực hảo hắn xác thật không lại bên này ở lâu nhưng là đi thời điểm vẫn là dặn dò một chút vương đại mụ nàng làm quản viện nhi người nhà lại là bọn họ nhà mấy người trương phó xưởng trưởng là hy vọng nàng có thể nhiều ít quan tâm một chút lão đồng chí đến nỗi trang gia kia không cần phải nói bọn họ là thân thích cái này liền không cần hắn dặn dò lam lão đầu nhi giữa trưa ở trang gia ăn cơm trưa đồng thời ở bên này còn có mấy cái đồ đệ còn có vương đại mụ về tìm lão bạn nhi chuyện này nhi lam lão đầu còn rất tích cực đại gia ngồi ở một trương bàn lam lão đầu đề ra chính mình ý kiến ta bên này tình huống là một nhi một nữ bất quá bọn họ đều không cần ta quan tâm đương nhiên ta cũng không cần bọn họ quan tâm ta là không cần bọn họ giao cái gì dưỡng lão tiền cho nên nếu tìm cái tân nhân cũng không cần nàng cùng con ta nữ lui tới tết nhất lễ lạc ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm duy trì mặt ngoài bình thản là được ta không cần nàng ở con ta nữ trước mặt sung cái gì mẹ kế ta cũng sẽ không đi nàng nhi nữ trước mặt sung cái gì cha kế ta nữ nhi sẽ không cho nàng dưỡng lão nàng nhi nữ cũng không cần cho ta dưỡng lão ta bên này là có tiền lương một bộ phận về hưu tiền lương còn có một bộ phận mời trở lại tiền lương trừ bỏ sinh hoạt phí ta mỗi tháng đơn độc cấp nữ đồng chí năm đồng tiền làm tiền riêng ta là mặc kệ nàng xài như thế nào cho ai hoa con người của ta liền chú ý cái ăn cho nên ta tìm lão bạn nhi đến nấu cơm hảo lớn lên đi không khó coi là được tuổi thượng ta cũng không yêu cầu, nhưng là chỉ có một chút, đến thân thể hảo, vương đại mụ nghe yêu cầu này, nói như thế nào đâu, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, còn không xem như yêu cầu rất cao, trừ bỏ nhi nữ ở chung kia một chút có điểm kỳ ba, nhưng là khác nhưng thật ra cũng khỏe, lam lão đầu nhi tiếp tục nói, ta bản thân thân thể khá tốt, cho nên ta cũng muốn tìm cái thân thể hảo điểm, ta đều đã chết ba cái lão bạn nhi, lại không tìm cái thân thể tốt, ta còn phải tiễn đi cái thứ tư vương đại mụ phun, mấy cái đồ đệ cũng đều nghẹn tới rồi, một đám hai mặt nhìn nhau, không hiểu được nói cái gì, chủ đầu không nói lời nào, bọn họ cũng đều là ba bốn mươi tuổi người, thật đúng là chưa thấy qua như vậy chuyện này, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong A, chỉ có triệu quế hoa, chỉ có triệu quế hoa nhất phái bình tĩnh, này có gì không bình tĩnh, nàng đều nghe qua một lần, bất quá nàng nhưng thật ra đã quên, lão nhân này nguyên phối là đi rồi mười mấy năm nhưng là lão đầu nhi cũng không phải là vẫn luôn không tìm lão nhân này còn không có thiếu tìm chính là vận khí kém một chút liên tiếp lại đã chết hai người cái thứ tư còn ở riêng hai xứ ly lại nói tiếp đi triệu quế hoa mơ hồ nghe nàng bà thông gia say rượu thời điểm nói qua ân đời trước nói qua lam lão đầu tử lại tìm là minh mỹ nàng bà ngoại cũng chính là lam linh thân mụ yêu cầu gia nhân này cùng truyền thống nhân gia không giống nhau tồn tại thời điểm chú trọng hưởng thụ thí cũng không tích cóp, Lâm Chung phải đi cũng tiêu sái. Lão Thái Thái sắp chết còn nói đâu, bản thân cả đời cũng không lỗ, lão nhân tiếp tục sống, cũng đừng mệt bản thân. Ngươi tìm cái đẹp điểm, không thể so với ta kém, nàng trước đi xuống, chưa chừng tại hạ đầu còn muốn tìm cái anh Tuấn Tiểu Hỏa Nhi. Lúc ấy Triệu Quế Hoa cùng bà thông gia Lam Linh chỗ không tồi, Lam Linh nhưng thật ra cũng không cần phải nói dối, bất quá đi, này liền dù sao triệu quế hoa liền chưa thấy qua như vậy thức nhi liền rất thời thượng lam lão đầu các ngươi không cần như vậy người sinh lão bệnh tử đều là chuyện thường nhi ai cũng không thể bất tử ta tìm lão bạn nhi nếu ta đi trước ta phân cái này phòng ở liền cho nàng ta bất luận cái gì nhi nữ đều phải không đi này đều đứng ở văn bản nhi thượng nếu nàng đi trước ta cho nàng phát tan nhưng là có một chút ta người này sợ phiền toái đừng cho ta tìm gia đình quá phức tạp mặt khác ta liền không gì yêu cầu. Vương Đại Mụ nhìn về phía Triệu Quế Hoa, nỗ lực đưa mắt ra hiệu, Triệu Quế Hoa bình tĩnh gấp đồ ăn, nói, đại thúc bản thân tiền lương không tồi, sau đó có một gian phòng, không có nhi nữ gánh nặng, có thể mỗi tháng lấy ra 5 đồng tiền cấp nhà gái làm tiền riêng. Hắn ăn ngon uống tốt, ăn mặc dùng có điểm chú ý, nếu gả lại đây, nhật tử khẳng định quá không kém, sau đó đại thúc yêu cầu là, nấu cơm hảo, thân thể hảo, gia đình không phức tạp lại có chính là đoạn cảm tình này chính là bọn họ thế hệ trước nhi cùng hai bên nhi nữ không quan hệ nàng dương mắt nói đại thúc điều kiện này cũng không tính khó tìm đi vương đại mụ bị lam lão đầu làm đến có điểm ngốc nhưng là nghe triệu quế hoa như vậy thuộc lại bàn một chút lại cảm thấy giống như còn thật là không khó a à. chủ yếu là lão nhân này điều kiện rất không tồi tuy rằng lão đầu nhi chưa nói chính mình tiền lương nhưng là tưởng cũng biết sẽ không rất thấp vương đại mụ như vậy tưởng tượng trong giây lát liền phát hiện Lão nhân này cấp so bạch phấn đấu nhiều, nhưng là yêu cầu so bạch phấn đấu còn thấp A, này nếu là thật sự cấp lão gia tử tìm đối tượng, khả năng so bạch phấn đấu hảo tìm A, bạch phấn đấu cái kia bẹp con bê dạng đều yêu cầu yêu cầu này cái kia, nhà gái cả lại đây còn muốn chiếu cố phụ tử hai cái áo cơm cuộc sống hàng ngày, nhưng là lại xem lam lão đầu. Vương Đại Mụ trên dưới đánh giá một chút, nháy mắt cảm thấy liền từ bề ngoài đi lên nói, lam lão đầu cũng là chiếm ưu thế nhân gia là cái quần áo sạch sẽ không chút cẩu thả tinh thần phấn chấn lão đầu nhi bạch phấn đấu kia tiểu tử cả ngày lôi thôi lết thết, cũng không giống cái dạng bọn họ đội bảo an kia trang phục ăn mặc chính là thực anh tuấn nhưng là ngạnh sinh sinh bị tiểu tử này xuyên giống cái phố máng có đôi khi a à, người sợ nhất chính là đối lập vương đại mụ cũng không hướng nơi xa đối lập nàng liền đối lập trước mắt người lập tức liền cảm thấy cấp lam lão đầu giới thiệu đối tượng không khó khăn bất quá nàng cũng hỏi Đại thúc ngài đều cưới ba cái. Cái này có thể nói một chút sao, Lam lão đầu, không, ta cưới bốn cái, phốt, đại gia lại phun. Trong phòng nam các đồng chí đều hâm mộ nhìn Lam lão đầu Nhi, cảm thấy chính mình sống còn không bằng một cái lão gia tử, suy nghĩ một chút còn có điển tiểu bi thôi. Lam lão đầu nhưng thật ra thật bình tĩnh, hắn nói, ta lão bạn Nhi 14 năm trước đi, năm đó ta liên tục huyền cưới một cái so với ta tiểu tứ tuổi đại muội tử, chúng ta kết hôn ba năm nàng gặp lén tình nhân thời điểm bị tình nhân lão bà phát hiện, hoảng loạn bên trong bị đẩy xuống lầu ngã chết, nàng đã chết nửa tháng sau ta lại cưới một cái so với ta tiểu thất tuổi đại mùi tử, chúng ta kết hôn 7 năm, nàng hoạn bệnh nặng, ở bệnh viện ở nửa năm qua đời, năm thứ hai ta lại cưới một cái, năm nay ta muốn điều đến 49 thành, nàng không nghĩ rời đi nhi nữ, cho nên chúng ta hòa bình ly hôn. Nếu lại kết hôn, ta chính là năm hôn, vương đại mụ. Kỳ thực hiện tại làm loạn nam nữ quan hệ vẫn là thực bị người lên án, nhưng là vị này lão đồng chí tuy rằng kết hôn số lần nhiều, nhưng là mỗi một lần cũng đều là có lý do, nhưng thật ra có thể nói rõ ràng, hơn nữa cũng không ai nói Tức phụ Nhi đã chết không thể lại tìm, chính là, dù sao làm nữ đồng chí, Vương Đại mụ là cảm thấy nơi chốn đều biệt nữ, nhưng là ngươi nhiều lắm nói lão nhân này tìm rất nhanh, lại không thể nói lão nhân này làm loạn quan hệ, Vương Đại mụ, kia. Hành đi ta giúp ngươi lưu ý triệu quế hoa cười nói lão vương ngươi cũng không cần áp lực quá lớn gặp thích hợp liền giới thiệu không thích hợp liền tạm thời không cần giới thiệu cũng không vội với như vậy một chốc ta cũng tin tưởng lam đại thúc đề này đó yêu cầu đều là chính mình kết nhiều như vậy thứ hôn kinh nghiệm hắn khẳng định là không vui phóng thấp điểm mấu chốt ngươi tạp tuyến cho hắn tìm đi vương đại mụ hành không cần suy nghĩ nhiều liền biết lam lão đầu bốn hôn chuyện này khẳng định là muốn truyền lưu bất quá lam lão đầu nguyện ý nói ra thực hiển nhiên cũng chính là không như vậy để ý triệu quế hoa lam đại thúc về sau chúng ta không chỉ có là thân thích vẫn là hàng xóm ta hiểu được ngài không vui người khác trộn lẫn ngài chuyện này nhưng là quê nhà hàng xóm ngài số tuổi cũng không nhỏ có một số việc nhi cũng đừng cậy mạnh cứ việc kêu chúng ta họ hàng xa còn không bằng cận lân đâu ngài nếu là ngượng ngùng kêu nhà của chúng ta những người khác kêu ngài ngoại tôn nữ tế làm nhà ta tam tiểu tử qua đi hỗ trợ, làm lão đầu có thể, làm lão đầu không âm dương quái khí thời điểm, nói chuyện vẫn là thực dứt khoát. Còn có, ngài mới đến, không hiểu được chúng ta sơn tình huống, chúng ta sơn cũng không ngừng một cái quả phụ, liền hôm nay cái kia muốn cướp ngài phòng ở, chính là một cái quả phụ. Còn có bên quả phụ, nếu ngài không có gì ý tứ, tốt nhất vẫn là có thể tỵ hiềm liền tỵ hiềm, bằng không làm nhân gia hiểu lầm, gặp phải như vậy như vậy phiền toái đã có thể không tốt lắm, ngài nói đúng đi, lại nói ngươi không nhìn trúng nhân gia, nhưng không đại biểu nhân gia người khác tương không trúng ngài. Dù sao chúng ta nên có khoảng cách vẫn là phải có, triệu quế hoa nên nói không nên nói, chính là đều ở ra bên ngoài thình thịch, nàng nhưng không nghĩ lại ôm lại đời trước chuyện này, cho nên này nên nói nói, nhất định phải sớm nói ở phía trước, đời trước tô đại mụ liền nhìn trúng lam lão đầu, nàng không phải ngay từ đầu liền nhìn trúng lam lão đầu, rốt cuộc còn muốn bận tâm điểm bản thân nhất quán kinh doanh nhân thiết, chính là cũng thực mau, nàng phát hiện Lam lão đầu là thật sự điều kiện hảo. Lúc này liền khó bảo toàn không động tâm, hơn nữa nàng mới hơn 50 tuổi, Lam lão đầu 71, Tô đại mụ nhìn trúng không chỉ là Lam lão đầu tiền, còn có Lam lão đầu cái này phòng ở, nhà nàng phòng ở ở viện nhi đã xem như đại, nhưng là người không có thỏa mãn thời điểm, nàng còn muốn, ai làm nhà nàng là ba cái Nam hài nhi đâu. Lam lão đầu phòng ở tuy rằng chỉ có ba mươi tới bình, nhưng là thu thập so nhà người khác nhưng hảo, lại nói hắn tránh đến cũng không ít, tô đại mụ thực mau bắt đầu hành động. Nàng không phải cái loại này thẳng thắng người, nàng từ trước đến nay là có thể làm bộ làm tịch, lại liên tiếp tới gần thử hạ, Lam lão đầu nhi thờ ơ, nhưng là bạch phấn đấu hắn lão cha bạch lão đầu nhi ngược lại là bực, hắn kiên định cho rằng là Lam lão đầu câu dẫn chính mình người, bới lông tìm vết còn chưa tính, còn đã từng động thủ. Tuy nói bởi vì trang gia người ở, hắn không chiếm cái gì thượng phong, nhưng là cũng chọc không ít nhàn ngôn toái ngữ, hơn nữa Lam lão đầu Nhi vốn dĩ chính là kết hôn thật nhiều thứ, dư luận đối hắn ngược lại không tốt. Trong xưởng răng dạy ngăn lại thật nhiều thứ, hiệu quả không lớn, rốt cuộc quản không được người khác miệng a, à, cũng mất công Lam lão đầu chính mình không thèm để ý, bằng không thật là muốn chọc giận ra cái tốt xấu, cho nên lúc này đây ngay từ đầu, Triệu Quế Hoa liền đem lời này ra nhi lôi ra tới cuộc sống này a à, thả quá thả xem ngài là người thông minh nhìn thấu triệu quế hoa nói xong liền thấy lam lão đầu như suy tư gì đời trước lam lão đầu chính là ngay từ đầu không có đặc biệt minh xác ngăn lại tô đại mụ tới gần mới có những cái đó vấn đề cho nên triệu quế hoa hy vọng lần này không cần lại có những việc này nhi đời trước bọn họ ngượng ngùng nói thẳng này đó hơn nữa lúc ấy triệu quế hoa còn không có cảm thấy tô đại mụ rất có tâm cơ cho nên nhưng thật ra đều trúng chiêu nhưng là đời này đi, Triệu Quế Hoa là muốn trước tiên nói rõ ràng, nàng tin tưởng này cáo già cũng nghe đến minh bạch, làm lão đầu, ta hiểu được, hắn khó được lộ điểm gương mặt tươi cười nhi, nói, ngươi người này nhưng thật ra không tồi, ai ô ô, khó được khen người thời điểm không phải âm dương quái khí miệng lưỡi, Triệu Quế Hoa, ta người này vốn dĩ liền rất hảo. Thông gia đại thúc về sau ngươi ở chung liền hiểu được, ta người này chính là người không phạm ta, ta không phạm người, này đốn cơm trưa, ăn vẫn là thực không tồi triệu quế hoa chuẩn bị cá cùng thịt mấy cái các lão gia ăn uống đều không nhỏ ăn sạch sẽ bất quá lam lão đầu cũng không làm triệu quế hoa tiêu tiền bọn họ lại đây ăn cơm cũng không phải là chiếm nhân gia tiện nghi năm cái các lão gia ăn cơm kia thật đúng là có thể đỉnh nhân gia ăn được mấy ngày đâu bất quá cái này phiếu gạo cùng phiếu thịt cũng không phải lam lão đầu lấy trương phó xưởng trưởng tuy rằng đi rồi nhưng là trước khi đi nhưng thật ra để lại giữa trưa tiền cơm Rốt cuộc a à, từ nơi khác tới lão đồng chí bọn họ nhiều ít vẫn là muốn chiếu cố lam lão đầu một cái đồ đệ tương đối hàm hậu trực tiếp cảm khái triệu đại tỷ này đồ ăn làm chính là thật không kém nhà ta tức phụ nhi làm không được cái này mùi vị vậy ngươi không xem nhân gia làm chính là gì này đồ ăn chính là có thịt có thịt cùng không thịt có thể giống nhau sao kia nhưng thật ra lam lão đầu buổi chiều thu thập không sai biệt lắm liền hồi khuê nữ bên kia bên này còn muốn phơi nắng một ngày mới có thể vào ở, hắn đem chính mình một ít hành lý đặt ở Minh Mỹ nhà bọn họ, chính mình còn lại là đi theo mấy cái đồ đệ cùng nhau rời đi. Minh Mỹ tan tầm trở về, nàng ông ngoại đã không ảnh nhi. Minh Mỹ, nàng nơi nơi tìm, nói, ta ông ngoại đâu? Ta chuyên môn trước tiên tan tầm tới, người khác sao còn không thấy, Minh Mỹ từ nhỏ đến lớn cùng ông ngoại lui tới đều không nhiều lắm, rốt cuộc cách xa nhau hai cái thành thị, thật nhiều năm đều không thấy được một lần bất quá minh mỹ là cái tự quen thuộc nhi lại là chính mình thân ông ngoại cho nên tự nhiên là thân thiện triệu quế hoa ngươi ông ngoại đêm nay hồi ngươi ba mẹ bên kia trụ bên này soát tường hôm nay trụ không được minh mỹ nga một tiếng cảm khái ta ông ngoại là tương đối chú ý này đó hắn người này có thể không được căn phòng lớn nhưng là nhất định được thoải mái có thể không ăn sơn trân hải vị nhưng là nhất định đến ăn ngon một chút Minh Mỹ bên này cùng bà bà toái toái niệm đâu, kia đầu nhi trang trí hy còn ở đơn vị không đi đâu, hắn người này nhất quán đều là vừa tan tầm liền cái thứ nhất vụt ra đi, kiên quyết không nhiều lắm làm công một phút. Nhưng là hôm nay đi, nhưng thật ra có điểm ngoại lệ, này tin tức truyền đến mau a, này không, còn chưa thế nào, tin tức đã truyền khai, mỗi người đều hiểu được. Bọn họ nhà máy từ Kim Lăng lại đây đại sư phụ là trang trí hy hắn tức phụ nhi ông ngoại mà vị này lão nhân gia vừa tới ngày đầu tiên liền đem khoa điện công tổ chu quần hắn lão nương lộng tới bảo vệ khoa nghe nói mau giữa trưa lúc ấy chu quần đang ở trong văn phòng uống tiểu trà nóng môn liền ầm lập tức bị dùng sức đẩy ra khoa điện công tổ tổ trưởng liền cùng mắng nhà mình tam tôn tử giống nhau đem chu quần huấn cái máu chó phun đầu chu quần không rõ nguyên do lập tức mặt liền đỏ lên hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì cũng thực không thoải mái hỏi tổ trưởng ngài đây là có ý tứ gì? Này em đẹp như thế nào liền tới mắng chửi người, ta ngày thường công tác cũng là cẩn trọng, ngài như vậy không khỏi có điểm khi dễ người, đừng nhìn chu quần có điểm ngụy quân tử thuộc tính, nhân phẩm cũng không ra sao, nhưng là hắn công tác vẫn là thực nghiêm túc, nguyên nhân chính là này, mới có thể ở 30 suất đầu liền đến thất cấp, phải biết rằng, đây là hắn tuổi này cùng tuổi nghề có thể khảo lớn nhất cấp bậc, đúng là bởi vậy, cũng coi như là tiền đồ vô lượng, ngày thường hắn ở khoa điện công tổ cũng là có người phủng nói chuyện chính là không nghĩ tới tổ trưởng lúc này đây thế nhưng đột nhiên nổi điên cũng không hiểu được là ăn cái gì thương dược chu quần không cao hứng tổ trưởng cũng không cao hứng a à, hắn bị văn phòng chủ nhiệm kêu lên đi phê bình một hồi văn phòng chủ nhiệm bên kia cũng sinh khí a à, hắn bị phó xưởng trưởng kêu lên đi phê bình một hồi cho nên chu lý thị này một cái kiêu ngạo này một chuỗi người đều ăn liên lụy ai có thể cao hứng tổ trưởng cả giận nói ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ngươi có biết hay không là ngươi liên lụy ta mẹ ngươi dáng vẻ kia ngươi làm nhi tử như thế nào liền không thể hảo hảo nói một câu này nhắc tới mẹ nó chu quần trong lòng nhảy dựng tuy rằng hắn biết mẹ nó ngày thường chính là kiêu ngạo ương ngạnh chính hắn đều thường xuyên dùng mẹ nó làm dao nhỏ tới đối phó cái này nhằm vào cái kia nhưng là thật đúng là không nghĩ tới mẹ nó thế nhưng có thể làm đến nhà máy đều liên lụy đến ta mẹ này có phải hay không hiểu lầm ta mẹ một gia đình phụ nữ nàng kỳ thật không hiểu được như vậy nhiều sự tình nàng còn chưa nói xong đã bị đánh gãy mẹ ngươi không hiểu ta xem mẹ ngươi là thực đã hiểu này đều hiểu đoạt phòng ở thật là biết cái gì là thứ tốt a à? không biết xấu hổ ngươi có biết hay không chúng ta nhà máy từ kim lăng mời tới sư phụ già làm chỉ đạo nhân gia sư phụ già ngàn dặm xa xôi chạy tới không cần cầu đãi ngộ cũng không yêu cầu nhà ở trong xưởng vì chiếu cố lão nhân gia cấp chỗ ở an trí ở các ngươi trong viện mẹ ngươi thế nhưng muốn cướp nhân gia phòng ở còn nói không cho nàng liền treo cổ ở nhân gia cửa như thế nào người nhà ngươi là thổ phỉ sao theo ta biết kia một mảnh nhi tứ hợp viện đều là thuộc về trong xưởng đi trong xưởng phân cho ai còn phải mẹ ngươi phê chuẩn nhà ngươi mặc như thế nào lớn như vậy đâu chu quần a à, chu quần mẹ ngươi chính là kiêu ngạo thực không chỉ có mắng cái này hù dọa cái kia, còn chỉ vào nhân gia trương phó xưởng trưởng cái mũi mắng chửi người, còn nói muốn cho ngươi thu thập hắn đâu, hắn nói tới đây, chính mình đều cảm thấy này nàng nương quá buồn cười. Tuy rằng chu quần kỹ thuật thượng xác thật không tồi, nhưng là cũng chính là một cái bình thường công nhân, chu quần mẹ nó thật đúng là tự mình cảm giác tốt đẹp, thế nhưng cảm thấy chu quần một giây đều có thể giáo huấn phó xưởng trưởng, đây là cái gì tinh thần, chu quần nghe đến mấy cái này, đầu óc ông một tiếng, cả người đều lay động lên hắn nói ta mẹ ta mẹ mẹ ngươi cái gì mẹ ngươi mẹ ngươi làm xưởng bảo vệ khoa trảo đã trở lại nàng đây chính là cường đoạt của công tổ trưởng nói tới đây cũng đồng tình khởi chu quần hắn nói nghe nói mẹ ngươi còn mắng bảo vệ khoa nói bọn họ là trong cửa cẩu có câu nói tổ trưởng chưa nói nhưng là mặc kệ là tổ trưởng vẫn là chu quần vẫn là cửa ghé vào hành lang nghe lén một đám người mọi người đều minh bạch sau này chu quần a đó là không thể có một chút sai, nhưng phàm là có một chút. Khi bảo vệ khoa liền không thể tính, tuy nói chuyện này nhi là chu quần hắn lão nương chọc họa, nhưng là ai làm chu quần là con của hắn đâu, có đôi khi không phải nói không phải ngươi làm, đại gia liền tính, chính mình lão nương chọc họa, chu quần là khóc lóc cũng đến đem cái này quả đắng nuốt mất, chu quần đỡ cái bàn, dùng sức đè lại chính mình huyệt thái dương, nói, ta mẹ. Mắng người, thượng đến xưởng trưởng, hạ đến bảo vệ khoa, mẹ ngươi đều mắng, nàng như thế nào liền như vậy kiêu ngạo đâu, Chu quần thật sâu hút khí hơi thở, người còn ở bảo vệ khoa, ở đâu. Tổ trưởng lúc này cũng không mắng chửi người, hắn vỗ vỗ cái này kẻ đáng thương bả vai, nói, ngươi qua đi nhìn xem đi. Bảo vệ khoa khẳng định không thể dễ dàng tính, Chu quần đầu óc ong ong, nhưng là rồi lại không thể mặc kệ mẹ nó, nếu hắn mặc kệ mẹ nó, chỉ có thể đưa tới càng nhiều kinh bỉ, cho nên hắn chỉ có thể quản, cần thiết quản. Lúc này Khương Lô cũng vội vàng chạy tới, kêu: "Chu Quần, mẹ nàng gây họa, nàng làm con dâu, nhưng thật ra không như thế nào bị liên lụy, nhưng là này đồn đãi tự nhiên cũng là truyền tới nàng bên lỗ tai." Khương Lô phản ứng đầu tiên không phải lo lắng, mà là âm thầm vui sướng, "Cái này ác bà bà, sớm nên chịu điểm giáo huấn, hiện tại thật là quá xứng đáng, thật là đại khoái nhân tâm, làm nàng cả ngày khắc nghiệt chính mình, hiện tại là ông trời có mắt, xứng đáng đến cực điểm." Khương Lô trong lòng cao hứng không được, nhưng là mặt thượng lại muốn làm bộ quan tâm, nói chút giống thật mà là giả nói, bất quá thực mau, nàng lại thiệt tình lo lắng lên. Nàng không để bụng nàng bà bà như thế nào, nàng để ý chính là Chu Quần có thể hay không thương tâm, nếu Chu Quần thương tâm, khi nàng còn không bằng đã chết, đúng là bởi vậy, nàng bay nhanh chạy tới, liền tưởng an ủi một chút chính mình nam nhân, Chu Quần, đi, đi bảo vệ khoa hiện tại bảo vệ khoa cùng 10 năm sau sau xưởng bảo vệ khoa không giống nhau, nếu là 10 năm sau sau, vài thập niên sau, như vậy chính là bình thường bảo an mà thôi, nhưng là hiện tại cái này thời kỳ, các nhà máy bảo vệ khoa, đó là cùng đồn công an không sai biệt lắm chức năng, rất nhiều tương quan sự tình, đề cập đến trong xưởng, cũng đều là xưởng bảo vệ khoa tới xử lý, giống như là lúc này đây, tuy nói chu lý thì không phải nhà máy người, nhưng là bọn họ đại viện là xưởng máy móc người nhà viện mà phân cho Lam Tứ Hải Phòng ở nguyên lai tương ứng quyền cũng là nhà máy. Đồng thời, Chu Quần cùng Khương Lô lại là trong xưởng công nhân viên chức, này đương nhiên chính là nhà máy bảo vệ khoa tới xử lý. Nếu không nói rất nhiều năm sau có người hồi tưởng khởi năm đó đại quốc xí thời gian, cảm thán lúc ấy nhà máy thật là mọi người hết thảy, hết thảy ăn uống tiêu tiểu, nhà máy bên này đều có có thể đối ứng địa phương. Cũng đúng là bởi vậy, lập tức cương triều tiến đến thời điểm, có chút ở nhà máy công tác vài thập niên người lập tức liền chịu không nổi bất quá đây đều là mười mấy hai mươi năm sau chuyện này hiện tại bọn họ nơi này vẫn là thập phần rực rỡ đại quốc xí chu quần khí tâm can phổi đều rung nhưng là rồi lại không thể quản chính mình cái kia gây chuyện nhi không nháy mắt lão nương chu quần ở trong xưởng nhân duyên không tính đặc biệt hảo hắn xem như kỹ thuật tiến bộ tương đối mau công tác lại sớm tuổi nghề trường cho nên cấp bậc thăng cũng mau kiếm được nhiều có thể nói kêu một tiếng thanh niên tài tuấn cũng là không quá phận đúng là bởi vậy hắn xem người khác nhiều ít có vài phần kinh thường cái này niên đại người tuy rằng thuần phát nhưng là lại không ngốc hắn không đem người khác đương hồi sự nhi nhân gia tự nhiên sẽ không đem hắn đương hồi sự nhi thường xuyên qua lại như thế hắn ở trong xưởng liền không tính thực bác diện linh lung nhưng thật ra khương lô túng chặt chu quần nói chúng ta không thể tay không bằng không nhân gia sẽ không cho chúng ta mặt mũi chu quần sắc mặt biến đổi cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi nói ta trong ngăn kéo có một cái hoa tử hắn đi mà quay lại thực mau lại lần nữa hướng bảo vệ khoa đi đến chu quần lãnh tức phụ nhi đi bảo vệ khoa vừa vào cửa liền nghe được hắn lão nương chu lên thanh lúc này đây chu lý thị đảo không phải kiêu ngạo chu lên mà là sợ hãi chu lên nàng nơi nào tưởng được đến này bảo vệ khoa thế nhưng sẽ trảo nàng lão thái thái cả đời tuy rằng không làm gì chuyện tốt nhưng là cũng chưa đi đến quá bảo vệ khoa a năm đó nàng cũng là ở trong xưởng đi làm một đoạn nhật tử, lúc ấy nàng nam nhân ở trong xưởng bởi vì ngoài ý muốn đi rồi, nàng là chính mình tới đón bang, bất quá không làm mấy năm, nhà hắn tiểu tử 14 tuổi liền nhận ca, nàng cũng liền một lần nữa làm về nhà đình bà chủ, cho nên chu Lý Thị đối nhà máy là quen thuộc, nhưng là lại là xa lạ, quen thuộc là bởi vì nàng thật sự ở bên này đã làm công nhân, xa lạ là bởi vì đã rời đi 15-6 năm. Này một hai năm đều có biến hóa, Càng đừng nói 15 6 năm, chính là lại có biến hóa, nàng cũng hiểu được chính mình đây là gây chuyện nhi, bảo vệ khoa a. Khi chính là có thể bắt người, đừng nhìn nàng mắng trong cửa cẩu mắng hoang, đó là cảm thấy nhân gia không dám đối nàng làm gì, nhưng là hiện tại lại là thật sự dọa đều đái trong quần, nàng bị nhốt ở một cái đơn độc phòng, ngao ngao kêu to, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào kêu to, cũng chưa người lý nàng, bởi vì nàng lúc trước còn động thủ cào người bởi vậy một bàn tay bị khảo ở noãn khí cái ống thường, bảo vệ khoa làm việc nhi đều có tiểu kỹ xảo, nàng loại người này, tuy rằng nói là đoạt phòng ở, nhưng là ngươi muốn nói nàng đoạt thành công vẫn là cái đại sự nhi, hiện tại không có đoạt thành công, khẳng định cuối cùng cũng chính là phê bình giáo dục, nhưng là nàng lại là mắng chửi người lại là muốn động thủ, bảo vệ khoa cũng không phải ăn chay, đây là nói rõ cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, liền nói cái này nướng ở noãn khí cái ống thường, liền có chú ý vị trí cao một chút, làm nàng lót chân vừa lúc có thể đến mà, nhưng là tưởng vững vàng trạm lại không thể. Như vậy là thập phần bị tội, đặc biệt là nàng tuổi này, kháng một đêm phải lột da, nhân gia đều không cần đối nàng làm gì, liền như vậy tiểu địa phương lăn lộn nàng, liền đủ nàng uống một hồ, hiện tại bảo vệ khoa liền như vậy đối phó nàng, chu lý thị trừ bỏ sợ hãi ngao ngao kêu, cũng là thật sự thập phần khó chịu, nàng quan thấy phòng ở dụ hoặc, nhưng là lại không tưởng, chính mình dựa vào cái gì? Chu quần lại đây nghe được con mẹ nó tiếng kêu, trong mắt tức giận chợt lóe mà qua. Bất quá cứ như vậy, cũng muốn bồi tiểu tâm trước cấp bảo vệ khoa nhận lỗi, bảo vệ khoa cũng không khách khí, nói, "Chu khoa điện công a, à, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ngươi lão nương đều nói, muốn cho ngươi giáo huấn chúng ta đâu, muốn đem chúng ta đều khai trừ đâu, này cho chúng ta dọa a, à, thật đúng là không dám tùy tiện cùng ngươi lớn tiếng nói chuyện." Chu quần Lý trưởng khoa ngươi ngàn vạn đừng nghe ta mẹ nói hô nói vượng, ta mẹ người này chính là không văn hóa lão phụ nữ, một chút đạo lý cũng không hiểu, lần này cho ngài thêm phiền toái, ta thật là phá lệ ngượng ngùng. Hắn nhìn về phía Khương Lô, Khương Lô lập tức móc ra một cái yên, nói, một chút tâm ý, Lý trưởng khoa ngắm liếc mắt một cái, thầm nghĩ này chu quần nhưng thật ra bỏ được bỏ vốn, đây chính là hoa tử đâu, bọn họ xưởng trưởng mới trừ thượng, bọn họ giống nhau có thể tưởng tượng cũng đừng nghĩ tới cái đại trước môn nhi liền không tồi, không thể không nói, chu quần tuy rằng cùng người chỗ giống nhau, nhưng là cũng là cái thức thời. Hắn cái này tay hung ác, lý trưởng khoa sắc mặt lập tức hảo không ít, rốt cuộc, cũng không phải hắn trực tiếp qua đi bị mắng trong cửa cẩu, nếu lão đệ có tâm, ta cũng không khách khí, bất quá có một số việc nhi chúng ta đến nói rõ ràng, bằng không ta chính là không dám muốn ngươi đồ vật, ngài nói ngài nói, ngài cấp huynh đệ chỉ con đường, ta cũng không nghĩ sự tình nháo đến quá khó coi, ta mẹ cái này, nàng thật là lão hồ đồ. Chu quần vì bình chuyện này, chỉ có thể nói như vậy, đương nhiên trong lòng càng là nghĩ như vậy, không cho ngài bạch chỉ điểm, mẹ ngươi liền phó xưởng trưởng đều mắng, chúng ta một chút tỏ vẻ cũng không có, nhân gia cũng không thể vui. Thế nào hôm nay cũng đến quan cả đêm, đây là ít nhất. Ai tới cầu tình cũng chưa dùng, mặt khác, ngươi đến đi theo nhân gia lam tứ hải lão đồng chí nói lời xin lỗi bên kia tiếp nhận rồi xin lỗi chúng ta bên này mới hảo có cái cách nói thả người bằng không chúng ta sao có thể tùy tiện làm như vậy còn có ha nhạc phụ ngươi không phải cùng phó xưởng trưởng đều nhận thức tìm hắn nói cái tình đi bằng không sau này phó xưởng trưởng đối với ngươi có ý kiến ngươi nhưng không hảo hướng lên trên đi rồi còn gặp nạn đến là về sau về sau ngươi nhưng quản được mẹ ngươi đi ngươi lại mặc kệ hảo nàng, nàng không chừng phải cho ngươi chọc bao lớn phiền toái, hôm nay khiến cho nàng ở chỗ này một đêm, cũng coi như là ăn chút giáo huấn, lão nhân gia ăn chút giáo huấn không phải chuyện xấu nhi. Tỉnh về sau ở Phạm Hồ Đồ, Chu Quần, cảm ơn, thật là cảm ơn Lý trưởng khoa đề điểm, này một cái hoa tử uy lực, đó là rất lớn a, à, hắn cảm thán, ngài yên tâm, ta nhất định xem trọng ta mẹ, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy nhi. Lý trưởng khoa gật gật đầu, nói, kia lại đưa tặng ngươi một tin tức đi làm tứ hải lão đồng chí là phòng y tế trang trí hi hắn tức phụ nhi ông ngoại rốt cuộc cũng là thân thích ngươi qua đi phàn phàn giao tình lão nhân gia nói không chừng liền tính các ngươi không phải một cái viện nhi không khó nói lời nói đi chu quần lập tức gật đầu nhà hắn thân thích như vậy vừa nói liền minh bạch vì cái gì lão nhân này là chuyên môn bị mời đến sư phụ già còn phân phối đến bọn họ sân tiểu phòng cảm tình nhi là bởi vì cùng trang gia có thân thích quan hệ hắn lập tức, chuyện này nhi ta hiểu được, đa tạ lão ca. Lão ca lại mua cái uống rượu vừa uống, hắn tắt qua đi hai trương đại đoàn kết, tâm đang nhỏ máu, nhưng là lại không thể không hoa cái này tiền. Chu quần cùng Khương Lô cùng nhau từ trong phòng đi ra, xem cũng chưa đi xem hắn lão nương liếc mắt một cái, loại này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều lão thùng cơm, hắn liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem. Chu quần kéo lại Khương Lô tay, đi đến trong một góc nói, tiểu Lô, lần này ngươi đến giúp ta, Khương Lô vội vàng nói, ngươi nói, Chu Quần, ngươi lập tức xin nghỉ, đi tìm ngươi ba, làm ngươi ba đêm nay ước trương phó xưởng trưởng ăn cơm, chúng ta tới tiếp khách, nhất định phải hảo hảo nói lời xin lỗi, bằng không ngươi xem ta còn nơi nào có thể có tiền đồ. Ta nếu không có tiền đồ, ngươi còn có cái gì ngày lành? Vì chúng ta tương lai, ngươi đi ngươi ba bên kia sử điểm kính nhi, biết không, Khương Lô lập tức, lời này còn dùng ngươi nói đều là ta nên làm, ngươi nếu là cầu ta, mới là cùng ta ngoại đạo, ta chính là người một nhà, ta vì ngươi làm cái gì đều không quá. Khi mẹ, chu quần, làm nàng ở chỗ này ăn chút giáo huấn đi, tỉnh cả ngày lơ mơ, còn tưởng rằng xưởng lãnh đạo là trong viện người đâu, theo nàng nháo từ nàng, ta xem chuyện này liền oán bạch phấn đấu. Nếu không phải phía trước mẹ ngoa bạch phấn đấu vài lần thành công, nàng cũng không đến mức giống hiện tại như vậy lơ mơ không đàng hoàng đều là bạch phấn đấu quán, Khương Lô gật đầu tán đồng, căm giận nói, cái này bạch phấn đấu chính là bất an hảo tâm, xứng đáng hắn tìm không thấy tức phụ nhi, Chu quần, ngươi đi đem, ta đi về trước, châm trước một chút nói như thế nào lại đi tìm trang trí hy, tìm là nhất định phải tìm, nhưng là lời này muốn nói như vậy, hắn đến suy nghĩ một chút. Hắn chính là trong viện nhất có tiền đồ trẻ trung một thế hệ. Này mặt mũi cũng không thể ném, tốt nhất tưởng cái biện pháp làm trang trí chí hy chính mình chủ động mở miệng hỗ trợ, này không phải hắn hẳn là, rốt cuộc chuyện này cũng cùng nhà hắn có quan hệ, cũng là vì nhà hắn lên, chu quần như vậy nghĩ, dơ dơ lên cầm, cảm thấy bọn họ trong viện những người này, thật là một đám đều ghen ghét hắn, tính kế hắn, bất an hảo tâm, được rồi, ngươi đi đi, hảo, hai vợ chồng đường ai nấy đi, chu quần nhìn khương lô bóng dáng, lại nghĩ đến cái kia đưa ra đi hoa tử, thật là đau lòng muốn chết khi chính là hắn cha vợ loại này cung tiêu xả một tay mới có thể làm đến a à, nếu không phải khương lô về nhà càng quấy muốn nhưng lạc không đến trong tay của hắn kết quả liền như vậy bạch bạch cho người cái này tiền mẹ nó cần thiết muốn ra cái này lão bất tử lại vô dụng chu quần hận nghiến răng nghiến lợi hận bạch phấn đấu mỗi lần đều bị ngoa thành công cổ vũ con mẹ nó khí thế mới làm mẹ nó không bốn sáu cũng hận trang trí hy nhà bọn họ không nói tình cảm một lời không hợp liền dọn xưởng trưởng liền cho rằng nhà hắn có cái lợi hại thân thích. Hỗn đảng, hắn cũng hận lý trưởng khoa cái lòng tham không đấy, một cái nho nhỏ bảo vệ khoa trưởng khoa, thế nhưng liền hoa tử đều dám muốn, cũng không xem hắn như vậy chân đất xuất thân xứng trừ cái này thứ tốt sao, hắn thần sắc âm tình bất định, hòa hoãn đã lâu, lại lấy ra một bộ bình tĩnh gương mặt, lúc này mới về tới văn phòng, chẳng qua này như thế nào có thể làm trang trí hy chủ động mở miệng, nhưng thật ra suy nghĩ thật lâu cũng không có nguyên cớ. Trang Chí Hy không phải trong viện những người khác, tiểu tử này không thấy con thỏ không rải ưng, hắn cũng biết Trang Chí Hy không hảo sống chung, thường xuyên qua lại, mắt thấy liền phải tan tầm, hắn chạy nhanh đi phòng y tế. Này không, đang muốn tan tầm Trang Chí Hy đã bị Chu Quần ngăn chặn. Trang Chí Hy ở trong xưởng tin tức cũng là thực linh thông, lại nói hiện tại chuyện này truyền ồn ào huyên náo, trong xưởng người đều đã biết, Trang Chí Hy không biết mới kỳ quái. Hắn cười như không cười nhìn Chu Quần, nói chu ca ngươi này như thế nào lại đây? Thường lui tới ở trong xưởng nhưng nhìn không thấy ngươi, ngày thường phòng y tế có cái cái gì mạch điện vấn đề muốn tìm chu quần, khi đều là muốn một tầng một tầng đánh báo cáo, chưa từng có kịp thời thời điểm, kỳ thật nếu quan hệ có thể cũng không cần như vậy phức tạp. Như là phân xưởng bên kia, bởi vì tương đối quan trọng, chưa từng có một lần là đi chính quy trình tự quá khứ, đều là mỗi lần một có vấn đề liền lập tức đến nhưng là bọn họ phòng y tế không quan trọng, không như vậy đãi ngộ. Giống nhau lại đây cũng không phải chu quần như vậy thất cấp khoa điện công, đều là học trò, cho nên đại gia đối chu quần cũng hoàn toàn không nhiệt tình. Đừng nhìn chu quần cùng hắn trang trí hy là một cái sân, nhưng là nhưng không cái kia mặt mũi, chu quần mặt không đổi sắc, hắn nói, ngươi này liền tan tầm. Này không phải mới vừa đánh linh, hắn tưởng ở công tác không nghiêm túc thượng đắn đo một chút trang trí hy, làm hắn sợ chính mình. Trang trí Hy mỉm cười, nói, lời này làm ngươi cấp nói, đánh linh chính là tan tầm, không dưới ban lưu tại đơn vị, chẳng lẽ là muốn lãng phí đơn vị tài nguyên, nếu không phải làm ngươi đánh linh liền tan tầm, kia còn đánh linh làm gì? Trực tiếp làm 24 giờ được, nếu là muốn tan tầm, như vậy đã nói lên lao động nhân dân là yêu cầu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mới có thể càng tốt vì nhân dân phục vụ. Trang trí hy mặt kệ nói cái gì đều mang theo cười mặt, hắn nói, chu ca, ngươi không đi a à. Chu Quần không bắt chẹt, nhấp môi, nói, ta tìm ngươi có chút việc nhi. Hắn nói, chúng ta đơn độc tán gẫu một chút, trang trí hy, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, ta tan tầm không chạy nhanh về nhà, ta tức phụ nhi nên hoài nghi ta ở bên ngoài lêu lỏng, ta cũng không phải là người như vậy, đúng rồi Chu ca, ngươi ngày thường về nhà như vậy vãng, đều ở đơn vị vội cái gì a? À? Cái này ban cũng không có khoa điện công việc a, à? hắn khinh phiêu phiêu hỏi ra tới. Cái này làm cho Chu Quần trong lòng rung lên, bất quá lão trộm tanh người, thực mau liền sắc mặt như thường, hắn nói, ta bên này luôn là muốn tra thiếu bổ lậu, cùng các ngươi phòng y tế không giống nhau, trang trí hy thật dài nha một tiếng, nói, như vậy a, à, ta còn tưởng rằng Chu ca tan tầm sinh hoạt cũng phong phú đâu, không phải lời nói có ẩn ý đắn đo người sao, đương ai chẳng biết a? À. chương 40 lông gà vỏ tỏi, tác giả, hương tô lật, trang trí hy trong lòng chướng mắt Chu Quần bất quá hắn cũng không phải là cái loại này sẽ nói thẳng ra tới người ngược lại là so chu quần còn có thể đông xả tây xả xả đến chu quần đau đầu đến cuối cùng nhưng thật ra hắn chủ động nói ra tiểu trang ta mẹ cùng ngươi tức phụ nhi ông ngoại có chút hiểu lầm nhưng là oan gia nên giải không nên kết chúng ta đều là một cái trong viện ở có phải hay không cũng không cần phải quá so đo trang trí hy cười nói ngươi nói rất đúng ngươi nói ngươi ta nên sao tích còn sao mà chu quần vừa nghe trong lòng cao hứng nói ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi kỳ thật cũng không có gì ghê gớm chuyện này hoàn toàn không cần phải kinh động trong xưởng ngươi nói đúng đi không bằng ngươi liền khuyên một khuyên lão nhân gia chủ động cùng trong xưởng nói là hắn chuyện bé xé ra to hiểu lầm ta mẹ người này nhưng thật ra càng nói càng không biết xấu hổ trang trí hi còn cười đâu hắn nói nga nguyên lai like chu ca là như vậy tưởng a à. trang trí hi vô tội nhướng mày nói Chu ca, ngươi xem chúng ta đều một cái viện ở 20 năm sau, kia thật đúng là thật thật tại tại hàng xóm, Chu đại mụ cả ngày tác quay tác phúc so địa chủ còn tàn nhẫn, chúng ta đều không cùng nàng chấp nhặt, nhưng là ta cũng không thể trợn mắt nói dối đi. Ta chính là cái người thành thật, ngươi nếu là như vậy cùng ta nói, ta nhưng một chút cũng không thể nói, chúng ta tiểu bối nhi sao có thể ngổ nghịch lão nhân. Lại nói ngươi xem chuyện này trong xưởng đều có chính mình cách nói ngươi hiện tại là nghi ngờ trong xưởng cách nói a à. chu ca đừng trách đệ đệ nói ngươi ha ngươi hiện tại thật là kiêu ngạo a à. như thế nào liền xưởng lãnh đạo đều không bỏ ở trong mắt ta hiểu được ngươi là kỹ thuật cao thủ chu đại mụ lại là đường phố một bá nhưng là chúng ta nhưng đều là lao động nhân dân như vậy không tốt đi ngươi chu quần không nghĩ tới trang trí hy hoàn toàn không cho mặt mũi hơn nữa là một cái thực thích cho người khác thượng cương thượng tuyến người là thực minh bạch trang trí hy ý tứ trong lời nói, hắn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nói, ngươi cũng đừng nói, cái gì địa chủ, cái gì đường phố một bá, lời này cũng không thể tùy tiện nói, trang trí hy gật đầu, đúng vậy, không thể tùy tiện nói, nhưng là chu đại mụ cũng đừng làm a à, này đoạt phòng ở, kia không phải hoàng thế nhân làm chuyện này, chu quần càng khí, hắn thật sâu hút khí hơi thở, ta mẹ không hiểu chuyện nhi lại nói cái kia phòng ở thả thật nhiều năm ta mẹ vẫn luôn cảm thấy cái kia phòng ở là nhà của chúng ta trang trí hy ta còn cảm thấy xưởng máy móc là của ta nhân gia cũng không cho ta a à. trang trí hy người này chính là như vậy chính là nói như vậy người cũng không giận còn có thể mang theo cười hắn nói chu ca ngươi xem này một mã là một mã mẹ ngươi không làm người chúng ta không oán ngươi biết ngươi cũng quản không đến mẹ ngươi rốt cuộc ngươi là cái tiểu bối nhi chúng ta nên như thế nào chỗ vẫn là như thế nào chỗ nhưng là trưởng bối gì dạng quyết định chúng ta cũng đừng quá trộn lẫn nơi nào giống lời nói a à, lại nói ngươi xem ta cũng chưa về nhà chỉ là nghe nói liền cảm thấy mẹ ngươi thật là quá không đơn giản hoàng thế nhân đoạt hỷ nhi mẹ ngươi đoạt phòng ở vừa thấy thật đúng là bạch mau nữ xem nhiều đều học xong đến không được thật là đến không được trang trí hy không tức giận bộ dáng làm chu quần càng tức giận này cho nhau có điểm tiểu không đối phó như vậy là nhất bực bội ngươi khí không được nhưng là đối phương lại không hề phản ứng này nhiều ít là làm nhân tâm oán hận hắn nói vậy ngươi là không chịu hỗ trợ hắn lãnh hạ thanh âm trang trí hy buồn bực thực hỗ trợ chu ca ngươi nói cái gì a à? ngươi cũng không để làm ta hỗ trợ chuyện này a à? như thế nào đột nhiên xả đến hỗ trợ thượng a à, ngươi không phải là nói làm ta đi thuyết phục lão nhân thừa nhận sai lầm đi không phải đâu không phải đâu chu ca ngươi không phải như vậy đổi trắng thay đen đi chu quần lạnh mặt trang trí hy an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ta biết chu đại mụ chuyện này làm không hảo cho ngươi mất mặt ngươi cũng đừng quá khổ sở chu quần khí ác càng thấp trang trí hy đồng tình nhìn chu quần nói chu ca ngươi nếu trong lòng khó chịu liền cùng đệ đệ nói nói đừng nghẹn ở trong lòng người này nếu là nghẹn ở trong lòng lâu rồi là thực dễ dàng nghẹn mắc lỗi tuổi còn trẻ nhưng đừng bởi vì chuyện này như tức điên thân mình chu quần nghiến răng nghiến lợi nói ta không cần ngươi lo lắng ngươi quản hảo tự mình đi trang trí hy mỉm cười cảm ơn chu ca quan hệ ngay sau đó lại nói chu ca ngươi thật sự không cần cùng ta thấy ngoại ha ngươi nếu là nghẹn khó chịu chúng ta liền uống một chén chỉ cần ngươi tính tiền ta cùng ngươi uống cái địa lão thiên hoa, chu quần còn không có gặp qua như vậy da mặt dày người hắn đều như vậy sinh khí hắn còn có thể nói đi xuống còn muốn cho hắn mời khách làm cái gì mộng đẹp đâu bọn họ trong viện người hắn chính là chưa bao giờ thỉnh lại không thể cho hắn gia tăng cái gì thêm vào tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu nhưng phàm là dùng không đến người hắn là sẽ không trả giá một chút chu ca trong xưởng xử lý như thế nào nhà ngươi hoàng thế nhân a ngươi cùng ta nói nói bái ta này còn không biết càng nhiều tình huống đâu tất cả đều là nghe nói này tin tức a vẫn là trực tiếp chuẩn xác chút ngươi xem truyền đến truyền đi ta dù sao liền nhớ kỹ mẹ ngươi là hoàng thế nhân chu quần rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói ngươi đừng nói hoàng thế nhân cái gì hoàng thế nhân có cái gì hoàng thế nhân ngươi câm miệng cho ta đi trang trí hy ủy quốc ba ba ngươi sao còn phát hỏa đâu này không phải toàn xưởng đều như vậy truyền sao ta hiểu được ngươi bởi vì ngươi mẹ nó sự tình tâm tình không tốt nhưng là ngươi cũng không thể lấy ta xì hơi a à. lại nói khí đại thương thân ngươi xem đều ở tại một cái viện nhi, ngươi nhưng đừng tức giận ra cái tốt xấu. Ta nghe chúng ta phòng y tế đại tỷ nói, người là thật dễ dàng khí ra, đủ rồi, chu quần người này thật là độ lượng tiểu A, bị chọc tức sắc mặt một mảnh hắc, hắn nhưng thật ra không hề phong độ, trực tiếp vất tay áo bỏ đi, người này vừa chuyển đầu sải bước rời đi, trang trí hy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn hắn bóng dáng, nhún nhún vai, rất là vô tội, người này thật là, quá lòng dạ hẹp hòi A. Hắn lại không nói gì thêm thực quá mức, liền này, hắn còn không có khai đại đâu, lúc này vừa lúc gặp được tan tầm chậm trễ trong chốc lát Dương Lập Tân, Dương Lập Tân tò mò xem hắn, người hôm nay sao đi như vậy vãng, người hôm nay sao đi như vậy vãng, hai người trăm miệng một lời, trang trí hy ngay sau đó bật cười, nói, này không phải bị chu quần ca cuốn lên sao? Hắn tới tìm ta, lại không cao hứng rời đi, thật là tính tình kém, Dương Lập Tân lập tức truy vấn, hắn tìm ngươi làm gì? Là vì con mẹ nó chuyện này sao? Mẹ nó thật là xứng đáng A, à, làm nàng ở trong viện khoe khoang, hiện tại hảo, gặp báo ứng, cho nên nói không phải không báo thời điểm chưa tới A. À. Dương Lập Tân là cực kỳ chán ghét Chu Lý Thị, bởi vì Dương Lập Tân là kén rễ tới cửa, ngay cả nhi tử đều không thể cùng chính mình họ. Tuy rằng mặt thượng hắn chưa nói cái gì, nhưng là Chu Lý Thị cả ngày bên ngoài thượng sau lưng nói hắn là cái ăn cơm mềm nam nhân, này liền làm hắn thập phần không cao hứng. Nếu không nói chu lý thì người này là thực có thể nhận người phiền đâu, nàng là chuyên môn hướng nhân gia tâm qua thượng chọc, này lão bất tử, lần này còn không lột da, trang trí hy, hẳn là không đến mức đi, hắn mang theo vài phần phỏng đoán nói, chu quần ca cũng là có điểm phương pháp, ta nghe nói Khương Lô tỷ buổi chiều không đi làm, đánh giá nếu là cho hắn chạy quan hệ đi đi, trang trí hy nói, ngươi đâu? Hôm nay đi nhưng thật ra rất vãn, các ngươi nhà ăn không phải nửa buổi chiều lúc sau liền không có việc gì sao? dương lập tân xưởng lãnh đạo có chiêu đãi ta ở đâu bị đồ ăn trang trí hy kia không cần chờ bọn họ ăn xong a à. dương lập tân cười không cần đầu bếp nhi ở là được chúng ta giúp việc bếp nút nhi không cần hắn hiển nhiên là đúng xưởng trưởng mở tiệc chiêu đãi ai chuyện này không có hứng thú rốt cuộc làm trong xưởng đầu bếp tình huống như vậy nhiều đi thấy nhiều không trách hắn nhưng thật ra khá tò mò hôm nay đã xảy ra cái gì hắn tới gần trang trí hy hạ giọng lão đệ ngươi cùng ta nói nói hôm nay cái này là chuyện như thế nào, trang trí hy buông tay, nói, không biết, hắn chân thành nói, ta ngày này đều ở đơn vị không về nhà a, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dù sao chính là nghe nói chu quần mẹ nó đoạt người phòng ở, nhục mà xưởng trưởng còn có bảo vệ khoa, bị bắt lại, hắn nhưng không giả dối, tin vỉa hè, tất cả đều là tin vỉa hè, khi chu quần vừa rồi, trang trí hy lời lẽ chính đáng, ai biết hắn như thế nào đâu, nói năng lộn xộn, tức muốn học máu, đại khái là làm chu đại mũ khí đi rốt cuộc hắn cũng coi như là trong xưởng có điểm hiệu năng lực tân một thế hệ kết quả quán thượng như vậy cái mẹ tạm dừng một chút hắn nghĩ nghĩ nói ta phỏng chừng đêm nay nhà ăn thỉnh chính là chu quần dương lập tân đôi mắt trừng khiếp sợ mặt nói kia sao khả năng không có khả năng trang trí hy cười như thế nào không có khả năng hắn vừa rồi chính là trở về đi nhân gia chu quần ca cùng chúng ta không giống nhau nhân gia chính là có một cái bác diện linh lung có khả năng cha vợ, nói không chừng là cùng nhau ăn một bữa cơm hòa hoãn một chút quan hệ đâu. Dương Lập Tân hơi hơi nhíu mày, hơn nửa ngày, nói, nếu không, ta trở về nhìn xem, trang trí hy, kia tùy tiện ngươi, ta phải về nhà, lại không trở về nhà ta tức phụ nhi nên ra tới tìm ta. Dương Lập Tân khóe miệng run rẩy một chút, mới không tin đâu, nhưng là liền xem trang trí hy nói cùng chuyện thật nhi giống nhau, hắn cũng do dự lên, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là tính, nói, vẫn là về nhà đi, hai người cùng nhau trở lại trong viện, còn đừng nói, trong viện còn rất náo nhiệt, này không dưới ba người đều đã trở lại, không thiếu được tụ ở bên nhau tốt năm tốt ba tán gẫu một chút hôm nay chuyện này, chu Lý Thị không được ưa chuộng, mọi người đều náo nhiệt cùng ăn tết giống nhau, một đám cũng không nóng nảy về nhà, trang trí hy một hồi tới. Liền nhìn đến đại gia động tác nhất trí xem hắn, trang trí hy cười nói, các ngươi chờ ta đâu, nhưng thật ra có điểm tự mình đa tình. Minh Mỹ lập tức lao tới, nhỏ giọng nói, mọi người đều đang đợi Chu Quần cùng Khương Lô trở về đâu, cũng thuận tiện nhìn xem Chu Đại Mụ có trở về hay không tới. Mọi người xem đến trở về chính là Trang Chí Hy còn có Dương Lập Tân, tự nhiên không có hứng thú, này hai người biết đến còn không có bọn họ nhiều đâu, đại gia tiếp tục bá bá bá, Trang Chí Hy còn lại là ngó trái ngó phải, nói, ông ngoại đâu, Minh Mỹ, hắn đi trở về, phòng ở không làm thấu hắn hôm nay dọn không tới nói lên chuyện này minh mỹ vẫn là rất có khí nàng dẫu miệng nói ngươi nói chu đại mụ như thế nào như vậy phiền nhân a à. nàng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi thế nhưng khi dễ ta ông ngoại thật là khi chúng ta không tồn tại a à. trang trí hi chu đại mụ vẫn luôn là như vậy ngươi đều gả lại đây mau hai tháng cũng nên hiểu được người này chính là như vậy minh mỹ hừ một tiếng nói ta xem chính là đại gia cho nàng hòa nhã nhi thế cho nên nàng chính mình đều không biết xấu hổ trang trí hy xoa xoa tức phụ nhi đầu nói không tức giận a à, ta xem ngươi ông ngoại cũng không tất sinh khí ngươi khí cái gì minh mỹ tưởng tượng thật đúng là như vậy cái đạo lý dựa theo nàng bà bà cách nói nàng ông ngoại giống như còn thật không sinh khí càng là không đem chu đại mụ để vào mắt hắn tâm tâm niệm niệm hạng nhất đại sự như thế nhưng là tìm đối tượng cũng là làm nàng mở rộng tầm mắt minh mỹ trảo trảo chính mình đầu tóc nói vậy ngươi ở trong xưởng nghe nói cái gì không có, trang trí hy, mọi người đều là bác quái, rốt cuộc ai cũng không hiểu được là chuyện như thế nào, còn có thể chuyện gì xảy ra. Có người sẽ tặng lễ bái, một người chen vào nói nhi, đây là mới vừa vào cửa bạch phấn đấu, bạch phấn đấu biểu môi nói, nhân gia chu quần có thể là người bình thường. Nhân gia chính là bỏ được đưa hoa tử, ta xem a, à, ngày mai chu đại mụ là có thể đã trở lại. Này không, Buổi tối nhân gia lão nhạc phụ liền tới trong xưởng. Hiện tại còn ở trong xưởng uống đâu, Bạch Phấn Đấu là bảo vệ khoa, biết đến sau người bình thường nhiều không ít đâu, lại nói chuyện này luôn là thông qua bọn họ bảo vệ khoa, Bạch Phấn Đấu tuy rằng không có theo tới chọn đồ vật đoán tương lai bác gái, nhưng là cũng là hỏi thăm tinh tế, này Chu đại mụ, trước sau qua hắn 15 đồng tiền, hắn chính là đều ghi tạc trong lòng đâu, khó được xem Chu đại mụ lần này ăn mệt hắn thật là chỉ hận chính mình ban ngày không có đi theo cùng nhau lại đây phàm là có như vậy một cơ hội hắn khẳng định muốn đè lại cái này lão bất tử lão chủ chứa cấp mấy đá xem nàng còn dám không dám ở hắn bạch phấn đấu trước mặt kiêu ngạo đáng tiếc a à, bất quá cũng không đáng tiếc hiện tại lão chủ chứa ở bảo vệ khoa bị tội đâu chính là đáng giận chu quần thế nhưng còn thành lãnh đạo tòa thượng tân a à, chu quần đều cùng lãnh đạo một bàn nhi hoa tử chu quần vì chuyện này tặng hoa tử đưa cho ai a à? phấn đấu ngươi nhưng đến cùng chúng ta hảo hảo nói nói nếu không nói nhân gia chu quần sẽ cưới vợ đâu ngươi xem có một cái tính một cái cái kia có thể so sánh được với khương lô là cái hiền nội trợ nhân gia chính mình không chỉ có điều kiện hảo còn có thể vì nam nhân lo liệu ai nói không phải a à? khương lô trừ bỏ không thể sinh hài tử khác thật đúng là cũng chưa đến chọn trang trí hy cười trêu chọc phấn đấu ca ngươi là cái gì đều biết a à? này hoa tử ngươi đều đã biết tin tức linh thông a à? quả nhiên chúng ta này bình thường chính là không có các ngươi bảo vệ khoa người tin tức linh thông, ta này nghe cái này truyền lời nhi, cái kia truyền lời nhi, cũng không biết cái nào nói chính là thật sự, bạch phấn đấu đắc ý, cười nói, còn không phải sao. Ta còn bạch ở bảo vệ khoa đợi. Ta biết đến có thể so các ngươi nhiều hơn, hôm nay ta đều nhìn chầm chầm đâu, liền xem chu quần hai vợ chồng sủy cái gì quá khứ, sau lại người vừa ra tới, chúng ta lãnh đạo liền triều thượng hoa tử, không phải bọn họ cấp còn có thể là ai kia hoa tử là người bình thường mua nổi ta xem a à, bảo đảm là chu quần từ hắn cha vợ chỗ nào lấy đừng nhìn chu quần tranh không ít nhưng là cơm mềm giống nhau ăn hương bạch phấn đấu vẫn là thực ghen ghét chu quần đúng là bởi vậy hắn là không chút nào vì chu quần che giấu thật là một khoan khoái cái gì đều nói đại gia nghe xong hai mặt nhìn nhau các có các tâm tư trang trí hy hai vợ chồng cũng ở trong đó trang trí hy cười cười nói kia chu quần ca nhưng thật ra mệnh hảo này cùng lãnh đạo làm một bàn nhi xem ra thực mau là có thể thăng chức đi a à, như thế nào hắn còn có thể dựa vào tư nhân quan hệ thăng chức nhưng không thịnh hành như vậy chính là nếu là dựa tặng lễ chúng ta nhưng không đồng ý cái nào lãnh đạo cũng không thể như vậy làm bạch phấn đấu càng là đỏ mặt tía tai tiểu tử này nhưng thăng không đi lên này nếu là dựa vào quan hệ thăng lên đi chúng ta tìm người đi đúng 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 trong lúc nhất thời đại gia nhưng thật ra không chú ý chu đại mụ ngược lại càng chú ý cái này thăng chức trời biết còn một chút không đáng tin cậy đâu bất quá nhưng thật ra dẫn phát rồi đại gia nhiệt tình sôi nổi nói lên trang trí hy ghé vào một bên rất náo nhiệt thật là xem mắt nhi không sợ chuyện này đại minh mỹ cũng ghé vào một bên nhi nàng ánh mắt cốc phụ ngắm liếc mắt một cái lãnh không chừng liền nhìn đến tô kim lai này tiểu tể tử ở chu gia cửa tham đầu tham não minh mỹ, nàng nhẹ nhàng lôi kéo một chút trang trí hy, trang trí hy liếc mắt một cái liền nhìn đến kia tiểu tử tham đầu tham não, không cần phải nói cũng hiểu được, tiểu tử này nhi khẳng định là không nghẹn hảo, hắn dường như không có việc gì dời đi tầm mắt, không đi nhiều quản, trang trí hy, ngươi trở về liền tán gẫu, trong nhà là một chút cũng trông cậy vào không thượng ngươi. Triệu Quế Hoa ra cửa, trống lên một tiếng, Trang Chí Hy lập tức chạy vắt dò lên cổ, chạy nhanh về nhà, mẹ, ta này không phải liền tới rồi ngài nói làm ta làm gì ngài nói làm ta làm gì liền làm gì triệu quế hoa ngươi làm gì ngươi thời gian này trở về còn có thể làm gì chạy nhanh trở về ăn cơm minh mỹ tặc hề hề tới gần triệu quế hoa nhỏ giọng nói tô kim lai kia tiểu tử đánh giá lại tưởng trộm đồ vật nàng thật đúng là không nghĩ ra này tô gia mẹ chồng nàng dâu hai cái như thế nào liền không biết quảng quảng hài tử đâu hảo hảo hài tử dưỡng thành cái dạng này cả ngày liền nghĩ trộm cắp, làm chính sự nhi không nhìn thấy hắn thân ảnh, này trộm cắp chuyện này, hắn nhưng thật ra tương đương có thiên phú, này vừa nghe nhân gia không ở nhà, lập tức liền động tâm, nhưng thật ra thực sẽ trảo cơ hội, Minh Mỹ biểu môi nhỏ giọng nói, này nếu là trộm, chu gia còn không bảo nổi, trang trí hy dương mắt nhìn về phía tức phụ nhi, nói, kia nhưng không nhất định, Minh Mỹ, ai, nàng nghi hoặc xem thực, trang trí hy nói, Chu gia đây đúng là có việc nhi thời điểm không quá đắc nhân tâm chu quần lần này cùng lãnh đạo cùng nhau ăn cơm lại bị trương dương hắn khẳng định là tưởng điệu thấp nếu thật là như vậy phỏng chừng hắn cũng nhận cái này tài triệu quế hoa cậu không đổi được ăn phân cô kim lai tiểu tử này ở sau này nhân sinh không ngừng lặp lại đi vào ra tới ra tới đi vào giờ trộm châm lớn lên trộm kim hắn dưỡng thành thói quen căn bản không thể sửa triệu quế hoa thịnh cơm nói các ngươi hai cái cũng đừng cả ngày nhìn chằm chằm nhà người khác, kia không phải nhàn. Có thể hay không tiến tới một chút, nói xong cái này lời nói, triệu quế hoa chính mình phục một tiếng bật cười. Trang Chí Hy cùng Minh Mỹ hai mặt nhìn nhau, không hiểu được Triệu Quế Hoa cười cái gì, Triệu Quế Hoa cười xong lại nghiêm mặt, nói, được rồi ăn cơm, mỗi ngày buổi tối ăn cơm, toàn gia luôn là muốn ở trên bàn cơm nhắc mãi một chút hôm nay chuyện này, như là gia đình hội nghị giống nhau. Triệu Quế Hoa liền nói hôm nay chuyện này, nàng một chút cũng bất đồng tình Chu Đại Mụ, tự tìm, nhưng là nàng nhưng thật ra thực trịnh trọng cùng Minh Mỹ nói, ngày khác ngươi hồi một chuyến ngươi ba mẹ bên kia, liền nói ta nói, cho nàng mang cái lời nói nhi, Minh Mỹ, ân ân, ngài nói, Triệu Quế Hoa, chúng ta viện, đầu trâu mặt ngựa không ít, hiện tại bọn họ là không biết ngươi ông ngoại điều kiện không tồi, chờ đã biết, liền không phải có chuyện như vậy nhi, Chu Đại Mụ còn có Tô Đại Mụ, không thiếu được muốn hành động chu đại mụ bên kia ta không lo lắng cái gì ngươi ông ngoại khẳng định là chướng mắt nàng nhưng là tô đại mụ bên kia ngươi đến cùng mẹ ngươi nói rõ ràng này lão thái thái là cái người nào miễn cho mắt mưu nhi ngươi ông ngoại muốn tìm đối tượng chuyện này nhi ta là cảm thấy khá tốt tìm cái thích hợp này hai cái lão chủ chứa cũng không thể đi ngươi ông ngoại chỗ đó chiếm tiện nhi nhưng là lại tìm được thích hợp phía trước ngươi nhất định đến cùng mẹ ngươi nói ly này hai cái lão quả phụ xa một chút, Nga, tiểu quả phụ cũng không được, Minh Mỹ vừa nghe cái này, thật mạnh gật đầu, nói, mẹ ngươi yên tâm, cái này ta hiểu được, bọn họ là người nào, ta này một đôi mắt, hỏa nhãn kim tinh, xem thấu thấu nhi, triệu quế hoa, khi ngày mai không đợi ngươi ăn cơm chiều, Minh Mỹ, thành, mẹ, ngươi ngày mai có việc như sao? Lúc này trang trí viễn nhưng thật ra hỏi lên, triệu quế hoa, không có việc gì, sao ngươi có việc nhi liền nói trang trí viễn kia xe đạp cùng cần câu nhi cho ta dùng bái ta ngày mai đến lượt nghỉ ta muốn đi trên núi câu cá thử xem mấy ngày này hắn nhưng phàm là gặp được cái sẻ câu cá đều phải vất vả cần cù lãnh giáo một phen không chút nào khoác lác hắn hiện tại chính là ngư bức mẹ nó cấp ngư bức mở cửa ngư bức về đến nhà kia tuyệt đối là lý luận thượng người khổng lồ ta cảm thấy ta thành từ đại niên sơ nhị nhà bọn họ mua cần câu còn một con cá cũng không có câu đi lên, trang trí viễn cảm thấy, chính mình là thời điểm lấy ra chân chính thực lực, đánh vỡ cái này trứng ngỗng ký lục, bằng không đều thực xin lỗi nhà hắn bỏ vốn to mua sắm cần câu nhi cùng xe đạp, lấy trang trí viễn đối lão nương hiểu biết, nếu không phải mẹ nó tưởng câu cá phương tiện, khẳng định sẽ không sớm như vậy mua xe đạp. Hắn còn không hiểu biết mẹ nó sao. Sinh hoạt cẩn thận, cho nên trang trí viễn cũng thực sốt ruột, ngày mai cho ta làm hai bánh ngô nhi, ta liền không trở lại lương mỹ phân muốn nói lại thôi chờ mong ngẩng đầu xem nàng nam nhân kêu lên nàng cùng nhau a à. nàng cùng bà bà ở nhà cũng nháo tâm a à. nàng đem việc nhường cho nhà mẹ để đệ đệ đường phố bên kia hiện tại bình thường tốt nghiệp cùng khó khăn hộ đều an bài bất quá tới căn bản sẽ không cho nàng an bài tiểu việc loại này việc chính là khó khăn hộ nàng này không có việc gì làm ở trong nhà cùng bà bà mắt to đối đôi mắt nhỏ người đều phải nghẹn điên lương mỹ phân nhìn nam nhân nhà mình tâm nói nhân gia hai vợ chồng đều có thể cùng nhau ngươi như thế nào liền không thể lôi kéo ta lương mỹ phân nhìn một lần nàng nam nhân lại xem một lần kết quả liền thấy trang chí viễn căn bản hoàn toàn không biết gì cả cùng cái người gỗ dường như nàng trong lòng ỷ khuất hốc mắt đỏ lên lại sợ bị người thấy chạy nhanh cúi đầu lay cơm triệu quế hoa ta cho ngươi làm cái bánh kẹp thịt đi trang chí viễn kinh ngạc nhìn về phía lão nương nói bánh kẹp thịt triệu quế hoa ngày khác ngươi sẽ biết trang trí hy ở một bên lẩm bẩm bất công tử sao không nói cho ta làm a à, ăn lập tức triệu quế hoa ngươi cầm miệng cho ta bới lông tìm vết đúng không hai cái tiểu hài nhi ha 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 trang trí hy làm ra một bộ thực vĩ khuất bộ dáng đáng thương hề hề tới gần minh mỹ nói tức phụ nhi ta mẹ đối với ta như vậy ngươi nhưng đến quan tâm ta minh mỹ chọc hắn không có việc gì ngươi cũng nên đi học học câu cá không học vấn không nghề nghiệp, Trang Chí Hy cảm thấy chính mình thật là ủy khuất, hắn như thế nào liền không học vấn không nghề nghiệp. Hắn cũng có hảo hảo công tác hảo đi. Những người này sao nghĩ như vậy hắn đâu, hắn căm giận cắn một ngụm nhị hợp mặt màng thầu, nói, các ngươi đều khi dễ ta, triệu quế hoa, hừ, ta làm ngươi lưu tâm máy may phiếu, ngươi cấp chưa cho ta lưu tâm, Trang Chí Hy, mẹ, chỗ nào khó sao mau a? À. Trang Chí Viễn kinh ngạc, máy may phiếu mẹ ngươi tưởng mua cái máy may, triệu quế hoa nghĩ đến làm hạ quyết định này thời điểm đại nhi tử không ở nhà, gật đầu, khâu khâu vá vá rất phương tiện, sớm mua cũng có thể sớm dùng tới, không lỗ, trang trí viễn, khi chờ ta cũng lưu ý, toàn gia vô cùng náo nhiệt, trang lão yên nhi nhưng thật ra toàn bộ hành trình không lên tiếng, hắn nhất quán đều không thế nào tỏ thái độ, cơm chiều sau không có việc gì. Triệu Quế Hoa đem hai đối phu thê đều đuổi đi đi chính mình còn lại là lại ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên giường điểm tiền. Đừng nhìn nhà hắn mua xe đạp, ăn cũng so trước kia cường một chút, nhưng là tiền tiết kiệm nhưng thật ra so mới vừa bên trong phân gia thời điểm còn nhiều một chút, nếu không nói muốn phát tài phải lá gan đại, này đầu cơ trục lợi, kiếm chính là rất nhiều đại. Nàng liền bán mấy ngày cá, bởi vì là vô bổn sinh ý, cho nên thu hoạch tương đương không tồi, không chỉ có trong nhà thêm không ít thịt, còn nhiều thêm vào một chiếc xe đạp, liền này kiếm tiền còn có thừa đâu triệu quế hoa cảm thán đầu cơ trục lợi thật là kiếm trang lão yên nhi trong lòng rung lên chạy nhanh nói cũng không thể luôn là làm cái này triệu quế hoa biết nàng trợn trắng mắt nói ngươi cho ta là cái ngốc tử ta chính mình đều có dự tính nàng đem tiền thu hảo giấu đi nói còn không biết này máy may phiếu khi nào mới có thể chờ đến nàng đã tính toán hảo nói nếu lão đại có thể câu đến cá ta liền chuẩn bị một cái ngày mai đưa cho vương đại mụ, ta mượn nhà hắn rất nhiều lần máy may, nhiều ít cũng nên tỏ vẻ một chút, trước cuộc nhà ta này còn không biết gì thời điểm mới có thể mua, không thiếu được còn muốn mượn, trang lão yên nhi, trong nhà chuyện này, còn không phải đều là ngươi làm chủ, triệu quế hoa tính toán nhật tử, tuy nói thủ ao cá, nhưng là nếu sự tình không có biến số. Lại quá hai tháng liền có người phát hiện cái kia hồ nước, này ao cá đã có thể không phải nhà hắn được, Mấy ngày này nhất định đến lớn nhất hạng độ câu cá, mùa đông cái kia thủ đoạn không thể dùng, câu cá lại không cho lực, nàng nói thật sầu người. Trang lão yên nhi, sao? Triệu Quế Hoa, ta liền tưởng nhiều làm thí điểm cá. Trang lão yên nhi nhưng thật ra không như vậy tưởng, nói tế thủy trường lưu bái, lời này nhưng không được Triệu Quế Hoa tâm ý, nàng hừ một tiếng, nói cái gì tế thủy trường lưu, người đưa người khác không thể phát hiện a, à. nơi nào cũng không phải thực ẩn nấp trang lão y nhi tưởng tượng thật đúng là như vậy cái đạo lý triệu quế hoa sâu kín thở dài nàng nói ta nếu là cái sẽ võng cá ngư dân thì tốt rồi kia cũng không thể nói như vậy ngươi tưởng a à, ngươi lộng trở về quá nhiều cũng không hảo chỉnh triệu quế hoa dùng một lần cũng còn hành dù sao ở mùa hè đã đến phía trước nàng đến tưởng cái biện pháp tuy nói ngủ sớm sớm tỉnh điện nhưng là thời gian này cũng quá sớm triệu quế hoa đem lần trước dư lại tới mảnh vải bắt đầu phân loại có mềm mại lại lớn nhỏ vừa phải, bọn họ nhưng thật ra có thể làm thành vớ, lại vô dụng cũng có thể làm thành tạp dề, nếu liền làm tạp dề đều không được, nàng liền tính toán phùng thành dễ lao, này làm tạp dề cùng làm dễ lao, khiến cho lương Mỹ phân nhà mình chậm rãi làm đi, tỉnh nàng nhàng đến năm sống sáu thú, triệu quế hoa sữa sang lại hảo, cho chính mình đổ một chén nước, tấn 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 uống xong đi, nàng nói, người này không làm việc nhi liền không yên ổn, nàng dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ quả nhiên ăn trộm nhi xuất động nàng xuyên thấu qua ánh trăng liền thấy kim lai rón ra rón rén bôn chu gia liền đi đến nỗi vì cái gì không đi lam lão đầu nhà ở cái này trong phòng còn cái gì cũng không có đâu hắn là tiểu lại không phải ngốc kim lai rón ra rón rén bôn chu gia qua đi chu gia người còn không có trở về bởi vì chu đại mụ bị mang đi đột nhiên nhà hắn cũng không khóa môn vương đại mụ nhưng thật ra cẩn thận đem cửa đóng lại nhưng là không chịu nổi kim lai như vậy hiểu tận gốc rễ tiểu hài nhi hắn thừa ánh trăng nhẹ nhàng đẩy ra chu gia đại môn tuy rằng là sấm không môn nhưng là kim lai cũng không dám trộm tiền hơn nữa mụ nội nó đều nói với hắn quá trộm tiền là ăn trộm nhi là có tội nhưng là trộm đồ vật ăn chỉ có thể nói hài tử thèm là cầu cầu tình là có thể hỗn quá khứ cho nên liền tính là trộm cũng đến trong lòng hiểu rõ nhi kim lai vâng chịu hắn nải ý nghĩ lập tức ở gian ngoài phòng bếp tìm lên, đừng nhìn chu gia giàu có, nhưng là chu đại mũ chính là một cái thực keo kiệt người, nàng liền đối chính mình đều thực keo kiệt, cho nên chu gia thứ tốt cũng thật là không nhiều lắm. Kim Lai mở ra tủ chén, bên trong có một cái tiểu khay đan, bên trong là sáu cái sinh trứng gà, Kim Lai, không tồi, hắn đem trứng gà bỏ vào chính mình chuẩn bị tốt trong túi, này ăn trộm nhi còn biết tự bị công cụ đâu, hắn trang hảo trứng gà, lại xốc lên lưu gạo, bên trong phóng đều là bột bắp, hắn nghĩ đến hắn nãy nói, hiểu được này không thể lập tức trộn sạch, hắn lập tức trang mấy gáo. Theo sát lại tiếp tục tìm, rốt cuộc tìm được rồi gạo, tổng cộng cũng liền năm sáu cân, hắn nuốt một chút nước miếng, không nhịn xuống, tất cả đều rót vào trong túi, nếu là bột bắp, hắn còn có chút định lực, nhưng là gạo không thành, hắn quá muốn ăn gạo, kim lai ở chu gia giống như rong chơi ở trong biển cá, triệu quế hoa ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem, đầu đều diêu thành trống bỏi, không phải nàng không kiến thức, là thật sự thực hết chỗ nói rồi. Đứa nhỏ này phàm là đem trộn đồ vật ngộ tính cùng thiên phú dùng ở địa phương khác, sớm thành tài. Triệu Quế Hoa đang chuẩn bị xoay người, lãnh không chừng phát hiện, tô đại mụ gia bức màn hơi hơi động, các nàng hai nhà ly đến gần, xem vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đây là. Trong chừng, bất quá cũng không kỳ quái, nhà này hai cái nữ đồng chí đều là thực cưng chiều ba cái tiểu tử, nhưng là lại giáo không tốt. Đúng lúc này một trận mở cửa thanh âm vang lên, này mở cửa thanh âm nhưng thật ra lập tức kinh tới rồi vài da, ăn trộn nhi kim lai dọa một lột cục chui vào đáy giường, đang ở trong chừng tô đại mụ cũng là trong lòng nhảy dựng, tâm nhắc tới cổ họng nhi, ngay cả triệu quế hoa đột nhiên bị thình lình xảy ra thanh âm kinh ngạc một chút, rốt cuộc vừa rồi nàng chính là thực chuyên chú, tiểu nữ hoa nhi lê dày lộc cục chạy đến cửa, phanh 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 gõ cửa, kêu, nải, nải nải cứu mạng, tiểu cô nương nải thanh nải khí, nhưng là lại mang theo mười phần vội vàng, triệu quế hoa chạy nhanh mở cửa, một cúi đầu liền nhìn đến tiểu yến tử, tiểu cô nương sợ hãi nói, nãy ca ca bụng bụng đau, triệu quế hoa chạy nhanh ra cửa, thực mau đi vào hai huynh muội phòng nhi, đây là trên dưới phô, ca ca ngủ phía trên, muội muội dưới nước đầu, bày một trương tiểu án thư, bởi vì là tiểu nhà kề, trong phòng rất nhỏ, nhưng thật ra không thế nào lãnh, triệu quế hoa chạy nhanh tiến lên, đây là làm sao vậy? hổ đầu đậu con trai cả mồ hôi nhi rầm rầm chảy khóc lóc nói nải bụng đau ta có phải hay không muốn chết ô ô ô triệu quế hoa nơi nào đau lúc này trong nhà những người khác cũng đều khoác quần áo ra tới lương mỹ phân chạy nhanh tiến lên đem nhi tử ôm vào trong ngực bắt đầu khóc hổ đầu ngươi sao ngươi nhưng đừng dọa mẹ ơi ngươi nếu là có cái cái gì không hay xảy ra mẹ nhưng làm sao bây giờ a à? hổ đầu a à, triệu quế hoa nhíu mày ngươi gào cái gì chạy nhanh đi thay quần áo đưa hài tử đi bệnh viện đúng 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 đi bệnh viện trang trí viễn lập tức về phòng thay quần áo lương mỹ phân ta cũng đi nãy ta muốn nãy nãy ô ô ô tiểu hài tử đều là như thế này khó chịu thời điểm luôn là tìm đối chính mình thân cận nhất người hổ đầu là triệu quế hoa đưa tới lớn như vậy thân cận nhất chính là nàng triệu quế hoa nãy cũng đi chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện toàn gia lúc này cũng bất chấp mặt khác thực mau xúc động, tiểu yến tử cũng ở một bên ô ô khóc, dọa không biết làm thế nào mới tốt, trang trí hy, mẹ, ngươi cùng đại ca bọn họ cùng đi, chúng ta phu thê liền không đi. Đi như vậy nhiều người vô dụng, lại nói đại buổi tối trong nhà không thể không ai, tiểu yến tử cũng đừng đi, làm nàng tới chúng ta phòng ngủ, triệu quế hoa, thành, toàn gia luống cuốn tay chân, bất quá nhưng thật ra thực mau cấp hổ đầu bộ quần áo triệu quế hoa hai vợ chồng già còn có trang trí viễn phu thê đẩy xe đạp liền mang hài tử ra cửa bạch gia ở tại cổng lớn này giang nghe được nhà hắn động tỉnh nhi ra tới hỏi đây là làm sao vậy hài tử không thoải mái triệu quế hoa cùng trang lão y nhi đều bất chấp giải thích vội vàng rời đi tiểu yến tử còn ở khóc sướt mướt trang trí hy bế lên nàng nói đừng khóc đêm nay cùng tiểu thúc tiểu thẩm cùng nhau trụ hắn đem cái này nhóc con ôm về phòng ngay sau đó lại đi cấp cách vách nhà ở môn đều thượng khóa hắn lão nương triệu quế hoa vừa rồi xem náo nhiệt, kỳ thật hắn này đương nhi tử vừa rồi cũng giống nhau đang xem đâu, thật là, gặp được một cái như vậy tiểu hài nhi, thật là một khắc đều thái thả lỏng, nếu không liền phải ném đồ vật, tiểu yến tử hơi sợ, nàng bắt lấy trang trí hy quần áo, nói, tiểu thúc, ca ca ta sẽ không chết rớt, đúng hay không? Hắn sẽ không có việc gì nhi đúng hay không, trang trí hy nhẹ nhàng vỗ nữ hoa oa nói, đương nhiên sẽ không có việc gì nhi vương đại nương từ hậu viện nhi lại đây gõ cửa tiến vào hỏi đây là sao trang chí hy hổ đầu đột nhiên bụng đau không hiểu được làm sao vậy đi bệnh viện hắn nói đa tạ ngài quan tâm vương đại mụ ngươi xem ngươi nói cái này quê nhà hàng xóm ta nên hỏi hỏi hành các ngươi phu thê mang theo hài tử nghỉ ngơi ta đi về trước hiện tại còn không biết cái nguyên cớ liền tính là hỏi cũng hỏi không ra cái cái gì cho nên vương đại nương cũng không ở bên này ở lâu chậm trễ bọn họ tiểu phu thê nghỉ ngơi chỉ là nói có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi kêu ta trang trí hy cùng minh mỹ đều gật đầu ai một tiếng ứng vương đại mụ quay lại vội vàng tiểu yến tử nhẹ giọng nức nở trang trí hy gật đầu hắn cúi đầu vừa thấy tiểu yến tử bàng hoàng bất lực nhìn cửa trang trí hy lay động một chút tiểu nhãi con nói không có việc gì ca ca ngươi như vậy dũng cảm nhìn bác sĩ thực mau liền sẽ tốt Tiểu Yến tử nhẹ nhàng gật đầu, ngô nông nói, ca ca sẽ không có việc gì, đúng vậy, ca ca sẽ không có việc gì, minh mỹ, tiểu Yến tử tới, tiểu thẩm thẩm cho ngươi hai khối đường, ngươi thu hồi tới. Ngày mai cùng ca ca một người một khối ăn, được không, tiểu Yến tử ánh mắt sáng lên, chạy nhanh gật đầu, nải thanh nải khí nói, ca ca một viên, tiểu Yến tử một viên, minh mỹ cười, đối, nàng khoác áo ngoài, nói, ta đi ra ngoài thượng một chuyến về đúc xe, trang trí hy ta cùng ngươi cùng nhau đi minh mỹ nhìn liếc mắt một cái hài tử lắc đầu không cần ngươi ở nhà bồi tiểu yến tử ta không có việc gì kỳ thật nàng bụng cũng có chút không thoải mái bất quá nàng không thoải mái cùng hổ đầu chính là khẳng định không giống nhau nàng là cái kia tuy nói nàng thân thể đáy hảo không cùng giống nhau cô nương như vậy đau tê tâm liệt phế nhưng là rốt cuộc cũng không phải cùng chuyện gì không có giống nhau nhiều ít vẫn là có điểm không khỏe trang trí hy ngươi nhiều xuyên điểm lại đi ra ngoài, Minh Mỹ gật đầu, lúc này kỳ thật là rất sợ lạnh lẽo, nàng đô đô miệng, trồng lên áo bông, tiểu yến tử bị trang trí hy đặt ở trên giường, nàng bàn cẳng chân nhi thực ưu sầu, trang trí hy quát quát nàng cái mũi nhỏ, nói, tiểu yến tử tưởng cái gì đâu, ca ca ta, trang trí hy, không có việc gì, tiểu yến tử ngày mai là có thể nhìn đến ca ca, có thể chứ, đương nhiên là có thể. Nếu ca ca ngươi muốn nằm viện, tiểu thúc liền mang ngươi đi bệnh viện xem hắn, nếu không cần nằm viện, sáng mai ngươi cùng nhau tới là có thể nhìn đến ca ca, trang trí hy hống hài tử, hắn cùng cháu trai cháu gái nhi cảm tình đều khá tốt, trang trí hy này đầu hống hài tử đâu, kia đầu minh mỹ cũng ra cửa, muốn nói cái này sân tâm tình nhất không tốt là ai, như vậy đương thuộc kim lai. Hắn vốn dĩ trộn đến nhưng sung sướng, hảo hảo đâu, kết quả trang gia đột nhiên liền ra chuyện xấu, quả nhiên hắn nãy cùng mẹ nó nói rất đúng, gia nhân này chính là một chút cũng không thiện lương, thiếu đạo đức bốc khó nhi, không trợ giúp nhà bọn họ cũng đã là tội ác tày trời, thế nhưng còn ở hắn trộm đồ vật thời điểm ra chuyện xấu thêm phiền, thật là đáng chết, hắn trong lòng hận đến không được, chính là một chút cũng không dám lộn xộn, sợ chính mình bị người phát hiện, nếu bị phát hiện liền không xong. Trước một đoạn nhi sự tình, còn rõ ràng trước mắt, hắn vẫn không nhúc nhích, dựng lỗ tai nghe bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trong lòng cũng âm thầm nôn nóng nếu bọn họ ở cọ xác trong chốc lát chính mình này còn không có trộm hảo tám phần chu gia người liền phải đã trở lại tóm lại kim lai cấp không được đương hắn nghe nói là hổ đầu không thoải mái thời điểm hắn trong lòng lại phá lệ vui sướng trong viện này đó tiểu hài tử hắn đều chán ghét không được dựa vào cái gì bọn họ liền có ba ba cũng có mụ mụ chỉ có nhà hắn không có dựa vào cái gì đâu hắn hy vọng sở hữu tiểu bằng hữu đều quá đến không tốt như vậy hắn liền vui mừng nhất nghe nói hổ đầu đi bệnh viện, hắn vui sướng bật cười, đã chết mới hảo đâu, bất quá thực mau lại bưng kính miệng mình, cũng không thể ra tiếng nghi, bị người phát hiện liền xong rồi. Hắn từ đáy giường bò ra tới, lại trộn điểm ăn ngon, hắn liền đi, chỉ là mới vừa bò ra tới, lại nghe được ầm một tiếng mở cửa thanh âm, hắn chạy nhanh lại lùi về đi, mụ nội nó, tiểu hài nhi cũng sẽ mắng chửi người, lần này ra tới chính là Minh Mỹ, nàng cung eo, viết tay ở trong tay áo lộc cộc bước nhanh ra sân từ loáng thoáng có nháo quỷ đồn đãi đại gia buổi tối liền không thế nào thượng vê đúc xe, có thể chấp vá là khẳng định muốn chấp vá bất quá minh mỹ nhưng thật ra không sao cả giảng thật không phải bởi vì nàng là kiên định thuyết vô thần giả mà là bởi vì nàng cảm thấy chính mình không gì nhưng sợ hãi nàng sư phụ nói qua nga liền tính là quỷ cũng sợ ác nhân nàng khả năng đánh nếu thật nháo quỷ nàng liền dám cấp quỷ quán tiếng hố phân cùng chu quần bạch phấn đấu tô kim lai giống nhau ăn phân đi thôi nàng sợ cái gì minh mỹ đi vào v c mà lúc này chu quần hai vợ chồng cũng vừa lúc đi tới ngõ nhỏ phụ cận chu quần uống đến có điểm nhiều đi đường đều không xong lắc lư khương lô đỡ chu quần nói đi chậm một chút khoảng một chút ngươi xem ngươi uống nhiều như vậy khuyên đều khuyên không được về nhà ta cho ngươi nấu một chén trà uống vừa uống đi đi mùi rượu chu quần có điểm uống nhiều quá hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái cách nhìn của đàn bà đồ vật, ta nếu không uống, như thế nào có thể ở xưởng trưởng trước mặt bán cái hảo? Ngươi biết ta nhiều khó sao, ta không nỗ lực, như thế nào hướng về phía trước bò? Này muốn quá đến hảo, bất luận cái gì một cái cơ hội đều không thể buông tha. Vẫn là ngươi cảm thấy ta nỗ lực cũng vô dụng, ha hả, ta biết, ta biết ngươi là như vậy tưởng. Ta chính mình nỗ lực có ích lợi gì, liền cái hài tử cũng không có, nỗ lực cũng không biết vì ai ta mẹ vẫn là cái vẫn luôn kéo chân sau lão bất tử minh mỹ đang muốn đi ra liền nghe thế câu lão bất tử nàng khiếp sợ nhướng mày lập tức ghé vào trên tường dựng lên lỗ tai nghe lén khương lô nếu như vậy mắng không kỳ quái a à, bởi vì chu đại mụ đối khương lô thật sự thật không tốt nhưng là đi chu quần là chu đại mụ thân nhi tử a à. chu đại mụ đối chu quần đó là cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa chu quần nói như vậy Chu Quần, các ngươi không có một cái làm ta bớt lo. Các ngươi a, à. Khương Lô ấy nấy đỏ mắt, thấp giọng, là ta không tốt, không có làm ngươi có một đứa con. Này hết thảy đều là ta sai. Nàng hạ giọng, nếu, nếu ta thật sự không thể sinh, ta cho ngươi tìm cái nữ nhân. Minh Mỹ nghe đến đó, thật là hỏa khí dâng lên. Này nói chính là cái gì? Khương Lô nói chính là cái gì? Nàng có bệnh sao? Đồng dạng làm nữ nhân, Minh Mỹ khí không được nhưng thật ra làm được lợi người chu quần cao hứng thật sự đã có thể này hắn cũng có thể trang chu quần trong lòng vừa động khóe miệng hơi hơi kiều lên lúc này còn có lý trí làm bộ lẩm bẩm lầm bầm quát lớn nói nói bậy gì đó ta cũng không phải là người như vậy ngươi không cần đem ta tưởng như vậy bất kham khương lô là ta không tốt ngươi cũng không nhỏ người khác đều có hài tử liền ngươi không có ta biết ngươi khó chịu nàng làm sao không khó chịu đâu nàng thật là hận thấu chính mình cái này vô dụng thân mình như thế nào liền không thể sinh hài tử đâu nơi nào có nữ nhân không thể sinh hài tử khương lô mang theo tiếng khóc nói là ta thực xin lỗi ngươi là ta thực xin lỗi chu gia minh mỹ thầm nghĩ cái này khương lô thật là cái đầu óc không rõ ràng lắm nàng khí thật mạnh hừ một tiếng nhưng thật ra cũng khéo vừa lúc chu quần phu thê đi đến vê đúc xe bên cạnh vừa nghe nữ nhân này khí hống hống hừ thanh Chu quần cùng Khương Lô sắc mặt trắng nhật, nháy mắt hiện lên vô số nháo quỷ đồn đãi A một tiếng, thét chói tai, có quỷ A. Cứu mạng A, bay nhanh thoáng, minh mỹ, có quỷ, nàng nháy mắt phản ứng lại đây, là nói nàng.